Cổ đạo Tiêu Phàm con người cũng trở nên sắc bén lên, bằng vào thời không thôn thiên kình vừa rồi thi triển thủ đoạn, mình muốn giết nó, không khác nói mơ giữa ban ngày. Đừng nói giết nó, chính là tới gần nó đều khó. Thời không thôn thiên kình đối thời không chi lực nắm vững, đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có thời không lão nhân mới có thể cùng xứng đôi. Tiêu Phàm không phải đặc biệt biết thời không yêu thú, nhưng là, thời không yêu thú có một chút cực kỳ quỷ dị. Bọn chúng đều thiên sinh nắm giữ lấy thời không chi lực, nhưng lại không có bản nguyên đại đạo, mà là ngưng tụ một viên bản nguyên tiên tinh, đây là thời không yêu thú lực lượng chi nguyên. Bởi vậy, thời không yêu thú mặc dù đều tu luyện cùng một loại bản nguyên chi lực, nhưng là không tồn tại lẫn nhau chế ước. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm quanh thân tiên mang đại thịnh. Xa xa nhìn tới, dường như phủ thêm một kiện tiên y, đây là tiên chi lực bên ngoài lộ ra hiệu quả. Hắn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, cũng đồng dạng ẩn chứa thời không bản nguyên đặc tính, có thể từ trình độ nhất định miễn dịch thời không chi lực. Oanh long, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm rung động, vô tận không gian nổ tung, vỡ nát, phía trước thác loạn thời không, bị Tiêu Phàm sinh sinh mở ra một đầu thời không thông đạo. Hắn thân thể nhanh chóng tới gần, khoảng cách thời không thôn thiên kình càng ngày càng gần. Lăng lệ cực kỳ chán phóng vạn trượng quang hoa, đánh đầu thắng đó, hung hăng chém về phía thời không thôn thiên kình đầu. Nhưng mà, thời không thôn thiên kình lại là đột nhiên chìm xuống, thân thể cao lớn cực kỳ linh hoạt, trong nháy mắt chìm vào thời không giới hải. Tiêu Phàm kiếm khí chạm trên mặt biển, lại vẻn vẹn nhấc lên một trận thật nhỏ gợn sóng. Một kiếm này, dường như chạm tại trên bông đồng dạng, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà lúc này, bốn phương tám hướng toát ra không ít thời không yêu thú, cơ hồ không chần chờ chút nào, liền hướng lấy Tiêu Phàm trùng sát mà tới. Thí thần cùng Long Tiêu cũng giống vậy bị mấy đầu thời không yêu thú khóa chặt, hai người không thể không gia nhập chiến đấu. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại hướng về hung thần ác sát thời không yêu thú, dư quang lại là thời khắc tập trung vào thời không thôn thiên kình. So với thời không thôn thiên kình, mặt khác thông thường thời không yêu thú cơ hồ có thể không đáng kể, hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Nghĩ muốn chém giết thời không yêu thú, mấu chốt không phải hủy đi nhục thể của bọn nó, mà là đạt được bọn nó bản nguyên tiên tinh. Tiêu Phàm sớm tại đối thời không thôn thiên kình xuất thủ thời khắc, bản nguyên phân thân liền đã bắt đầu hành động, tìm kiếm thời không thôn thiên kình bản nguyên tiên tinh. Chỉ là, thời không thôn thiên kình bản nguyên tiên tinh giấu kín cực kỳ hoàn mỹ, tiên linh liền bóng dáng của nó cũng không thấy đến. Ngược lại là mặt khác thời không yêu thú bản nguyên tiên tinh, Tiêu Phàm gặp được không ít. Hắn xuất thủ vô tình, phàm là nhìn thấy bản nguyên tiên tinh, toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi. Ngoại giới, không ít thẳng hướng Tiêu Phàm thời không yêu thú đang bị Tiêu Phàm chiếm lấy bản nguyên tiên tinh một sát na kia, trong nháy mắt thành bụi yên diệt, cái gì đều không lưu lại. Giết những cái này phổ thông thời không yêu thú căn bản không có giá trị, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt thời không thôn thiên kình. Tiêu Phàm nội tâm suy tư. Chỉ là, hắn tạm thời đối thời không thôn thiên kình căn bản không có biện pháp gì. Hơn nữa, thời không thôn thiên kình căn bản không cùng hắn chính diện chiến đấu, đây mới là để cho Tiêu Phàm khó khăn sự tình. Không cách nào cùng thời không thôn thiên kình giao thủ, bản thân cũng không biết lá bài tẩy của nó, muốn giết chết nó, làm sao hắn khó khăn đây. Đang lúc Tiêu Phàm đang dọn dẹp mặt khác thời không yêu thú thời khắc, đột nhiên một trương miệng to như chậu máu từ dưới chân hắn toát ra, hướng về Tiêu Phàm cuồng nuốt đi. Tiêu Phàm phản ứng tính nhanh, có thể tấm kia miệng to như chậu máu tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt nuốt sống Tiêu Phàm. Lão đại, phủ chủ, nơi xa, đang cùng thời không yêu thú kịch liệt chém giết thí thần cùng Long Tiêu, hai người vừa lúc nhìn thấy Tiêu Phàm bị thời không thôn thiên kình cắn nuốt một màn. Liền Tiêu Phàm cũng không là đối thủ, hai người bọn họ lưu lại nơi này, đoán chừng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần cho Tiêu Phàm báo thù, không phải bọn họ không nghĩ, mà là tạm thời căn bản không có thực lực này. Bất quá, hai người vẫn như cũ không có chút gì do dự, ra sức đánh lui đánh giết bọn họ thời không yêu thú, cấp tốc hướng về thời không thôn thiên kình vị trí kích xạ đi. Bọn họ cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều phát huy ra, toàn lực công kích thời không thôn thiên kình. Chỉ là, thời không thôn thiên kình dường như vô tâm niệm chiến, ở thôn thôn cắn Tiêu Phàm về sau, liền chìm vào thời không giới hải bên trong. Làm hai người đuổi tới thời không thôn thiên kình trước người lúc, thời không thôn thiên kình đã hoàn toàn chìm vào dưới mặt biển. Ở chỗ này,
mỗi một đóa bọt nước đều có thể đại biểu cho một cái thế giới, không có thời không yêu thú thủ đoạn đặc thù, bọn họ có thể không dám tùy tiện xuống biển. Thế nhưng là, bọn họ trơ mắt nhìn xem dưới mặt biển thời không thôn thiên kình thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, nội tâm cực kỳ cảm giác khó chịu. Tiêu Phàm sinh tử không biết, bọn họ đương nhiên sẽ không cứ thế mà đi. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đang lúc bọn họ chuẩn bị cùng thời không yêu thú liều mạng lúc, lại là phát hiện, bốn phía thời không yêu thú đột nhiên cũng nhanh chóng chìm vào mặt biển, sau đó hoàn toàn biến mất ở hai người trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Long Tiêu nhìn qua biến mất thời không yêu thú, vẻ mặt kinh ngạc. Thí thần trầm mặc không nói, ánh mắt quét mắt tứ phương, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại cảm ứng. Lão đại không có việc gì, thí thần mặt âm trầm, hắn cùng với Tiêu Phàm tầm đó có một loại liên hệ kỳ diệu, dù cho cách xa nhau ước vạn dặm, cũng có thể có cảm ứng. Thí thần đại nhân, người nói, những cái này thời không yêu thú, không phải là cố ý làm phụ chủ mà đến đây đi. Long Tiêu đột nhiên thốt ra. Thí thần không có trả lời, bất quá, chính hắn cũng có loại này cảm giác. Chúng ta đi bờ bên kia chờ lão đại. Thật lâu, thí thần thở sâu, làm một cái quyết định. Đang lúc hai người chạy tới thời không giới hải một chỗ khác lúc, Tiêu Phàm lại là phát hiện mình xuất hiện ở một đầu lờ mờ tĩnh mịch cổ đạo phía trên. Ta không phải bị thời không thôn thiên kình nuốt vào trong bụng sao? Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên. Truyền văn. Thời không thôn thiên kình trong bụng thế nhưng là có thể dung luyện vạn vật. Nhưng hiện tại, hắn căn bản không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhìn qua dưới chân u tối cổ đạo, Tiêu Phàm thần niệm phóng thích, lại phát hiện vẻn vẹn có thể bao trùm hơn 10 trượng khoảng cách, còn không bằng mắt thường của mình. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy cổ đạo chỉ có 1 trượng 3,3 mét đến rộng, phía trên tích đầy bụi bặm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đoạn xám trắng xương khô. Cổ đạo phía trước sương mù mông lung, tia sáng lờ mờ, không biết thông hướng phương nào, không khí tràn ngập một loại năng lượng kỳ dị, thị lực đều hứng chịu tới cực lớn áp chế. Mà cổ đạo hai bên, càng là một mảnh màu xám cho, Tiêu Phàm luôn cảm giác lúc nào cũng có thể có thứ nguy hiểm từ hai bên xuất hiện. Tiêu Phàm tập trung ý chí, cảnh giác tới cực điểm. Dấu chân, đang lúc hắn cúi đầu nhìn tới thời khắc, lại là phát hiện, dưới chân giày đặc bụi bặm đỉnh, lại có một nhóm rõ ràng dấu chân. Dấu chân khoảng thời gian không lớn, hiển nhiên đối phương mỗi một bước đều đi rất cẩn thận. Tiêu Phàm không có tự tiện vọng động, thật lâu hắn mới thở sâu, bước lên phía trước dấu chân. Đã có người đi qua, cái kia đi qua địa phương hiển nhiên là an toàn. Ở nơi này không biết cổ đạo bên trên, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận đối đãi. Mỗi đi mấy bước, Tiêu Phàm liền tử tế quan sát phía trước dấu chân, muốn nhìn ra vài thứ. Không để cho hắn thất vọng. Hắn từ dấu chân bên trong đã nhận ra dấu vết để lại. Phía trước một cái dấu chân bên trên, có một cái vì không thể gặp dấu, hiển nhiên, đây là có người nhón chân lên đã từng dẫm ở cái dấu chân này bên trên. Nói như vậy, có hai người đã từng tới nơi này. Tiêu Phàm thần sắc càng ngưng trọng thêm, đối cái này cổ đạo cũng càng hiếu kỳ hơn lên. Kiếm đạo tiên uy Tiêu Phàm dọc theo trên đất dấu chân tiến lên, hắn người nhẹ như yến, tốc độ không nhanh không chậm. Cũng không biết đi lại bao xa, bốn phía thời không dường như đứng im đồng dạng, căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm trong lòng run lên, chỉ thấy một đạo lợi mang bóng từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo thiểm điện, rơi đập ở cổ đạo phía trước. Tiêu Phàm lưng phát lạnh, nếu là bị cái này kinh khủng lợi mang đánh trúng, cho dù là hắn, đoán chừng cũng phải bị thụ thương không thể. Hắn ánh mắt đảo qua phía trước, lại là phát hiện mặt đất một mảnh cháy đen. Khắp nơi đều là sắc bén vết kiếm. Hiển nhiên, vừa mới rơi xuống cũng không phải là thiểm điện, mà là từng đạo kiếm khí bén nhọn. Cổ đạo bên trên dấu chân cũng biến thành xốc xếch, không cần nghĩ cũng biết, trước đó đi qua nơi này người, lại dùng xảo diệu thân pháp tránh né những cái kia kiếm mang. Tiên linh, người có từng nghe nói qua nơi này, Tiêu Phàm không có tùy tiện tiến lên, thỉnh giáo trong đầu tiên linh. Không biết, tiên linh lời ít mà ý nhiều, bất quá. Vừa rồi kiếm khí kia, cho ta một loại cảm giác quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Gặp qua, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, tiên linh thế nhưng là linh hoàng tân sinh, mặc dù không có linh hoàng ký ức, nhưng dù sao cũng là đản sinh tại thiên cổ, về sau liền một mực ở ngủ say. Tất nhiên hắn đối kiếm khí này cảm giác rất quen thuộc, đây chẳng phải là nói nơi này cực kỳ lâu đời,
đoán chừng có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ thời đại. Cụ thể ta không nhớ ra được, nhưng là loại này khí tức xác thực rất quen thuộc, chỉ là giống như không có cường đại như vậy. Tiên Linh lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại là càng cẩn thận kỹ càng. Hắn mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng là, hiện tại hắn chỉ có dọc theo cổ đạo đi xuống, mới có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, bản thân không cách nào tiếp tục dọc theo những cái này dấu chân đi về phía trước, tiếp xuống nguy hiểm, nhất định phải chính diện đối mặt. Thở sâu, Tiêu Phàm phóng ra bước chân. Hồng hộc, mấy đạo kiếm mang bỗng trống rỗng xuất hiện, lấy cấp tốc hướng về Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhất định chính là một đạo chớp giật hình người. Nhưng dù cho như thế, cũng mới hiểm mà hiểm tránh thoát mấy đạo kia kiếm khí công kích. Bang, bén nhọn tiếng kim loại va chạm vang lên, đây là kiếm khí rơi vào cổ đạo bên trên tạo thành thanh âm, trên mặt đất lại nhiều hai đạo nhàn nhạt vết kiếm. Tiêu Phàm không dám thất thần, bắp thịt toàn thân căng cứng, tốc độ đột nhiên bắt đầu tăng tốc. Nơi đây quá mức nguy hiểm, bản thân nhất định phải nhanh thông qua. Nhưng mà lúc này, mở tối cổ đạo bên trên đột nhiên hào quang vạn trượng, hừng hực tiên mang chiếu sáng thiên vũ, cổ đạo thông minh như ban ngày. Tiêu Phàm chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại toàn thân phát lạnh, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn không chần chờ chút nào, cấp tốc đi về phía trước phóng đi. Hô hô, cổ đạo bên trong bén nhọn tiếng kiếm reo liên tiếp, hắn đoán không sai, cái kia hừng hực quang mang, dĩ nhiên là vô thượng kiếm khí chỗ đến. Đầy trời kiếm khí trống rỗng xuất hiện ở cổ đạo trên không, sau đó giống như mưa rơi nộ xạ mà xuống. Kinh khủng như vậy kiếm vũ, căn bản muốn tránh cũng không được, cho dù xảo diệu đi nữa thân phận, cũng có khả năng bị đánh trúng. Cũng may cổ đạo có một trượng 3,3 mét đến rộng, miễn cưỡng còn có thể tìm tới đặt chân địa phương. Tiêu Phàm không có dọc theo phía trước dấu chân tiến lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, những cái này kiếm vũ căn bản không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Nếu như dọc theo tiền nhân dấu chân tiến lên, đoán chừng chết như thế nào đều không biết. Bất quá, trên đất dấu chân cũng 10 điểm hỗn loạn, căn bản không có tham khảo giá trị. Phốc, một đạo huyết kiếm từ Tiêu Phàm đầu vai chảy ra mà ra, hắn tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn như cũ kiếm khí đánh trúng, máu tươi bão táp. Phải biết, Tiêu Phàm bây giờ thế nhưng là biến thành Tu La chi thể, nhục thân cường hãn, hiếm thấy trên đời. Nhưng hắn vẫn như cũ bị thương, có thể nghĩ kiếm khí này khủng bố. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, tốc độ lần nữa tăng tốc, cổ đạo bên trên khắp nơi đều là hắn tàn ảnh. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, lại là phát hiện, cổ đạo bên trên có không ít vết máu đã trở nên đen kịt, hiển nhiên đã có một chút thời gian. Hơn nữa, càng đi về trước, mặt đất hắc sắc vết máu càng nhiều. Tiêu Phàm trong đầu không khỏi hiện lên hai đạo nhân ảnh xuyên qua trước mắt kiếm khí biển hình ảnh. Bất quá, ở nơi này một đoạn cổ đạo bên trên hắn không thấy bất luận cái gì thi cốt, nghĩ đến đối phương hẳn là còn sống, cũng chưa chết ở chỗ này. Hắn thấy, có thể từ nơi này còn sống rời đi người, chỉ có hai loại người. Một loại là thực lực cực mạnh, chí ít cũng là hỗn nguyên tiên vương trở lên tu vi. Một loại khác là kiếm đạo thông thần, có thể tránh né đại bộ phận kiếm khí. Căn cứ bản thân thực lực phán đoán, Tiêu Phàm cảm thấy loại thứ hai khả năng so sánh lớn. Dù sao, hắn nhưng là có được Hồng Mông Tiên Vương chiến lực, lại như cũ bị thương. Còn chân chính Hồng Mông Tiên Vương, hẳn là không thể nào xuất hiện ở nơi này, bởi vì thời không thôn thiên kình không có thực lực này đem một cái chân chính Hồng Mông Tiên Vương thôn phệ. Thật lâu, Tiêu Phàm đã bị chém trúng ba kiếm đại giới, rốt cục xuyên qua mảnh này kiếm khí biển. Không đợi hắn tới kịp thở phào, đột nhiên bị phía trước cảnh sắc cho sợ ngây người. Ở hắn phía trước, cổ đạo biến rộng không ít, đại khái lại rộng hai trượng. Chỉ thấy cổ đạo hai bên, an tĩnh tọa lạc một tòa lại một tòa cổ lão thạch bi, tử tế quan sát, tựa hồ cũng là mộ bia. Mỗi một khối mộ bia, đều bộc lộ ra mênh mông cổ ý, phía trên ngã trái ngã phải cắm từng chuôi rỉ sét kiếm sắt, dường như trải qua vạn cổ, cùng chủ nhân cùng nhau chôn tại đây, quỷ dị, đáng sợ. Mộ bia 10 điểm mơ hồ, thấy không rõ danh tự, mấp mô, chỉ để lại dấu vết tháng năm. Tiêu Phàm mang lòng kính sợ, phóng ra bước chân, dưới chân dấu chân lại trở lên rõ ràng. Không, chuẩn xác mà nói, không chỉ có là rõ ràng,
mà là từng cái dấu chân dường như lõm vào cổ đạo phía trên, cực kỳ kỳ dị. Oanh, Tiêu Phàm bước thứ nhất vừa mới rơi xuống đất, bỗng chỉ cảm thấy đầu run lên, một cổ kinh khủng tiên đạo chi uy, giống như một vùng biển mênh mông đồng dạng mãnh liệt mà tới. Hắn rốt cuộc minh bạch, những cái này dấu chân vì sao sâu sắc như vậy, nguyên lai là bị cái kia cường đại lực lượng, sinh sinh ép vào cổ đạo phía trên. Hắn vẫn chỉ là phóng ra một bước mà thôi, lại cảm giác gánh vác lấy vô số vũ trụ, cực kỳ cố hết sức. Nếu như đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm bị cái này tiên đạo uy áp cho ép thành bánh thịt. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng cảm giác hai chân cực kỳ nặng nề, có chút run lên, dường như xương cốt đều muốn bị đập vụn. Kiếm đạo tiên uy, Tiêu Phàm trên trán nổi gân xanh, sắc mặt cực kỳ khó xử. Hắn biết rõ những cái này mộ bên trong táng lấy kiếm đạo cường giả khi còn sống tất nhiên cường hoành vô cùng, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ cho dù đã chết đi, vẫn như cũ có được kinh khủng như vậy uy áp. Những năm này, Tiêu Phàm mặc dù không có chủ tu kiếm đạo, nhưng hắn kiếm đạo cường đại, vẫn như cũ hiếm thấy trên đời. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cảm giác mình nắm kiếm đạo, ở những cái này chết đi cường giả trước mặt, lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Hắn có thể tưởng tượng, những người này khi còn sống là cường đại dường nào. Tiêu Phàm cắn chặt răng, hướng phía trước cất bước, hai chân lại tựa như đổ chỉ đồng dạng, mỗi một bước đều đi 10 điểm gian khổ. Ngẩng đầu nhìn tới, mảnh này kiếm đạo cường giả chi mộ, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, muốn thông qua mảnh này kiếm mộ, xa so với phía trước kiếm khí biển, muốn khó hơn mấy lần. Hắn 10 điểm hoài nghi, bản thân đi đến kiếm mộ trung ương, có thể hay không bị ép thành thịt nát. Không hiểu đột phá, Tiêu Phàm hít một hơi dài, phóng ra bước chân, tới gần thạch bi, lúc này mới lờ mờ bắt được phía trên văn tự. Trường Lăng kiếm tiên chi mộ, Thiên Vân tiên vương chi mộ, Hàn Yên tiên tử chi mộ. Nguyên một đám tên xa lạ hiện lên ở Tiêu Phàm trước mắt, trong đầu dâng lên một cỗ khó mà nói rõ rung động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm tiên, tiên tử, thử hỏi chư thiên vạn giới, ai dám xưng tiên, cũng chính là 31 người mà thôi, nhưng cũng không phải chân chính tiên nhân. Thậm chí, hắn đều không biết, trên đời này là có hay không có tiên. Nhưng không hề nghi ngờ, những cái này bia cổ phía trên thấu phát loại kia hám thiên chi uy, chấn nhiếp nhân tâm, cổ kim hiếm thấy. Cho dù là đối mặt tạp đệ nhị phân thân, hắn cũng chưa từng có loại này cảm giác. Đương nhiên, tạp đệ nhị phân thân chỉ là một người mà thôi, mà trước mắt mộ bia, lại một cái nhìn không tới cuối cùng. Nhiều như vậy tiên nhân chi mộ, liên hợp lại cùng nhau, tự nhiên xa không phải tạp đệ nhị phân thân có thể so sánh. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tiêu Phàm nói nhỏ, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Hắn bây giờ tốt xấu cũng có được hồng mông tiên vương chiến lực, nhưng tại nơi đây lại đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức rời đi. Trên người hắn, tựa như gánh vác lấy mấy cái vũ trụ, mỗi một bước hành tẩu đều cực kỳ khó khăn. Mỗi đi đến một khối bia cổ trước mặt, hắn đều không tự chủ được nhớ kỹ phía trên danh tự. Những người này, khi còn sống tuyệt đối không giống phàm nhân, theo hắn đoán, những cái này phần mộ táng lấy người, khi còn sống, cũng đều là hồng mông tiên vương. Hắn không biết mình là thế nào đi qua một phía này táng thổ, loại kia kiếm đạo tiên uy, ép tới hắn liền hô hấp hết sức gấp rút. Khi hắn xuyên qua táng thổ thời khắc, phát hiện phía sau lưng của mình sớm đã ướt đẫm. Loại cường đại này áp lực, là hắn từ trước tới nay gặp gỡ mạnh nhất một lần. Cũng may, hắn cuối cùng vẫn là đi tới. Ở bước qua cuối cùng một tòa bia cổ thời khắc, hắn chỉ cảm giác bản thân thân thể đều muốn hư thoát. Hắn không gấp rời đi, mà là khoanh chân ngồi ở cuối cùng một ngôi mộ bao một bên, lặng yên vận chuyển lục đạo luân hồi kinh, khôi phục thể nội tiên lực. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khó trách hắn như thế không bình tĩnh, ở hắn vận chuyển lục đạo luân hồi kinh một sát na kia, là thiên tiên vương cảnh gông cùng xiềng xích, lại có một tia buông lỏng. Đây chính là đột phá hỗn nguyên tiên vương dấu hiệu A. Tiêu Phàm áp chế nội tâm rung động, điều chỉnh hô hấp, ngay sau đó lấy ra từng mai bản nguyên tiên tinh, nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Vẻn vẹn hơi thở thời gian, trước người hắn hơn ngàn mai bản nguyên tiên tinh toàn bộ vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi bặm, bay ra tứ phương. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm tiên lực cũng đạt tới viên mãn. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục tiêu hao bản nguyên tiên tinh xông phá hỗn nguyên tiên vương thời khắc,
táng thổ bên trong bỗng hào quang hừng hực, từng đạo điềm lành tiên đạo chi quang phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm bay vụt mà tới. Tiêu Phàm muốn né tránh, căn bản không kịp. Hơn nữa, hắn cũng căn bản không chỗ né tránh. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm trong đầu tràn đầy mọi loại nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ dạng này cổ quái sự tình. Oanh, đột nhiên, hắn thể nội truyền ra một tiếng nổ vang, giống như tuyệt địa hồng thủy đồng dạng, bản nguyên tiên lực bỗng nhiên quét sạch mà ra, sao cấp tốc cọ rửa Tiêu Phàm kinh mạch. Dù cho chính hắn nghĩ cản, cũng đỡ không nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước từng tòa phần mộ, lại là phát hiện, có vài chục ngôi mộ bị tiên huy bao phủ, tựa như phía dưới thi cốt bất cứ lúc nào cũng sẽ phục sinh. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần hướng về phía trước, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là, hắn cũng biết, cái kia vô tận tiên huy chính là từ cái kia mấy chục tòa phần mộ bắn ra. Mặc dù Tiêu Phàm hết sức nghi hoặc, nhưng hắn lờ mờ cũng đoán được một chút. Cái kia mấy chục tòa phần mộ toát ra động tĩnh, đúng lúc là hắn vận chuyển lục đạo luân hồi kinh một khắc này, có lẽ, những cái này phần mộ chôn xuống thi cốt, cùng lục đạo luân hồi kinh có chút liên quan. Bằng không mà nói, từng tòa chết mộ phần mà thôi, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện như thế dị tượng. Rất nhanh, Tiêu Phàm tập trung ý chí, giờ phút này chính là thừa thế xông lên trùng kích Hỗn Nguyên Tiên Vương thời điểm, tuyệt đối không thể thất bại. Một khi bỏ lỡ, ai biết muốn năm nào tháng nào mới có thể xuất hiện cái này ngàn năm khó về cơ hội. Giờ phút này, Tiêu Phàm dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân đắm chìm trong tiên huy bên trong, siêu phàm nhập thánh. Hắn khí tức trên thân thỉnh thoảng táo bạo không thôi, thỉnh thoảng yên tĩnh không hiểu. Hắn thử nhiều lần, mặc dù gông cùm xiềng xích có chỗ buông lỏng, nhưng muốn chân chính phóng ra một bước này, lại là cực kỳ gian nan. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, bây giờ còn chỉ là đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương mà thôi, liền như vậy khó khăn. Nếu như trùng kích Hồng Mông Tiên Vương, đây chẳng phải là càng thêm phiền toái. Lấy Tiêu Phàm thiên phú, đều không có đầy đủ tự tin trùng kích Hồng Mông Tiên Vương, lại càng không cần phải nói những người khác. Khó trách chư thiên vạn giới Hồng Mông Tiên Vương như thế thưa thớt. Tiêu Phàm cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển lục đạo luân hồi kinh, ở hắn quanh thân, sáu đạo ma ảnh hiện lên. Nơi đây cực kỳ bí ẩn, Tiêu Phàm cũng không lo lắng bại lộ cái gì. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là vạn năm. Một ngày này, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo thần mang như điện, dường như muốn cắt cắt thiên vũ, cắt đứt càn khôn. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm thể nội minh mông tiên lực phun ra ngoài, mà ở tới gần phần mộ thời khắc, lại trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Xa xa nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hào quang rực rỡ đảo qua từng tòa phần mộ. Mà khi quang hoa tiêu tán, lại dường như cái gì đều không phát sinh. Tiêu Phàm cảm giác cực kỳ không chân thực, nơi này quá mức quỷ dị, có lẽ chỉ là mộng cảnh một trận. Nhưng mà, khi hắn tâm thần chìm vào bản nguyên thế giới bản thân, lại là rõ ràng kiếm đạo, bản thân bản nguyên đại đạo đã đột phá 6.000 mét đại quan. Thậm chí, đã đến gần vô hạn 7.000 mét. Tiêu Phàm sững sờ tại chỗ, bản thân vậy mà thật không hiểu ra sao đột phá, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh, mặc dù không nhường hắn thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là, hắn lại là tự tin, nếu như gặp lại Hoàng Thiên, mình cũng có thể đơn đả độc đấu chiến một trận. Đem so sánh với Tu Vi, để Tiêu Phàm càng thêm rung động là, trong đầu của mình lại nhiều vô số ký ức. Lại một loại tiên pháp, Tiêu Phàm kinh dị hết sức. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn đều không thể hoàn toàn hiểu loại thứ nhất tiên pháp, luân hồi trưởng khống, nhưng là, hắn biết rõ tiên pháp cường đại. Không đợi Tiêu Phàm tra xét rõ ràng, hắn ánh mắt bỗng rơi vào từng tòa phần mộ phía trên, lại là phát hiện, vừa rồi nở rộ tiên huy phần mộ, sớm đã ảm đạm vô quang. Thậm chí, có không ít phần mộ càng là sụp đổ, chỉ để lại một tòa bia cổ, chứng minh bọn chúng đã từng tồn tại qua. Thật lâu, Tiêu Phàm đứng dậy, hướng về phía cái kia mấy trăm phần mộ làm một lễ thật sâu. Hắn làm sao không biết, mình có thể nhanh như vậy trùng kích Hỗn Nguyên Tiên Vương, hiển nhiên cũng những cái này phần mộ có quan hệ, là chết đi những người kia giúp hắn một chút sức lực. Mặc dù hắn còn không có biết rõ ràng đây là địa phương nào, để cho mình không giải thích được đột phá đến Hỗn Nguyên Tiên Vương. Nhưng là, cái này không trở ngại Tiêu Phàm đối với mấy cái này phần mộ chủ nhân cảm kích. Một đường đi tới, mặc dù đã nhận lấy những cái này mộ bia uy áp mạnh mẽ, nhưng là, kết quả lại là cùng dự kiến hoàn toàn khác biệt.
phần này cảm kích, Tiêu Phàm hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Tiêu Phàm tập trung ý chí, lần nữa nhìn về phía cổ đạo chỗ sâu, hắn rất biết rõ, cổ đạo cuối cùng đến cùng có cái gì. Gặp lại Diệp Khuynh Thành mấy ngày sau, Tiêu Phàm tu vi củng cố, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía cổ đạo chỗ sâu. Nhìn một cái sau lưng bia cổ quần, Tiêu Phàm phóng ra bước chân. Bị thời không thôn thiên kình nuốt vào trong bụng, hắn hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói, chỉ có thể vùi đầu đi lên phía trước. Bây giờ đột phá hỗn nguyên tiên vương, Tiêu Phàm lá gan cũng lớn hơn. Cổ đạo vẫn như cũ chật hẹp, nhưng chẳng biết tại sao, càng là xâm nhập, hắn thừa nhận áp lực càng lớn. Bên cạnh dường như mỗi giờ mỗi khắc có một loại kỳ lạ lực lượng, giống như đao cắt hắn nhục thể. Nhưng mà cẩn thận dưới sự cảm ứng, lại là không có bất kỳ phát hiện nào, mà trên người lại là không hiểu nhiều mấy đạo vết thương, hoàng kim huyết dịch nhỏ xuống. Tiêu Phàm thi triển tu la cửu biến, cái này mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Phải biết, thi triển tu la cửu biến hắn, thế nhưng là có được vĩnh hằng tiên thể, cường hãn vô cùng, có thể hoành độ vũ trụ bất luận cái gì cấm địa. Hiểu mà ở nơi này, liền có vẻ hơi nhỏ yếu. Kiếm khí vô hình, lại có thể làm bị thương hồng mông tiên vương cấp bậc cường giả. Tiêu Phàm rung động không hiểu, đối nơi này cũng càng ngày càng tò mò. Ở hắn phía trước, bước chân 10 điểm tạp nham, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một vũng máu. Hiển nhiên, ở hắn trước đó xâm nhập nơi này người, cũng bị thương. Bất quá không thấy được thi cốt, nghĩ đến hai người kia chí ít không có chết ở chỗ này. Tiêu Phàm không có dừng bước lại, tùy ý cái kia kiếm khí vô hình chạm ở trên người hắn, bất quá hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm, mà là đang không ngừng cảm ứng cái kia kiếm khí vô hình. Thật lâu, Tiêu Phàm thân hình thỉnh thoảng chớp động, đã có thể ngẫu nhiên tránh né kiếm khí vô hình. Oanh, lúc này, cổ đạo hơi chấn động một chút, phía trước mông lung hư không bên trong truyền đến một đạo kịch liệt nổ vang, ngẫu nhiên có kiếm quang thiểm thước, sắc bén tuyệt thế. Có người đang chiến đấu. Tiêu Phàm kinh dị hết sức, nín thở ngưng thần, thận trọng tới gần. Hắn rất muốn biết rõ, có thể đi người tới chỗ này là cái dạng gì. Mặc dù còn chưa thấy đến người, nhưng là cảm nhận được kinh khủng kiếm khí, hắn đối với đối phương thực lực đã có một cái phỏng đoán. Hỗn Nguyên Tiên Vương, không sai, cái kia uy thế hoàn toàn không thua Hỗn Nguyên Tiên Vương cấp bậc chiến đấu. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh có thể đi đến nơi này, đã 10 điểm biến thái. Hơn nữa, từ cái kia vô tận kiếm quang bên trong phán đoán, người này hẳn là tu luyện là kiếm đạo. Theo Tiêu Phàm tới gần, thanh thế càng ngày càng cuồn cuộn, kiếm quang cũng càng ngày càng sáng chói chói mắt, dường như có thể xé rách cổ đạo không gian bích lũy. Đến cùng là ai đang chiến đấu? Mang tâm tư như vậy, Tiêu Phàm lặng lẽ tới gần, một bóng người mờ ảo rốt cục hiện lên ở tầm mắt của hắn. Đây là, Tiêu Phàm cảm giác bóng người mơ hồ kia có chút quen thuộc, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy người kia khuôn mặt lúc, lại là vừa mừng vừa sợ. Diệp Khuynh Thành, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, khó có thể ức chế vui sướng trong lòng. Diệp Khuynh Thành từ khi bước vào thời không giới hải về sau, bị vô số thời không yêu thuật truy kích, hắn cũng bởi vậy mất đi liên hệ, bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Diệp Khuynh Thành vậy mà cũng xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng là bị thời không thôn thiên kình nuốt vào trong bụng. Phủ chủ, Diệp Khuynh Thành sao lại không phải vui mừng không thôi đây? Hắn thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, phủ chủ, người cũng bị thời không thôn thiên kình. Diệp Khuynh Thành không có đem lời nói xong, nhưng hắn tin tưởng, Tiêu Phàm nhất định minh bạch hắn ý tứ. Người cũng là bị thời không thôn thiên kình nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, ngay sau đó đem ban đầu ở thời không giới hải bị thời không yêu thú truy kích hắn sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Nguyên lai, Diệp Khuynh Thành cùng thí thần, Long Tiêu bọn họ ở Tiêu Phàm dẫn đi thời không thôn thiên kình về sau, cấp tốc hướng về bờ bên kia bay đi. Nhưng ai ngờ, thời không yêu thú càng ngày càng nhiều. Thời khắc nguy hiểm nhất, Diệp Khuynh Thành bị 7-8 đầu thời không yêu thú truy kích. Hắn chỉ là vừa mới đột phá Hồng Trần Tiên Vương mà thôi, ở đâu là nhiều như vậy thời không yêu thú đối thủ. Để cho hắn tuyệt vọng là, khi hắn bị 7-8 đầu thời không yêu thú cuốn lấy thời điểm, thời không thôn thiên kình cũng giết tới đây. Ở trước mặt thời không thôn thiên kình, hắn cơ hồ hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, một ngụm bị thời không thôn thiên kình nuốt vào trong bụng.
sau đó, hắn liền xuất hiện ở đây. Cái này thời không thôn thiên kình là có ý gì? Tiêu Phàm nghe được lời nói của Diệp Khuynh Thành, hơi hơi nhíu mày. Thời không thôn thiên kình đem bọn hắn nuốt vào trong bụng, lại không giết bọn họ, đây cũng quá cổ quái. Tiêu Phàm không minh bạch thời không thôn thiên kình ý đồ, Diệp Khuynh Thành tự nhiên cũng không rõ ràng. Ở ngươi trước đó, hẳn còn có một người tiến vào nơi này, ngươi có từng gặp gỡ? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Nói thật, ở trong này nhìn thấy Diệp Khuynh Thành, hắn đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Diệp Khuynh Thành thiên phú tuy mạnh, nhưng trước đó cuối cùng chỉ là Hồng Trần Tiên Vương, bình thường mà nói, hắn là không thể nào đến nơi này, dù cho hắn hiện tại đã đột phá đến La Thiên Tiên Vương. Không có, Diệp Khuynh Thành lắc đầu, nói ta trước đó dựa theo người kia lưu lại dấu chân, thông qua được tầng thứ nhất cửa ải, bất quá đến đó phiến mộ địa lúc, kém chút chết ở bên trong. Tốt ở lúc mấu chốt có chỗ lĩnh ngộ, chạm tới La Thiên Tiên Vương ngưỡng cửa, lúc này mới may mắn đạt tới nơi này. Bất quá, nơi này rất quỷ dị, cũng rất nguy hiểm, ta ròng rã ngốc hơn nửa năm thời gian, vẫn như cũ không cách nào đi qua. Nói đến đây, Diệp Khuynh Thành trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Hắn đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, dù cho Hỗn Nguyên Tiên Vương cũng dám một trận chiến. Mà bây giờ, hắn lại không cách nào thông qua nơi này, nửa năm qua một mực bị vây ở chỗ này. Tiêu Phàm không nói, ánh mắt quét mắt cổ đạo phía trước, nơi đó màu xám cho một mảnh. Căn bản không nhìn thấy bên trong có cái gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Diệp Khuynh Thành giải thích nói, tiến vào phía trước phụ khu, sẽ xuất hiện một cái khác ta, vô luận là thực lực, thủ đoạn, hay là tu vi, đều cơ hồ cùng ta giống như đúc. Tiêu Phàm kinh ngạc, đây không phải khư tộc mới có thủ đoạn sao? Bất quá, hắn rất nhanh hủy bỏ loại phỏng đoán này, bởi vì hắn cảm ứng được trận pháp chấn động. Hiển nhiên, cái kia không hiểu xuất hiện, cùng Diệp Khuynh Thành giống nhau như đúc người. Tuyệt đối không phải khư tộc, hẳn là trận pháp cái gọi là. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm lông mày gấp vặn. Có thể bố trí xuống như thế đại trận người, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Ta cùng với hắn giao chiến nửa năm, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc, nghĩ đến vậy cái thứ nhất người tới nơi này, đã xông qua. Diệp Khuynh Thành ánh mắt sáng quắc hướng về tối tăm mờ mịt khu vực, quanh thân kiếm khí chớp động, khí tức bức nhân. Bất quá lại nói trở về, nơi này mặc dù nguy hiểm, thậm chí khả năng cả một đời lưu lại nơi này, nhưng là, đối tôi luyện thực lực bản thân, lại là một cái nơi đến tốt đẹp. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, ta bản nguyên đại đạo đã đột phá 5.000 mét, khoảng cách 6.000 mét xa cũng càng ngày càng gần. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không hoài nghi Diệp Khuynh Thành lời nói, tay phải sờ sờ cái cằm, trầm tư nói, cổ đạo này bên trên đồ vật, đều cùng kiếm đạo có quan hệ. Nghĩ đến nơi đây cũng cùng kiếm đạo có quan hệ. Mà đối phương cái thứ nhất đến chỗ này, nhưng lại có thể rời đi nơi này, nghĩ đến cũng là một cái kiếm đạo cao thủ. Nói đến đây, Tiêu Phàm trong đầu hiện lên từng trương khuôn mặt, ngay sau đó lại một phủ định. Phủ chủ đoán không sai. Diệp Khuynh Thành trịnh trọng gật đầu, nhìn chăm chú phía trước nói, bất quá, bất kể như thế nào, chúng ta nghĩ phải rời đi nơi này, nhất định phải thông qua thông đạo này. Tiêu Phàm thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu, lúc này bọn họ, căn bản không có đường lui có thể nói. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có mạnh mẽ xông tới. Chân thật huyễn cảnh Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời cất bước, hướng về vụ khu đi đến. Hai người không dám buông lỏng cảnh giác, thận trọng hướng về phía trước. Nhưng mà, trong lúc bất chi bất giác, hai người hình ảnh trước mắt bỗng phát sinh biến hóa. Diệp Khuynh Thành. Tiêu Phàm mãnh liệt bừng tỉnh, ánh mắt quét mắt bốn phía, lại là phát hiện Diệp Khuynh Thành đã không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một sợi tinh quang, cảnh sắc trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, hắn hiện tại nhìn thấy, đều là thật. Nhưng Diệp Khuynh Thành vì sao không thấy? Hay là nói, bản thân trước đó thấy Diệp Khuynh Thành là một cái giả, hoặc là huyễn cảnh? Hồng hộc, không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều. Một đạo lăng lệ lợi mang bỗng phá không mà tới, thẳng đến hắn mi tâm, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm cấp tốc lui lại, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay, lăng không chém một cái. Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, ở trước người hắn, lại là bỗng nhiều một bóng người. Nhìn thấy thân ảnh này, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm mặt mũi của đối phương. Cũng khó trách hắn như thế kinh hãi, trước mắt người này. Vậy mà cùng hắn giống như đúc.
không chỉ có chỉ là tướng mạo, ngay cả khí chất, thậm chí khí tức đều không có gì khác nhau. Thậm chí, trong tay đối phương cũng nắm một chuôi tím huyết sắc thần kiếm, trừ bỏ Tu La kiếm, còn có thể là cái gì? Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại Diệp Khuynh Thành lời nói, tiến vào mảnh này khu vực, sẽ gặp phải một cái bản thân, hơn nữa có được hắn sở hữu thủ đoạn. Diệp Khuynh Thành ở chỗ này hơn nửa năm, đều không thể chiến thắng đối phương. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn cũng từ loại kia cùng hắn không có hai dạng thân ảnh bên trên, cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Cho dù là đối mặt Hoàng Thiên, hắn cũng không có qua như vậy cảm giác. Hắn mặc dù không phải Hoàng Thiên đối thủ, nhưng cuối cùng có áp chế hắn thủ đoạn, cho dù đánh không lại, cũng có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng nơi đây, khắp nơi mênh mông, muốn chạy trốn là không thể nào. Hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không thể trốn, nếu như liền giả chính mình cũng đánh không lại, về sau lại như thế nào có thể vượt qua bản thân. Oanh Long, người đối diện ảnh bỗng hóa thành Tu La chi thể, một tay cầm kiếm ngay trước Tiêu Phàm, một cái tay khác cử quyền oanh sát Tiêu Phàm, tuyệt thế cường đại. Tán phát năng lượng ba động, càng là để hỗn nguyên cảnh đều sẽ tuyệt vọng, căn bản không phải bọn họ có khả năng sánh bằng. Cho dù là Hồng Mông Tiên Vương, cũng chưa chắc dám chính diện chống đối. Oanh, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không chút do dự, cử quyền cùng đối phương đụng vào nhau, hắn toàn thân sáng chói, chán phóng vô thượng tiên mang, quyết đấu địch thủ. Hắn thân thể cũng đồng thời biến ảo thành Tu La chi thể, sau lưng cốt xí điên cuồng dương ra, từng chuôi thiên đao hét giận dữ mà ra, xé ra mênh mông thần tiêu. Thân ảnh kia bị Tiêu Phàm chấn động bay ra ngoài, nhưng cũng không thụ thương. Ở hư không một điểm, lần nữa giống như lưu tinh kích xạ mà tới, mặt không biểu tình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiêu Phàm âm thầm hít một hơi hơi lạnh, Diệp Khuynh Thành quả nhiên không lừa hắn, người này xác thực cùng mình giống như đúc. Chỉ là, không biết đối phương là không có thể thi triển ra sáu đạo ma ảnh, nếu như liền sáu đạo ma ảnh đều có thể thi triển đi ra, vậy thì có điểm khó kinh khủng. Bất quá, trước đó, Tiêu Phàm tạm thời không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Hắn ngược lại muốn xem, thân ảnh này ranh giới cuối cùng đến cùng ở đâu. Nếu như cùng khư tộc đồng dạng, vậy căn bản không có gì đáng sợ, bản thân có rất nhiều loại thủ đoạn giết chết hắn. Chỉ là, Tiêu Phàm cảm thấy, thân ảnh này cùng khư tộc có rõ ràng khác biệt. Chí ít, khư tộc ở chưa từng thấy qua hắn thi triển Tu La chi thể trước là không thể nào biến thành Tu La, nhưng trước mắt cỗ thân thể này lại có thể làm đến. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy có chút khủng bố. Hai người lần nữa giao chiến cùng một chỗ, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, thủ đoạn của đối phương vậy mà hoàn toàn không kém hắn. Đây quả thực là một chính mình khác, hắn đều nhiều lần bị đối phương đánh bay. Hư không bên trong, khắp nơi đều là hai người tàn ảnh, cùng thỉnh thoảng truyền tới tiếng oanh minh. Cũng không biết qua bao lâu, hai người y nguyên chiến cực kỳ hung mãnh, hoàn toàn không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Cái này không thích hợp à, Tiêu Phàm một bên xuất thủ, một bên nhanh chóng suy tư. Hai người chiến đến bây giờ, theo lý thuyết, tiên lực đều hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm mới đúng. Tiêu Phàm sở dĩ dám theo đối phương tiêu hao, là bởi vì tiên linh tồn tại, hắn cơ hồ có thể liên tục không ngừng bổ sung tiên lực, mặc dù bây giờ còn không có để tiên linh hỗ trợ. Nhưng bình thường mà nói, đối phương là không thể nào làm được. Mà bây giờ, thân ảnh kia tiên lực hoàn toàn hao tổn không hết, liền khá là quái dị. Chẳng lẽ là giả, Tiêu Phàm bắt đầu hoài nghi. Ngay sau đó lại hủy bỏ loại phỏng đoán này, nếu như giả, tất nhiên là huyễn cảnh. Không phải Tiêu Phàm tự ngạo, có được lục đạo luân hồi chi nhãn hắn, hoàn toàn có thể không nhìn bất luận cái gì huyễn cảnh. Đã như vậy, vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm mang nghi hoặc, cùng đạo kia thân ảnh lại kịch chiến mấy canh giờ, quỷ dị chính là, hai người chẳng những không có biến yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên đánh nhau thật tình. Trong lúc đó, Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, đối phương vậy mà nắm giữ hắn tất cả cấm kỵ chiến pháp. Cái này còn cao đến đâu? Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác mình ở trước mặt đối phương, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Địch nhân như vậy bất tử, Tiêu Phàm ăn ngủ không yên. Thế nhưng là, hắn cơ hồ đem đại bộ phận thủ đoạn đều thi triển một lần, lại như cũng không cách nào làm bị thương đối phương. Hiện tại, hắn chỉ có một loại thủ đoạn không có thi triển. Kia liền là lục đạo luân hồi kinh bên trong tiên pháp. Thở sâu,
Tiêu Phàm vẫn là quyết định, thăm dò một lần đối phương ranh giới cuối cùng. Vừa vặn, thí nghiệm một chút, tần lĩnh ngộ tiên pháp. Tiêu Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo thần bí lực lượng từ trên người hắn tràn ngập mà ra, những nơi đi qua, hư không đều dường như dừng lại. Tiên pháp, luân hồi phong cấm. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, lấy làm trung tâm, nhộn nhạo một đạo lục thải hà mang. Dưới chân hắn, càng là xuất hiện một cái lục giác tinh mang. Lục thải hà mang đảo qua tứ phương, phát huy bị hắn lan đến gần địa phương, tất cả đều triệt để đứng im, bao quát đôi kia mặt hư ảnh. Tiêu Phàm thấy thế, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Hiển nhiên, đối diện đạo kia thân ảnh căn bản không biết tiên pháp, lại càng không cần phải nói sử dụng. Tiêu Phàm phóng ra bước chân, đi tới thân ảnh kia trước mặt. Phốc, Tu La kiếm một đạo chớp lóe nở rộ, trong nháy mắt đem đạo kia thân ảnh xé thành mảnh nhỏ, sau đó bị cực kỳ xoắn thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Không đợi Tiêu Phàm tới kịp mừng thầm, hắn hình ảnh trước mắt rốt cuộc lại nhanh chóng biến hóa, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện Diệp Khuynh Thành đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, trên người tản ra mạnh mẽ khí tức, sắc mặt cũng không phải biến hóa. Chân thực huyễn cảnh, Tiêu Phàm trợn to chói mắt, lộ ra không thể tin. Ngay cả mình đều lại bị lừa gạt, những người khác nếu như lâm vào trong đó, tất nhiên khó có thể tự kiềm chế. Tiêu Phàm trải qua huyễn cảnh vô số, nhưng lần này lại là nhường hắn nhất khắc cốt minh tâm. Liền lục đạo luân hồi chi nhãn đều không thể nhìn thấu huyễn cảnh, há lại sẽ đơn giản. Nếu như hãm sâu trong đó, bản thân khó có thể tự kiềm chế. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền bình tĩnh trở lại, ánh mắt rơi vào Diệp Khuynh Thành trên người, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bất ngờ tin tức Diệp Khuynh Thành đứng ở đó không nhúc nhích, có thể sắc mặt lại không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng dữ tợn, thỉnh thoảng cười to, giống như một người điên. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, Diệp Khuynh Thành ở huyễn cảnh bên trong tất nhiên là liều mạng. Về phần hắn có thể hay không chiến thắng ảo ảnh kia, Tiêu Phàm không biết, hắn cũng không muốn tham dự. Đối với Diệp Khuynh Thành mà nói, đây không thể nghi ngờ là một sự rèn luyện. Ảo ảnh kia tương đương với chính bọn hắn, nếu như khả năng đủ đánh bại nó, có lẽ không bao lâu liền có thể nhất cử đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương. Điểm này, Tiêu Phàm ngược lại có chút chờ mong, hắn đối Diệp Khuynh Thành thiên phú vẫn tương đối tự tin. Bất quá, Tiêu Phàm không hiểu là, vì sao trước đó mình ở mê vụ bên ngoài, có thể nghe được cái kia kịch liệt tiếng đánh nhau đây. Sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa chuyển hướng sương mù bốn phía. Cổ đạo bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh linh, thậm chí hắn đều có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Bất quá, để Tiêu Phàm kinh dị là, thể nội bạch sắc thạch đầu vậy mà lấp lóe lầy oánh oánh bạch quang, hiển nhiên là ở cảnh cáo hắn. Chẳng lẽ, nơi này còn có thể uy hiếp đến tính mạng hắn tồn tại? Tiêu Phàm thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cảnh giác tới cực điểm. Sau đó, Diệp Khuynh Thành mở hai mắt ra, thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm cũng đi theo lui ra phía sau, lần nữa xuất hiện ở sương mù bên ngoài. Ta lại bại, Diệp Khuynh Thành thở sâu, ánh mắt lại là càng ngày càng sắc bén. Vì sao mà bại, Tiêu Phàm hỏi. Hắn biết rõ, người bình thường muốn đánh bại bản thân, xa so với chiến thắng một cái mạnh hơn mình đối thủ còn khó hơn. Người luôn luôn tự cho là mình hiểu rõ nhất bản thân, nhưng trên thực tế, mình mới là nhất không hiểu rõ mình người. Ta biết, hắn đều biết. Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói, có chút bất đắc dĩ. Tiêu Phàm gật đầu, tay phải nâng cầm lên, hơi hơi trầm ngâm, vậy ngươi không biết đây? Không biết, Diệp Khuynh Thành không hiểu, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Ảo ảnh kia có được ngươi biết tất cả, ngươi nghĩ đánh bại hắn, trừ phi ngươi phủ định bản thân tất cả. Tiêu Phàm thần sắc trịnh trọng, có thể ngươi một khi phủ định, ngươi cảm thấy tu luyện đạo, vẫn là mạnh nhất sao? Diệp Khuynh Thành lắc đầu. Có thể trở thành tiên vương cảnh cường giả, ai lại sẽ cho là mình yếu đây? Dù cho biết rõ bản thân nên đi đạo không phải mạnh nhất, nhưng mình tuyệt đối không thể phủ định hắn, bằng không tất nhiên sinh ra tâm ma. Tâm ma một khi xuất hiện, đừng nói đột phá cảnh giới càng cao hơn, vậy cơ hồ là không thể nào. Không chỉ có như thế, hơn nữa còn sẽ sinh ra tâm ma. Ngươi chỉ cần kiên trì, mình là mạnh nhất là được. Tiêu Phàm nhắc nhở nói, muốn đánh bại ảo ảnh kia, có thể có hai loại phương thức thử xem. Hai loại phương pháp, Diệp Khuynh Thành kinh ngạc. Bản thân thử nghiệm hơn nửa năm,
chỉ biết là tử chiến, căn bản không có tìm tới qua những biện pháp khác. Nhưng Tiêu Phàm lúc này mới thử một lần, liền có được hai loại biện pháp, cái này khiến hắn làm sao không khiếp sợ. Loại thứ nhất biện pháp, dùng bản thân thủ đoạn mạnh nhất chiến thắng hắn, thủ đoạn của các ngươi mặc dù là một dạng, nhưng ngươi có được tự thân ý chí, đây mới là ngươi căn bản. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn mặc dù biết đó là huyễn cảnh, nhưng hắn cũng chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm một lần, hắn cũng đồng dạng muốn xác minh một lần tự thân ý chí. Loại thứ hai biện pháp, dùng ảo ảnh kia không biết thủ đoạn chiến thắng nó, bất quá, cái này cần ngươi bản thân trong chiến đấu lĩnh ngộ, độ khó so sánh lớn. Bất quá, ngươi có thể thử một chút công kích nhược điểm của nó, cái này nhược điểm, cũng đồng dạng là nhược điểm của ngươi, cái này cũng hẳn là ngươi không thể đánh bại ảo ảnh nguyên nhân. Nói đến đây, Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên ngừng lại. Hắn nội tâm lại bổ sung một câu, kỳ thật nghĩ muốn chém giết ảo ảnh kia, còn có loại thứ ba biện pháp. Kia liền là có được huyễn ảnh không cách nào phục chế đồ vật, hơn nữa có thể nghiền sát đối phương. Liền tựa như hắn nắm giữ tiên pháp, bất quá, Diệp Khuynh Thành hiển nhiên là không có đủ loại này thủ đoạn. Ta thử lại lần nữa. Diệp Khuynh Thành thở sâu, lưu lại một câu, tiếp tục hướng về vụ khu đi đến. Tiêu Phàm lời nói, nhưng hắn có chút minh ngộ. Kia liền là tự thân nhược điểm, huyễn ảnh có được cùng hắn thủ đoạn giống nhau, vì sao một lần lại một lần có thể đánh bại bản thân, không liền là có thể nhìn thấu nhược điểm của mình sao? Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, cũng lần nữa phóng ra bước chân. Những năm này đột phá đến Hỗn Nguyên Tiên Vương, mặc dù chưa nói tới thuận lợi, nhưng là không coi là nhiều tổn thất nặng nề. Mà đối mặt đối thủ cường đại, căn bản là không có cách trong chiến đấu tìm kiếm tự thân nhược điểm, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Nhưng cái này huyễn cảnh khác biệt, tối đa chỉ là bị đuổi ra huyễn cảnh mà thôi. Dù sao hiện tại mình cũng không vội, có thể lấy ảo ảnh kia làm tham chiếu, không ngừng hoàn thiện tự thân thủ đoạn. Ngoại giới, thí thần cùng Long Tiêu hai người tìm khắp thời không giới hải, cũng không có thể nhìn thấy thời không thôn thiên kình, hai người sắc mặt càng khó coi. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trên cao lướt qua, bỗng nhiên hướng về hai người kích xạ mà tới. Thí thần! Các ngươi còn chưa đi, Tiêu Phàm đây, người tới xuất hiện ở thí thần cách đó không xa, vẻ mặt kinh ngạc nói. Lang tổ tiền bối, các ngươi sao lại tới đây? Thí thần gần như đồng thời mở miệng, lại nói, lão đại bị thời không thôn thiên kình nuốt vào trong bụng, các ngươi tới vừa vặn, có thể hay không tìm tới thời không thôn thiên kình. Tiêu Phàm bị thời không thôn thiên kình nuốt, lang tổ kinh ngạc hết sức, sắc mặt biến hóa, một lần này phiền toái, thời không giới hải thời không rối loạn. Dù cho Hồng Mông Tiên Vương cũng sẽ mê thất trong đó, chỉ có thời không yêu thú có thể hoành hành không sợ. Thí thần sắc mặt âm trầm, nói như vậy, chúng ta tìm không thấy lão đại rồi. Lang tổ gật gật đầu, nói, lấy Tiêu Phàm thực lực, thời không thôn thiên kình không giết được hắn, hiện tại việc cấp bách là tiến về tiên ma giới. Tiên ma giới thế nào? Thí thần không hiểu. Tạp đệ nhị phân thân xuất hiện ở tiên ma giới, mang theo một chút khư tộc đánh tới tiên ma giới. Chúng ta nhất định phải tiến về trợ giúp. Lang tổ thở sâu, trong mắt sát ý mãnh liệt. Tiên ma giới, thí thần kinh ngạc, lấy tiên ma giới thực lực hôm nay, đừng nói chống đối tạp đệ nhị phân thân, chính là ứng phó khư tộc cũng rất khó a. Thí thần đại nhân, chúng ta bây giờ, Long Tiêu lo lắng hỏi. Nếu là lúc trước, một khi Tiêu Phàm tử vong, hắn có lẽ sẽ còn lại ý khác. Nhưng là trải qua tiên cấm kiếp địa sự tình, Long Tiêu sâu trong nội tâm điểm này phản loạn ý nghĩ sớm đã tan thành mây khói. Hắn một cái là thiên tiên vương, ở tiên ma giới có lẽ có thể làm mưa làm gió, quát tháo tứ phương. Nhưng là, phóng nhãn tiên cấm kiếp địa, tu vi của hắn như thế chỉ có thể nói không phải kẻ yếu, khoảng cách cường giả còn có rất xa khoảng cách. Không dùng Tiêu Phàm xuất thủ, có thể người giết hắn đều đếm không hết. Cho dù hắn trưởng khống tiên ma giới, vậy thì như thế nào đây? Hắn đối thủ lớn nhất, căn bản cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là cùng vạn tộc có được cùng chung địch nhân, tạp. Người cùng lang tổ tiền bối bọn họ về trước đi, ta ở đây chờ lão đại. Thí thần ánh mắt chín kiên định, ở không thấy Tiêu Phàm trước đó, hắn là không thể nào rời đi. Long Tiêu há miệng muốn nói, lại là không biết làm sao mở miệng. Yên tâm, lão đại không có chuyện gì, cái kia thời không thôn thiên kình tuyệt đối phải không được hắn mệnh. Ta ở đây chờ lấy lão đại xuất hiện, đến lúc đó trước tiên chạy tới tiên ma giới trợ giúp. Thí thần thở sâu, lại nhìn về phía lang tổ nói, lang tổ tiền bối,
tiên ma giới tạm thời dựa vào các ngươi. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nơi này thời không yêu thú cũng không đơn giản. Lang tổ gật gật đầu, mấy người mang theo Long Tiêu đạp không mà lên. Thí thần thu hồi ánh mắt, vẻ mặt dữ tợn hướng về thời không giới hải, âm thanh lạnh lùng nói, đợi ta giết sạch tất cả thời không yêu thú, không tin thời không thôn thiên kình không xuất hiện. Kiếm giai thời không thôn thiên kình trong bụng. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người khi thắng khi bại, nếu như đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm đối thực lực bản thân sinh ra hoài nghi. Nhưng mà hai người bọn họ lại là khi bại khi thắng, không chút nào khí thỏa, ngược lại càng ngày càng hưng phấn lên. Mặc dù lần lượt thất bại, không thể thành công chiến thắng Huyễn Ảnh, nhưng hai người cũng thu hoạch không ít. Phủ chủ, ta rốt cục biết mình nhược điểm. Diệp Khuynh Thành vẻ mặt hưng phấn, vẻ rất là háo hức. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, vậy ta chờ ngươi. Diệp Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Phàm không có tiếp tục khiêu chiến ý tứ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, phủ chủ, ngươi đã. Cái này huyễn cảnh đối ta vô dụng, Tiêu Phàm không có phủ nhận. Nhưng hắn trong lòng lại là hết sức đắng chát, hắn ngược lại là muốn thông qua huyễn ảnh tìm kiếm nhược điểm của mình, có thể căn bản không thể như hắn ước nguyện. Cũng không phải ảo ảnh kia không mạnh, cũng không phải hắn căn bản cũng không có nhược điểm. Mà là, hắn rất nhiều thủ đoạn, huyễn ảnh căn bản cũng không có. Huyễn ảnh có, chỉ là hắn kiếm đạo thủ đoạn mà thôi. Đối với Tiêu Phàm mà nói, hắn bây giờ cũng không phải chủ tu kiếm đạo, hắn có thể đủ đánh bại ảo ảnh thủ đoạn nhiều lắm. Về phần kiếm đạo, ngược lại là cũng có chỗ tăng lên, nhưng là đối với hắn thực lực mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Diệp Khuynh Thành thở sâu, hắn biết rõ Tiêu Phàm yêu nghiệt, lại là không nghĩ tới như vậy biến thái, mình cùng hắn chênh lệch đã không phải là mắt thường có khả năng thấy. Hiện tại, hắn chỉ muốn không muốn rớt lại phía sau Tiêu Phàm quá nhiều. Lần này, Diệp Khuynh Thành rốt cục khiêu chiến thành công, khí tức trên thân cũng càng ngày càng cường hoành, cả người giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Đi thôi, Tiêu Phàm vỗ vỗ Diệp Khuynh Thành bả vai, dẫn đầu hướng về vụ khu đi đến. Lần này, ảo ảnh kia không có tiếp tục xuất hiện, hai người đi rất thuận lợi. Không bao lâu, hai người xuyên qua vụ khu. Nhưng mà một khắc sau, hai người trong nháy mắt dừng lại ở cái kia, vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía trước. Diệp Khuynh Thành vuốt vuốt hai mắt, còn cho rằng mắt mình hoa. Ở hai người bọn họ dưới chân, là một đoạn bậc thang đá xanh, một mực thông hướng mây sâu chỗ. Bậc thang đá xanh phía trên, lơ lửng từng chuôi sắc bén tuyệt thế thần kiếm. Bắn ra lấy liệt thiên kiếm ý, tùy thời đều có thể chém về phía bọn họ. Cách xa nhau khoảng cách rất xa, hai người đều cảm giác bộ mặt một trận đau nhói, dường như bị kiếm khí cắt đứt một dạng. Dọc theo bậc thang đá xanh nhìn tới, một tòa cổ điển, rách nát mà to lớn hùng vĩ cung điện hiện lên ở đám mây. Xuyên thấu qua mây mù, lờ mờ có thể nhìn thấy, phía trên cung điện mang theo một tấm vải tràn đầy vết dạn bảng hiệu, phía trên viết mấy chữ cổ thiên kiếm thần cung. Thiên kiếm thần cung, đây không phải thái cổ thời đại mạnh nhất mấy đại thế lực một trong sao. Thiên kiếm thần cung chi chủ kiếm chủ, càng là thái cổ thời đại sáu đại cự phách một trong, bế nghệ chư thiên, đánh đâu thắng đó. Truyền văn, kiếm chủ sớm đã vẫn lạc, thậm chí ngay cả hắn kiếm đều vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát thiên địa tứ phương, thiên kiếm thần cung cũng bởi vậy xuống dốc, thậm chí không vì người đời biết. Tiêu Phàm hít một hơi dài. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc hướng về cái kia mấy chữ cổ. Hắn nghĩ không hiểu, thiên kiếm thần cung làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, phải biết, nơi này chính là thời không thôn thiên kình trong bụng A. Đột nhiên, trong đầu hắn hồi tưởng lại cổ đạo bên trên một cái khác dấu chân. Đã có người sớm tiến nhập nơi này, hơn nữa không thấy bất luận cái gì thi thể, người kia chẳng phải là có khả năng ngay ở chỗ này. Tiêu Phàm không có mở miệng. Mà là chủ động phóng ra bước chân, 10 bậc mà lên. Oanh, vừa mới đạp vào thứ nhất cấp bậc thang, bốn phía không gian bỗng nhiên một trận, ngẫu nhiên một trận ong ong tiếng xé gió bên tai không dứt. Đây là lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, vốn liền am hiểu kiếm đạo Tiêu Phàm, đối thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ là hắn giờ phút này lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt rơi vào bậc thang đá xanh bên trên một chuôi thanh thần kiếm phía trên. Nguyên bản yên tĩnh im ắng thần kiếm, giờ phút này vậy mà dường như sống lại đồng dạng, bộc phát ra ức vạn kiếm khí, kiếm quang trùng thiên, sáng chói chói mắt. Hồng hộc, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, chân hắn dẫm một bậc thang này phía trên thần kiếm,
bỗng hóa thành từng đạo thiểm điện hướng về Tiêu Phàm gào thét mà đến. Cảm nhận được thần kiếm tán phát khí tức, Tiêu Phàm trong lòng run lên. Hắn có thể cảm nhận được, bắn về phía hắn chuôi này thần kiếm bùng nổ uy thế, vậy mà không thua Hồng Trần Tiên Vương. Bang, mắt thấy thần kiếm sắp chạm ở trên người hắn thời khắc, hắn cong ngón búng ra, vừa vặn đánh trúng thần kiếm kiếm thể, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm, thanh thúy êm tai. Thần kiếm bị oanh bay, dường như chúng định thân thuật, ở đây về tới tại chỗ, không nhúc nhích. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, hắn biết rõ, bản thân mỗi đạp vào một bậc thang, trên bậc thang thần kiếm liền sẽ chém về phía hắn. Diệp Khuynh Thành vừa mới chuẩn bị khởi hành, lại bị Tiêu Phàm gọi lại, người trước chờ một lát, ta thử xem. Diệp Khuynh Thành mặc dù ở trong La Thiên Tiên Vương thực lực bất phàm, hơn nữa bản thân tu luyện chính là kiếm đạo, nhưng hắn còn không phải là không muốn nhường hắn đặt mình vào nguy hiểm. Hồng hộc, Tiêu Phàm vừa bước vào cấp thứ hai bậc thang, quả nhiên, phía trên thần kiếm lần nữa hướng về hắn phóng tới, so sánh vừa rồi, uy thế cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, một kiếm này so vừa rồi một kiếm kia mạnh. Hắn đồng dạng họa hồ lô, lần nữa đem cái kia thần kiếm bắn bay, một hơi leo lên 10 cấp bậc thang, hướng về đệ thập một cấp bậc thang phóng ra bước chân. Quả nhiên, Tiêu Phàm lần thứ hai đem cái kia thần kiếm bắn bay, trong mắt phun phóng tinh quang. Như hắn sở liệu, càng lên cao, phía trên bậc thang thần kiếm bùng nổ uy lực lại càng mạnh. Trước đó 10 cấp bậc thang hắn còn cảm thụ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng khi hắn đệ thập một cấp bậc thang thời điểm, thần kiếm chém ra lực lượng rõ ràng mạnh hơn một cái cấp độ. Hiển nhiên, càng lên cao, phía trên thềm đá thần kiếm uy lực lại càng mạnh. Phía trước 10 cấp bậc thang tương đương với bản nguyên đại đạo chiều dài vượt qua 1000 mét cấp độ, mà đệ thập một cấp bậc thang thì là tương đương với bản nguyên đại đạo chiều dài đạt đến 2000 mét cấp độ. Mà ở hắn phía trên, bậc thang chỉ ít còn có 90 cấp. Cái kia trên cùng trên bậc thang thần kiếm, chẳng phải là có được chém giết Hồng Mông Tiên Vương lực lượng. Muốn leo lên Thiên Kiếm Thần Cung, khó khăn cỡ nào. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm đem phỏng đoán của mình cùng Diệp Khuynh Thành giảng thuật một lần, liền lần nữa khởi hành. Quả nhiên đột nhiên sở liệu, mỗi một cấp phía trên thềm đá thần kiếm, có lực lượng đều sẽ có tăng cường. Khi hắn đạp vào thứ 71 bậc thang lúc, hắn đối mặt thần kiếm, dường như đối mặt một cái chân chính Hỗn Nguyên Tiên Vương. Hơn nữa bản nguyên đạo chiều dài vượt qua 8000 mét loại kia. Bất quá, cái này còn ở Tiêu Phàm giới hạn chịu đựng. Nhưng Diệp Khuynh Thành lại không có lạc quan như vậy, khi hắn đạp vào thứ 51 bậc thang lúc, thần kiếm bùng nổ uy lực hoàn toàn không thua Hỗn Nguyên Tiên Vương. Hắn ra tay toàn lực, cái này mới miễn cưỡng đánh bay thần kiếm, nhưng cái này đã đủ để chứng minh hắn thực lực bất phàm. La Thiên Tiên Vương, ngăn lại Hỗn Nguyên Tiên Vương một đòn. Ai cũng sẽ không cho là kẻ yếu. Nhưng là rất rõ ràng, Diệp Khuynh Thành mỗi một bước đều đi 10 điểm gian nan, 60 bậc thang, đoán chừng chính là hắn mức cực hạn. Nhìn qua Diệp Khuynh Thành khoanh chân ngồi ở thứ 60 cấp trên bậc thang, Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, tiếp tục hướng lên trên phương đi đến. Hắn rất muốn biết rõ, ở tại bọn hắn trước đó, đạp vào kiếm giai người, rốt cuộc là ai. Cửu kiếp kiếm chủ Tiêu Phàm nâng lên ánh mắt, tiếp tục phóng ra bộ pháp. Mặt ngoài trên 10 điểm bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là cực kỳ ngưng trọng, mà lại không ngừng tính toán. Khi hắn bước lên thứ 71 cấp nấc thang một sát na kia, thần kiếm uy lực không thua bản nguyên đại đạo chiều dài vượt qua 8000 mét Hỗn Nguyên Tiên Vương. Mà lại, mỗi gia tăng một cấp bậc thang, thần kiếm uy lực đều không khác mấy bản nguyên đại đạo gia tăng 100 mét chiều dài. Cứ thế mà suy ra, kia 81 cấp bậc thang, chẳng phải là tương đương với đối mặt Hồng Mông Tiên Vương một kích. Kia vượt qua 90 cấp bậc thang đâu, đó là cái gì cấp bậc thực lực, nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm cực kỳ rung động Thiên Kiếm Thần Cung thực lực, không, chuẩn xác mà nói là kiếm chủ thực lực. Nơi đây 89 phần 10 là kiếm chủ bố trí, thần kiếm có được uy lực kinh khủng như thế, kia thiết chí người, tất nhiên cái mạnh không yếu. Thế nhưng là, dựa theo dạng này suy tính, vượt qua 90 cấp bậc thang, chẳng phải là bản nguyên đại đạo vượt qua 1 vạn mét. Cho dù là tạp, cũng chưa chắc có thực lực như vậy a. Mang nghi hoặc, Tiêu Phàm rốt cục đi tới 81 cấp bậc thang, như hắn sở liệu, thần kiếm uy lực không thua Hồng Mông Tiên Vương. Dù là huyễn hóa thành tu la hắn, cũng bị chấn động đến cánh tay run lên. Cái này địa phương, ngược lại là có thể dùng để đại khái phán đoán một người thực lực. Tiêu Phàm híp hai mắt,
ánh mắt nhìn chằm chằm thứ 91 cấp bậc thang. Nếu là thứ 91 cấp bậc thang thật như vậy kinh khủng, hắn không tin kiếm chủ sẽ chết tại tạp đệ nhất dưới phân thân. Thở sâu, Tiêu Phàm lần nữa phóng ra bước chân, leo lên thứ 82 cấp bậc thang. Oanh, bước chân vừa mới hạ xuống, một cỗ hoảng sợ chi uy từ trên trời giáng xuống, cái gặp một đạo kiếm quang mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hung hăng chém xuống tới. Tiêu Phàm trong nháy mắt kéo căng thần kinh, Tu La kiếm rung động thời khắc, liên tiếp chém ra mấy kiếm, kiếm quang hóa thành một đạo thần hồng nghịch thiên mà lên. Một thoáng thời gian, kiếm khí kịch liệt đụng vào nhau, hư không xuất hiện vô số lít nha lít nhít khe hở, ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe trong đó. Hô, Tiêu Phàm há mồm thở dốc, tự mình rốt cục xem như đứng vững một kiếm này uy thế, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống. Hắn mặc dù đột phá đến Hỗn Nguyên Tiên Vương, thực lực tăng phúc đạt tới gần phổ thông tiên vương gấp 14 lần, so phổ thông Hồng Mông Tiên Vương còn mạnh hơn một chút. Nhưng là đối mặt một kiếm này, hắn không thể không thi triển ra toàn bộ thực lực. Nói cách khác, tại chưa thi triển tiên pháp trước đó, thực lực của hắn cũng chỉ là không gì hơn cái này mà thôi. Hắn biết rõ, muốn tiếp tục đi lên phía trước, liền phải thật liều mạng. Lần này, Tiêu Phàm không dám lỗ mãng tiến lên, mà là điều chỉnh một cái trạng thái. Mỗi một cấp trên bậc thang một kiếm, cũng tương đương với kiếm chủ tương ứng thực lực tự mình chém ra, hắn lại sao dám khinh thường. Thứ 83 bậc thang, lại là nhường Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Là thần kiếm chém tới thời khắc, uy lực vẫn như cũ, cũng không có tăng cường bao nhiêu, chỉ là góc độ xảo trá. Nhưng là, so với trước đó một kiếm, lại là muốn nguy hiểm rất nhiều. Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, hiểm mà hiểm chi tránh đi một kiếm kia. Hắn lúc này mới ý thức được, kiếm này dai giống như khảo nghiệm không phải một người thực lực, mà là một người kiếm đạo. Lấy thực lực của hắn, dùng thủ đoạn khác, có lẽ có thể đăng lâm kiếm giai chi đỉnh, nhưng là, bằng vào kiếm đạo lại là có chút khó khăn. Sau đó kết quả cũng ấn chứng Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, hắn mặc dù đứng lên 90 cấp bậc thang, nhưng là trên thân lại là có thêm mấy đạo vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình, sâu đủ thấy xương. Phải biết. Hắn hiện tại thế nhưng là vĩnh hằng chi thể A, vẫn như cũ thụ trọng thương. Đổi lại là những người khác, đoán chừng sớm đã chết ở phía dưới trên bậc thang. Tiêu Phàm thần thái có chút mỏi mệt, hắn không có tùy tiện tiếp tục tiến lên, mà là xếp bằng ở tại chỗ, khôi phục thương thế. Cái này địa phương, cũng không phải đùa giỡn, một không xem chừng có thể sẽ người chết. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm trạng thái khôi phục đỉnh phong, lát nữa nhìn xuống một cái. Phát hiện Diệp Khuynh Thành lại đi trên đăng mấy cấp bậc thang. Đáng tiếc, hắn hiện tại trung quy là La Thiên Tiên Vương, 60 cấp bậc thang đoán chừng là cực hạn của hắn. Tiêu Phàm ngược lại là rất chờ mong, Diệp Khuynh Thành có thể hay không lần nữa đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía trên, nơi đó chỉ còn lại 10 cấp bậc thang, nhưng là mỗi một cấp bậc thang cũng khá rộng khoát, hiển nhiên là một cái nhỏ bình đài. Đi qua 10 cấp bậc thang, đã có thể thấy rõ ràng hùng hồn nguy nga Thiên Kiếm Thần Cung đại điện. Đại điện xa hoa mà không mất đại khí, cổ phác nhưng lại không mất đẹp đẽ, điêu long vẽ tòa nhà, sinh động như thật, giống như tiên giới quan sát Thương Sinh Tiên Cung. Tiêu Phàm ngược lại là có tự mình hiểu lấy, bằng vào kiếm đạo, hắn muốn tiếp xuống 10 cấp bậc thang, cơ hồ là chuyện không thể nào. Luận kiếm nói phóng nhãn cổ kim, chư thiên vạn giới, đoán chừng không người có thể ra kiếm chủ chi phải. Có lẽ tương lai Lâu Ngạo Thiên khả năng làm được, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Dù là Diệp Khuynh Thành, cũng nhiều nhất chỉ có thể với tới kiếm chủ cấp độ, không cách nào siêu việt. Tiêu Phàm phóng ra bước chân, cả tòa kiếm giai cũng hơi chấn động. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên chính là, treo tại 91 giai trên bậc thang một hơi một tí. Ngược lại là thần kiếm bốn phía, bỗng thần hoa nở rộ, dị tượng kinh người. Mấy tức về sau. Ngàn vạn tiên quang hội tụ, ngưng tụ thành một đạo quang ảnh mở ra thủ trưởng, nhẹ nhàng cầm chuôi này thần kiếm. Hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, ánh mắt lạnh lùng, không có bất cứ tia cảm tình nào. Cửu kiếp kiếm chủ, Tiêu Phàm cơ hồ thốt ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thứ 91 cấp bậc thang, đối mặt lại là kiếm chủ tọa hạ ngũ đại kiếm chủ một trong cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp kiếm chủ thủ đoạn, hắn thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua, xưng là biến thái cũng không đủ. Hắn kia cửu kiếp kiếm pháp, càng là quỷ dị không hiểu,
để cho người ta khó lòng phòng bị. Bỏ mình, không đợi Tiêu Phàm theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cửu kiếp kiếm chủ đột nhiên khẽ nói một tiếng, quang ảnh bỗng nhiên khẽ động, trong tay thần kiếm rung động, một đạo lưu quang bỗng nhiên bắn về phía Tiêu Phàm. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm biết rõ, tự mình tránh cũng không thể tránh. Cho dù là hiện tại, hắn đều không thể tìm tới cửu kiếp kiếm pháp lỗ thủng. Bất quá, lấy hắn bây giờ nhục thân lực lượng, danh xưng vĩnh hằng bất diệt, đối mặt một kích này tự nhiên không có cái gì độ khó. Phốc, kiếm quang xuyên qua thân thể của hắn, Tiêu Phàm trong nháy mắt dừng lại tại kia, giống như thời gian đình chỉ. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, cửu kiếp kiếm chủ kiếm thứ hai đã rơi xuống. Hồn diệt, đồng dạng quỷ dị kiếm pháp, đặc biệt nhằm vào linh hồn. Đáng tiếc, một kiếm này đối với Tiêu Phàm tới nói, lại là không có bất luận cái gì áp lực, bởi vì hắn sớm đã linh thể hai phần. Linh trảm, giới liệt, nguyên toái, không đợi Tiêu Phàm tới kịp may mắn, cửu kiếp kiếm chủ xuất thủ nhanh như thiểm điện, một kiếm tiếp lấy một kiếm, căn bản không cho Tiêu Phàm phản kháng cơ hội. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, hắn rốt cục vẫn là động, phất tay, một đạo màn ánh sáng màu đen che ở trước người hắn. Đi ngược dòng màn sáng. Ba đạo kiếm quang chợt lóe lên, tất cả đều bắn vào đi ngược dòng màn sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị truyền tống vào tiên ma giới. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cửu kiếp kiếm chủ, hắn rất muốn biết rõ, cửu kiếp kiếm pháp tiếp xuống mấy kiếm là cái gì. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, cửu kiếp kiếm pháp quang ảnh đột nhiên tiêu tán mà ra, cái này một cửa ải xem như qua. Tiêu Phàm hơi sững sờ, có chút khó chịu. Chiến ngũ đại kiếm chủ thượng Tiêu Phàm vốn định thừa cơ phục chế cửu kiếp kiếm chủ cửu kiếp kiếm pháp phía sau mấy chiêu, lại là không nghĩ tới cửu kiếp kiếm chủ vậy mà tự hành tán loạn. Cái này lão đồ vật không chỉ là một đạo tàn ảnh sao, chẳng lẽ cũng có bản thân ý thức. Sợ mình đem hắn cửu kiếp kiếm pháp học xong, mặc dù có chút thất lạc, nhưng Tiêu Phàm vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cái này một cấp bậc thang đối mặt chính là cửu kiếp kiếm chủ, kia thứ 92 cấp bậc thang đâu. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, trực tiếp bước lên. Oanh, bầu trời một tiếng nổ vang, một đạo lợi mang từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, uy năng tuyệt thế, loại ba động này có thể làm cho Hỗn Nguyên Tiên Vương tuyệt vọng. Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo kim mang, hắn toàn thân sáng chói, đi ngược dòng màn sáng lần nữa hiện lên ở trước mắt. Nhưng mà, nhường hắn kinh hãi là, kia lợi mang tốc độ đột nhiên bạo tăng, đi ngược dòng màn sáng căn bản không kịp ngăn cản. Phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, Tiêu Phàm thân thể bay ngược mà ra, lại bị một cỗ đại lực ngăn cản, cả người bắn ngược trở về. Tiêu Phàm kinh hãi, theo lý thuyết một kích này tuyệt đối sẽ đem hắn đánh xuống kiếm giai, lại là không nghĩ tới thứ 91 cùng thứ 92 cấp bậc thang trung ương đột nhiên thoáng hiện một đạo màn sáng, chặn đường đi của hắn lại. Chỉ được phép vào, không cho phép lui. Tiêu Phàm liếm môi một cái, sờ lên đầu vai đạo kia nhìn thấy mà giật mình. Sâu đủ thấy xương vết kiếm, lần nữa nhìn về phía không trung. Chẳng biết lúc nào, nơi đó xuất hiện một mảnh mây trắng phía trên, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh. Kia là một cái áo trắng nam tử, một tay cầm kiếm âm lập, hai cái thâm thúy con người bị vô tận hắc ám tràn ngập, sâu không thấy đáy, để cho người ta sợ hãi. Tiêu Phàm đã làm tốt đánh lớn xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà, kia mây trắng trên quang ảnh đột nhiên tiêu tán mà ra. Tính cả mây trắng cùng một chỗ không thấy bóng dáng, dường như chưa hề xuất hiện qua. Tiêu Phàm nhíu mày, âm thầm so đo. Cái này quang ảnh tất nhiên là kiếm chủ tòa hạ ngũ đại kiếm chủ một trong, mặc dù không biết rõ tên của hắn, nhưng là hắn thật đúng là không là bình thường ngạo khí. Đối phó tự mình, chỉ xuất một kiếm vô công, liền như vậy coi như thôi. Mặc dù Tiêu Phàm không phủ nhận một kiếm này cường đại, dù là bình thường Hồng Mông Tiên Vương gặp gỡ. Đoán chừng không rơi vào trạng thái ngủ say cũng phải trọng thương. Nhưng là bằng vào một kiếm này muốn giết tự mình, không khác người si nói mộng. Tiêu Phàm bỏ ra hai canh giờ khôi phục thương thế, bước lên thứ 93 cấp bậc thang. Hắn thần niệm nở rộ, bao phủ mỗi một nơi hẻo lánh, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà, nhường hắn mắt trợn tròn chính là, mấy cái hô hấp đi qua, trên bậc thang vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng lẽ cái này một cấp bậc thang, không ai thủ quan? Vẫn là nói, trải qua vô tận tuế nguyệt, kia quang ảnh đã không cách nào ngưng tụ. Nếu là như vậy,
cái kia ngược lại là có chút thắng mà không võ. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nâng lên bước chân, hướng phía thứ 94 cấp bậc thang đi đến. Phốc, cũng liền ở trong nháy mắt này, Tiêu Phàm một cánh tay đột nhiên ly khai thân thể, đau đớn kịch liệt nhường hắn thần kinh căng cứng tới cực điểm. Hắn không chút nghĩ ngợi cầm kiếm quét ngang mà ra, lặng lẽ quan sát đến chu vi, lại là vẫn như cũ không hề phát hiện thứ gì. Thẳng đến hắn tay cụt nhanh chóng phục hồi như cũ, kia âm thầm người xuất thủ vẫn không có xuất hiện. Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, cái này ngũ đại kiếm chủ thật đúng là sẽ chơi, mỗi người cũng đổi một cái xáo lộ. Cũng may tự mình vừa rồi bên cạnh rời thân thể, lúc này mới chỉ là bị chém rụng một cánh tay, nếu không, đoán chừng đầu của mình đã bay mất. Hắn biết rõ, cái này một cấp bậc thang, tất nhiên cũng có một vị kiếm chủ trấn thủ. Chỉ là, tự mình căn bản không nhìn thấy, cũng bắt giữ không đến tung ảnh của đối phương. Lần nữa chờ đợi mười mấy hô hấp, âm thầm người đã không có xuất hiện, nhưng lần này, Tiêu Phàm hoàn toàn không dám có chút buông lỏng. Hắn mặc dù không nhìn thấy người kia, cũng không biết rõ người kia giấu ở đâu, nhưng là người này tuyệt đối tồn tại. Mà lại, đối phương vẫn là một cái lão âm bỉ. Chớ nhìn hắn hiện tại không có động thủ, chỉ khi nào tự mình đạp trên dưới một cấp bậc thang, định khẳng định sẽ giết hắn một cái trở tay không kịp. Lần sau nếu là phản ứng không kịp, đoán chừng bị chém đứt liền không chỉ là cánh tay. Tiêu Phàm thật lâu không động, người trong bóng tối cũng đồng dạng như thế, chưa từng hiện thân. Đoán chừng đang chờ hắn buông lỏng cảnh giác, lại cho hắn lôi đình một kích. Tiêu Phàm trong lòng đem người kia âm thầm ẩn núp tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi một lần. Đường đường Hồng Mông Tiên Vương, lại còn là một cái lão âm bỉ, đây mới là cùng khó đối phó. Thời gian một hơi trôi qua, Tiêu Phàm lần nữa nhấc chân, lần nữa hướng phía thứ 94 cấp bậc thang đạp đi. Hồng hộc, là Tiêu Phàm chân sắp chạm đến thứ 94 cấp bậc thang. Tiêu Phàm màng nhĩ rung động, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tiếng xé gió. Hắn không chút do dự thu hồi bước chân, thân thể bỗng biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại mấy trượng bên ngoài, trên kiếm của hắn cao cao chọn một đạo ảm đạm quang ảnh. Vô tận kiếm khí theo tu la kiếm trên nở rộ, quang ảnh trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Thẳng đến ảnh biến mất, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra mấy miệng tiên huyết, thẩm thấu áo bào đen. Tại hắn ngực, có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, kém chút đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nguy hiểm thật, Tiêu Phàm hít vào một hơi thật dài, chớ nhìn hắn xé nát quang ảnh, có thể hắn tự thân cũng bị quang ảnh đánh trúng, thân thể bị cực lớn trọng thương. Kiếm chủ cấp bậc tồn tại, tất nhiên từng cái phi phàm. Nhất là cái này, tự mình từ đầu đến cuối liền đối phương hình dạng thế nào cũng không biết rõ, lại ăn thiệt thòi lớn. Cái này còn chỉ là thứ 93 cấp bậc thang mà thôi, bên trên còn có 7 cái bậc thang đâu. Kia phía trên trấn thủ cường giả, lại phải như thế nào kinh khủng. Tiêu Phàm bỏ ra cả buổi thời gian, lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, hắn chuẩn bị khiêu chiến tiếp xuống một vị kiếm chủ. Kiếm chủ tọa hạ 5 vị kiếm chủ, theo thứ tự là Cửu Kiếp kiếm chủ, Thiên Vân kiếm chủ, Vô Ảnh kiếm chủ, Thiên Chu kiếm chủ cùng Chấp Thần kiếm chủ, vừa mới không nhìn thấy thân ảnh chính là Vô Ảnh kiếm chủ. Tại ngũ đại kiếm chủ bên trong, Thiên Chu kiếm chủ thực lực sắp xếp thứ 2, xếp số 1 chính là Chấp Thần kiếm chủ. Nếu như dựa theo thực lực đối ứng những này kiếm giai, đó chính là nói, tiếp xuống ta muốn đối phó hẳn là Thiên Chu kiếm chủ. Tiêu Phàm bản án trầm ngâm, kết nối xuống tới phải đối mặt địch thủ thực lực có cái đại khái suy đoán. Lần này, Tiêu Phàm trực tiếp triệu hồi ra đi ngược dòng màn sáng bảo vệ quanh thân, để phòng bất trắc. Quả nhiên! Khi hắn bước lên thứ 94 cấp bậc thang lúc, không trung gió xoáy vân dũng, một đạo áo bào đỏ quang ảnh hiển hiện, quanh thân ức vạn lôi điện như là ngàn vạn thần kiếm, cường đại khí tức không ai bì nổi. Hắn cầm trong tay một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ, toàn thân lưu chuyển lên kiếm mang màu đỏ ngòm, nhiếp nhân tâm phách. Tiêu Phàm cau mày, rốt cục muốn đối mặt một cái ra dáng đối thủ. Bản vương Thiên Chu, tiểu bối xưng tên ra, hỏa hồng bào nam tử mở miệng. Thanh âm như là thiên lôi, thanh thế kinh người. Thiên Chu kiếm chủ, Tiêu Phàm thở sâu, quả nhiên như tự mình suy đoán như vậy. Hắn không có trả lời, hắn không biết rõ Thiên Chu kiếm chủ là có hay không có bản thân ý thức. Tiểu bối, còn không quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Thiên Chu kiếm chủ gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên lóe lên, mang theo diệt thế chi uy, hướng phía Tiêu Phàm nộ bắn mà tới. Tiêu Phàm phát hiện cái này Thiên Chu kiếm chủ có chút tự kỷ.
không biết hắn bản tôn phải chăng cũng là như thế. Bất quá cái này đã không trọng yếu, muốn sống sót, hắn nhất định phải hủy diệt Thiên Chu kiếm chủ tàn ảnh. Chiến năm đại kiếm chủ, hạ oanh, kinh khủng nổ vang đánh rách tả tơi hư không, hai người thân ảnh nhanh giống như thiểm điện, như long đằng thương khung, hổ nứt càn khôn, cưỡng ép tại cái này không gian nho nhỏ mở ra một mảnh thế giới chiến đấu. Cường đại uy áp, nhưng tất cả thiên địa rung động. Tiêu Phàm đón đỡ hơn 10 chiêu, lại là không địch lại, bị chấn động đến ho ra máu không ngừng, thân thể không ngừng rút lui. Bất quá, hắn lại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cái này thời gian ngắn bên trong giao phong, nhưng hắn cảm nhận được đỉnh phong kiếm đạo. Đối với kiếm đạo tu người tới nói, diệu dụng vô tận. Dù là lĩnh ngộ một tia, cũng có chỗ tốt cực lớn. Đáng tiếc, hắn bây giờ đã không chủ tu kiếm đạo của hắn đã không còn thuần túy, muốn bằng vào kiếm đạo chiến thắng Thiên Chu kiếm chủ, lại là cơ hội xa vời. Tiêu Phàm tất nhiên là thiên tài, kiếm đạo thiên phú cũng cực kỳ bất phàm. Nhưng là, lại cường đại thiên phú, cũng không cách nào đền bù hắn nhược điểm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, thần sắc lại là bình tĩnh như thường. Theo hắn thành lập vô tận thần phủ một khắc kia trở đi, liền cần bỏ qua một chút đồ vật. Kiếm đạo, thường thường là không cách nào xen lẫn quá nhiều phức tạp đồ vật, vượt đơn giản, vượt thuần túy. Cho dù bây giờ, kiếm đạo của hắn cũng không yếu, nhưng là rốt cuộc không cách nào đạt tới kiếm đạo cực hạn, ngược lại là Diệp Khuynh Thành, có rất lớn hy vọng. Hắn thành tâm chờ mong, Diệp Khuynh Thành có thể bước lên thứ 91 tầng, quyết đấu năm đại kiếm chủ. Có lẽ có thể làm cho hắn ít đi đường quanh co, nhanh chóng đạt tới đỉnh phong. Tiêu Phàm hai tay chấn động, quanh thân khí thế phóng đại. Đi ngược dòng màn sáng sớm đã biến mất, bằng không mà nói, Thiên Chu kiếm chủ công kích chưa hẳn có thể làm bị thương hắn. Mặc dù không cách nào chuyên tâm kiếm đạo, nhưng ít ra cũng có thể tôi luyện thực lực của ta. Tiêu Phàm thần sắc phấn khởi, cầm kiếm giết ra, toàn thân bộc phát ra bạo tạc tính chất lực lượng. Oanh! Hai người chi kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ, nhưng mà lần này bị đánh bay lại là Thiên Chu kiếm chủ. Mặc dù hắn thực lực ngập trời, có được Hồng Mông Tiên Vương cảnh chiến lực. Nhưng là, Tiêu Phàm thực lực cũng đồng dạng không tham gia giả, hắn lực bộc phát, có thể xa so với phổ thông Hồng Mông Tiên Vương còn mạnh hơn. Gần gấp 14 lần thực lực tăng phúc, cũng không phải nói đùa. Kiếm đạo tất nhiên so không lên Thiên Chu kiếm chủ, nhưng hắn lực lượng lại là hơn xa với hắn. Thiên Chu kiếm chủ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nhìn thật lâu, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc, cuối cùng nhàn nhạt phun ra một câu, tiểu tử, ngươi thắng. Không bằng Tiêu Phàm mở miệng, Thiên Chu kiếm chủ thân hình tiêu tán mà ra. Mở tiểu thế giới tự hành biến mất, Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa tại kiếm trên bậc. Còn chưa bắt đầu đây, cái này thắng, Tiêu Phàm có chút buồn bực. Hắn phát hiện, những này kiếm chủ ngạo khí hung ác, tự mình chỉ là hơi ở vào thượng phong. Bọn hắn liền tự hành biến mất. Không biết đến, còn tưởng rằng bọn hắn là đang cố ý đổ nước đây này cũng tốt, hắn nghĩ tôi luyện một cái thực lực bản thân cũng không cách nào làm được. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, trực tiếp bước lên thứ 95 cấp bậc thang, hắn biết mình tiếp xuống đối mặt chính là ai. Khi hắn bước lên thứ 95 cấp nấc thang một sát na kia, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy chung quanh gió xoáy vân dũng, không gian một trận biến hóa. Lấy lại tinh thần thời khắc. Hắn phát hiện tự thân người đã ở một cái thế giới khác. Tại hắn đối diện, một cái thanh bào lão giả nhẹ vỗ về đàn tranh, ngón tay khẽ chạm ở giữa, từng đạo sóng âm dập dờn mà ra, tại ở gần Tiêu Phàm quá trình bên trong, hóa thành đầy trời mưa kiếm, bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Tiêu Phàm bị trước mắt tư thế giật nảy mình, cái này thanh bào lão giả mặc dù ngồi ở kia, lại phong mang tất lộ, đại khai đại hợp ở giữa tản ra hủy thiên diệt địa uy áp. Phổ thông đàn tranh lại bị hắn xem như tuyệt thế chi kiếm đến dùng, đối phương đối kiếm đạo lĩnh ngộ, sớm đã đến đăng phong tạo cực tình trạng. Không có kiếm, lại hơn hẳn có kiếm, Tiêu Phàm chân đạp huyền diệu bộ pháp, không ngừng tránh né đánh tới kiếm mang. Nhưng mà, mưa kiếm càng ngày càng dày đặc, căn bản không chỗ có thể ngăn cản. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, mấy vị này kiếm chủ, thật đúng là một cái so một cái hung ác, một cái so một cái cường đại. Mặc dù chỉ là tàn ảnh. Lại có được chân chính Hồng Mông Tiên Vương thực lực, kia bọn hắn bản thể, chẳng phải là càng thêm cường đại. Bất quá, Tiêu Phàm chưa hề ở đời sau nghe nói qua năm đại kiếm chủ tin tức, nghĩ đến thái cổ một trận chiến, bọn hắn 89 phần 10 cùng kiếm chủ, cùng tạp phân thân đồng quy vô tận.
Bang bang, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bay múa, đánh nát tất cả chém về phía hắn sóng âm kiếm khí, thân thể đồng thời lấn người mà tiến, một kiếm hướng phía Thanh Bảo lão giả đánh tới. Đinh đinh, Thanh Bảo lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm chủ động đánh tới, ngón tay đàn tấu tốc độ trong nháy mắt nhanh gấp bội, mưa kiếm cũng càng ngày càng dày đặc, theo tứ phía bốn phương tám hướng phong tỏa Tiêu Phàm thân ảnh. Tiêu Phàm kiếm trong tay múa, nhanh đến mức cực hạn, tất cả tới gần mưa kiếm của hắn tất cả đều bị đánh bay. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, không ngừng hướng phía Thanh Bảo lão giả tới gần. Đông, Thanh Bảo lão giả vung tay lên, theo đàn tranh trên sát qua, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu. Mấy đạo kiếm mang đột nhiên theo đàn tranh nổi lên hiện, đem so với trước, uy thế ít nhất phải mạnh mấy lần có thừa. Tiêu Phàm cầm kiếm ngăn cản, kia mấy đạo kiếm mang nổ tung, mà hắn tự thân, cũng bị cường đại lực phản chấn đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Hắn đều không thể không thừa nhận, cái này Thanh Bảo lão giả không hổ là năm đại kiếm chủ đứng đầu chấp thần kiếm chủ. Mặc dù hắn lấy đàn tranh sóng âm là kiếm, nhưng kiếm chi một đạo đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, thế gian chưa có người có thể so sánh. Hắn chỉ là một đạo tàn ảnh, có thể tự mình lại ngay cả tới gần cũng khó khăn. Nếu là nghĩ bằng kiếm đạo chiến thắng hắn, không khác người si nói mộng. Tiêu Phàm ổn định thân hình, thân thể bị mấy đạo lợi kiếm xuyên qua, từng đạo hoàng kim máu me tung tóe. Bất quá hắn ngoảnh mặt làm ngơ, chậm rãi duỗi ra một cái thủ trưởng, nhẹ nhàng một nắm. Một thoáng thời gian, thời không trong nháy mắt đứng im, vô số sóng âm mưa kiếm dừng ở hư không, dường như bị dừng lại tại một sát na kia, rốt cuộc không cách nào tới gần mảy may. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lợi mang bắn ra mà ra, trong nháy mắt quán xuyên chấp thần kiếm chủ mi tâm. Hô, một trận thanh phong thổi qua, tất cả sóng âm mưa kiếm trong nháy mắt biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại thứ 95 cấp trên bậc thang, dường như vừa rồi hết thảy, chỉ là mộng ảo một trận. Bất kỳ lực lượng nào, cũng không cách nào đào thoát luân hồi phong cấm. Tiêu Phàm nhẹ giọng tự nói. Vừa rồi thi triển một chiêu kia, đúng là hắn lĩnh ngộ chiêu thứ hai tiên pháp, luân hồi phong cấm. Luân hồi phong cấm, có thể thời gian ngắn bên trong phong ấn bất luận cái gì tiên lực. Chấp thần kiếm chủ chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Bản thân liền là tiên lực thêm một luồng ý chí hình thành, tiên lực bị phong cấm, tự nhiên chỉ là thịt cá trên thớt gỗ. Một kích phía dưới, liền tan thành mây khói. Tiêu Phàm tự biết, bằng vào kiếm đạo muốn chiến thắng chấp thần kiếm chủ, tỷ lệ cơ hồ là không. Hắn đương nhiên sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng, dùng nhược điểm của mình công kích đối phương ưu điểm. Hô, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thứ 95 cấp bậc thang. Một thời gian có chút do dự. Còn lại cấp 5 bậc thang, không biết rõ phải đối mặt đối thủ là ai, nhưng tuyệt đối với lúc trước trải qua đối thủ càng thêm khó giải quyết. Thậm chí, có khả năng đối mặt trong truyền thuyết kiếm chủ. Khẩn trương sau khi, Tiêu Phàm lại có chút chờ mong. Thật lâu, Tiêu Phàm hít một hơi dài, nâng lên bước chân, hướng phía thứ 96 cấp bậc thang bước đi. Chiến kiếm chủ Tiêu Phàm mang mấy phần kính sợ, mấy phần ngưng trọng. Bước lên thứ 96 cấp bậc thang. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, chu vi không có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ. Hắn ánh mắt liếc nhìn bốn phương, không buông tha bất cứ dị thường nào. Đột nhiên, hắn con người kịch liệt co rút lại, nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo dáng vóc cao quang ảnh chung quanh, ngàn vạn kiếm khí gào thét, thời không trở nên thác loạn. Kiếm chủ. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã có sở ý liệu, nhưng nhìn thấy tấm kia khuôn mặt, hắn vẫn như cũ cực kỳ chấn kinh. Thái cổ đại kiếp, hắn đã từng xa xa gặp qua kiếm chủ khuôn mặt, đơn giản cùng trước mắt quang ảnh như đúc đồng dạng. Tự mình một cái hỗn nguyên tiên vương, lại muốn khiêu chiến trong truyền thuyết tồn tại. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm dọa đến run chân. Nhưng Tiêu Phàm lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Tu La kiếm rung động, cuốn lên ức vạn kiếm mang. Sắc bén đến cực điểm. Kiếm chủ thần sắc lạnh lùng, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, rút kiếm liền thẳng hướng Tiêu Phàm. Thứ năm đại kiếm chủ thực lực đã cực kỳ biến thái, kiếm đạo một đường, Tiêu Phàm chỉ có thể cam bái hạ phong. Đánh bại chấp thần kiếm chủ, hắn đã cực kỳ cố hết sức, vẫn là bằng vào tiên pháp mới miễn cưỡng chiến thắng. Bây giờ đối mặt Thiên Kiếm Thần Cung chi chủ kiếm chủ,
Tiêu Phàm hoàn toàn không có bất kỳ nắm chắc nào. Dù sao, kiếm chủ thế nhưng là cấm kỵ cấp bậc tồn tại. Khả năng đủ uy áp năm đại kiếm chủ, đủ để chứng minh hắn thực lực, xa không phải năm đại kiếm chủ có thể so sánh. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, kiếm chủ kiếm đạo tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại, hắn như tự xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Keng, Tiêu Phàm cầm kiếm ngăn cản, trực tiếp bị lực lượng bá đạo đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Hắn tất nhiên có được cùng phổ thông hồng mông tiên vương một trận chiến thực lực, nhưng là tại kiếm chủ trước mặt, lại như là sâu kiến cùng bụi bặm, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Muốn bằng kiếm đạo chiến thắng kiếm chủ, Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, Tiêu Phàm thủ đoạn, không chỉ có riêng cực hạn tại kiếm đạo, hắn có là so kiếm nói cường đại thủ đoạn. Mắt thấy kiếm chủ lần nữa đánh tới, căn bản không cho mình bất luận cái gì cơ hội. Tiêu Phàm nội tâm một cái giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh ổn định lại, đi ngược dòng màn sáng xuất hiện lần nữa, hóa thành một đạo bình chướng chặn tạp công kích. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ đánh giá thấp kiếm chủ thực lực. Kiếm chủ ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong, liền liên tiếp tại bốn phương tám hướng chém ra một kiếm, bốn đạo kiếm mang chớp mắt liền tới đến Tiêu Phàm trước người, hắn nghĩ triệu hoán đi ngược dòng màn sáng ngăn cản, cũng không kịp. Phốc, một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, Tiêu Phàm nhục thân bị ba đạo kiếm mang đánh trúng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đây chính là kiếm chủ kiếm đạo thực lực sao? Tiêu Phàm nội tâm rung động tới cực điểm, cho tới nay, hắn cũng biết rõ kiếm chủ rất mạnh, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện tự mình còn đánh giá thấp. Hoặc là nói, hắn đánh giá cao thực lực bản thân. Hô hấp ở giữa, Tiêu Phàm nhục thân lần nữa phục hồi như cũ, có thể khí tức lại là rớt xuống một mảng lớn. Một kiếm này, mặc dù chưa thể giết chết hắn, nhưng cũng kém không nhiều muốn hắn nửa cái mạng. Kiếm chủ mặt không biểu lộ, dường như một tôn cỗ máy giết chóc, không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lần nữa giết tới gần. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn cùng kiếm chủ ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, kiếm đạo một đường tức thì bị gắt gao áp chế, cứ tiếp như thế, hắn thật có khả năng táng thân tại đây. Thời không phong cấm, mắt thấy kiếm chủ cách hắn càng ngày càng gần, Tiêu Phàm thở sâu, không dám có giữ lại chút nào. Một thoáng thời gian, thời không rơi vào đứng im, kiếm chủ tàn ảnh dừng lại tại hư không, một hơi một tí. Tiêu Phàm không có bất luận cái gì chần chờ, đưa tay chính là một kiếm, xé mở thương vũ, trong nháy mắt quán xuyên kiếm chủ mi tâm. Hắn vốn cho là, kiếm chủ tàn ảnh thụ trọng thương, tất nhiên sẽ tiêu tán trống không. Nhưng mà, sự thật hoàn toàn tương phản. Kiếm chủ tàn ảnh chẳng những không có tiêu tán, ngược lại phá vỡ luân hồi phong cấm chi lực, cầm kiếm giết tới gần. Tiêu Phàm kinh ngạc vạn phần, kiếm chủ tàn ảnh lại có thể ngăn cản tiên pháp, hắn bản tôn thực lực lại đạt đến cảnh giới nào. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao như thế cường đại kiếm chủ, tại sao lại chết tại tạp đệ nhất phân thân trong tay, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mắt thấy kiếm chủ giết tới gần, Tiêu Phàm dưới chân lóe lên, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Thứ nhất bên cạnh lui lại, một bên thi triển tiên pháp, luân hồi trưởng khống. Một thoáng thời gian, kiếm chủ tàn ảnh khí tức trong nháy mắt rớt xuống không ít. Luân hồi trưởng khống, có thể tước đoạt đối phương tiên lực, kiếm chủ tàn ảnh vốn là tiên lực ngưng tụ mà thành, hắn mặc dù không nhìn luân hồi phong cấm, nhưng lại không cách nào ngăn cản tiên chi lực sói mòn. Tiêu Phàm thấy thế, không lùi mà tiến tới, tu la kiếm múa, ngàn vạn kiếm hoa bắn ra, đem kiếm chủ tàn ảnh xé thành vô số mảnh vỡ. Chết sao, Tiêu Phàm cau mày. Đây là hắn lần thứ nhất bị bức phải thi triển hai loại này át chủ bài, có thể nghĩ kiếm chủ tàn ảnh cường đại. Vừa dứt lời, kia vô số mảnh vỡ lần nữa ngưng tụ, kiếm chủ thần sắc đạm mạc, dường như sự tình gì cũng không có phát sinh. Tiêu Phàm rung động vạn phần, cái này hắn nha căn bản không phải một cái cấp độ chiến đấu. Phốc, thất thần thời khắc, kiếm chủ đã đi tới Tiêu Phàm trước người, một thanh thần kiếm bỗng nhiên quán xuyên Tiêu Phàm lồng ngực. Hoàng kim huyết dịch phun tung tóe, thảm liệt tới cực điểm. Tiêu Phàm cố nén thống khổ, một tay nắm lấy xuyên qua thân thể của mình kiếm thể, một cái tay khác huy động tu la kiếm, đem kiếm chủ tàn ảnh từ đó chẻ dọc mà ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lần nữa thi triển luân hồi trưởng khống, tước đoạt kiếm chủ tàn ảnh đại bộ phận tiên lực. Không có tiên lực, kiếm chủ tàn ảnh lại như thế nào lợi hại, cũng căn bản không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Mấy tức về sau, kiếm chủ tàn ảnh lần nữa khôi phục, bất quá khí tức lại rõ ràng rớt xuống một mảng lớn. Tiêu Phàm thấy thế,
khẽ thở phào. Kiếm chủ tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Chí ít, hắn thấy được hy vọng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ ngoan sắc, nhịn xuống to lớn đau đớn, con ngươi đột nhiên nhanh chóng biến hóa. Lục đạo luân hồi chi nhãn, mở. Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, bỗng nhiên bao phủ kiếm chủ tàn ảnh. Kiếm chủ tàn ảnh muốn tránh thoát, nhưng căn bản không cách nào làm được. Hắn khí tức không ngừng rơi xuống, cuối cùng rốt cục tiếp nhận không được ở, oanh một tiếng nổ tung, bị lục đạo luân hồi chi nhãn vòng xoáy thôn phệ. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, ánh mắt sáng rực quét mắt bốn phương, chờ đợi lấy kiếm chủ tàn ảnh xuất hiện lần nữa. Lục đạo luân hồi chi nhãn, thế nhưng là hắn áp đáy hòm mấy loại thủ đoạn một trong. Nếu là cái này cũng không cách nào chém giết kiếm chủ tàn ảnh, Tiêu Phàm thật không biết rõ, tự mình còn có thể có mấy phần thắng. Cũng may chờ đợi thật lâu, kiếm chủ tàn ảnh không còn có xuất hiện. Thành công, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Hắn không cho rằng tự mình thật sự có chiến thắng kiếm chủ tàn ảnh thực lực, nhưng lục đạo luân hồi chi nhãn xác thực cực kỳ biến thái, liền vàng ngày đều ăn thiệt thòi lớn, kiếm chủ tàn ảnh muốn hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, căn bản không có khả năng. Hắn không có buông lỏng cảnh giác, thẳng đến mấy cái canh giờ trôi qua, kiếm chủ tàn ảnh vẫn không có xuất hiện, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống. Xử lý kiếm chủ tàn ảnh, Tiêu Phàm không có nửa điểm mừng rỡ. Sau đó còn có 4 cấp bậc thang, nếu là gặp gỡ so kiếm chủ tàn ảnh mạnh hơn đối thủ, hắn chỉ có bại lộ tự mình tất cả át chủ bài, bao quát 6 đạo ma ảnh, mới có một tia sống tiếp cơ hội. Mà cái này, là Tiêu Phàm không muốn làm nhất sự tình. Át chủ bài sở dĩ trở thành át chủ bài, chính là không vì người khác biết. Mà lại, hắn cũng không xác định, 6 đạo ma ảnh có thể hay không có thể chiến thắng tiếp xuống đối thủ. Nhìn qua thứ 97 cấp bậc thang, Tiêu Phàm kiên định phóng ra bước chân. Chương 5340 lạnh lùng lâu ngạo thiên Tiêu Phàm lộ ra thấy chết không sờn thần sắc, đi đến một bước này, hắn không có đường lui nữa. Muốn ly khai cái này địa phương, hắn nhất định phải một đường thắng đến cùng. Nhưng mà, khi hắn bước lên 97 cấp bậc thang chờ đợi nửa ngày, vẫn không có bất kể đối thủ nào xuất hiện. Bậc thang trên không chuôi này thần kiếm cũng không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ cái này một cửa ải không có nguy hiểm gì. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm lần nữa cất bước, bước lên 98 cấp bậc thang. Vẫn như cũ như là trước đó, cái gì cũng không có phát sinh, nhưng Tiêu Phàm cảm giác không chân thực. Thậm chí, tiếp xuống thứ 99 cấp bậc thang cũng là vô cùng an tĩnh. Thẳng đến Tiêu Phàm bước lên thứ 100 cấp bậc thang, thiên kiếm thần cung toàn cảnh lúc này mới toàn bộ lạc tại tầm mắt của hắn. Chỉ là, hắn con ngươi lại là trong nháy mắt rơi vào trên quảng trường. Nơi đó, ngồi xếp bằng một thân ảnh, lưng thẳng tắp, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ. Quỷ dị nhất chính là, thân ảnh kia vậy mà không phải tàn ảnh, mà là người chân thật. Chẳng lẽ, người này chính là trước hết nhất bước vào cổ đạo người kia? Cảm nhận được thân ảnh kia tán phát khí tức, Tiêu Phàm càng là há hốc miệng, có chút trợn mắt hốc mồm. Loại này khí tức, quá quen thuộc. Lâu huynh, Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi. Không tệ, trước mắt bóng lưng, quen thuộc khí tức, chính là Lâu Ngạo Thiên. Thân ảnh kia nghe được Tiêu Phàm thân ảnh, chậm rãi đứng dậy, xoay người lại, một tấm mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở trong mắt Tiêu Phàm. Hắn xác thực không phải người khác, chính là Lâu Ngạo Thiên. Lâu Ngạo Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, người rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Chờ ta, Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Cái gì thời điểm Lâu Ngạo Thiên cũng tu luyện xoán mệnh chi thuật, bằng không, hắn làm sao biết mình sẽ đến. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên thần sắc có chút không đúng, hắn đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ điên cuồng, hoàn toàn tựa như biến thành người khác. Người ta một trận chiến, chúng ta quá lâu. Lâu Ngạo Thiên mở miệng, giọng nói 10 điểm bình tĩnh. Nhưng là, hắn trên người khí tức lại là không ngừng kéo lên, cả người đơn giản chính là một thanh chân chính kiếm, thần sắc cũng biến thành lãnh khốc vô tình. Tiêu Phàm cau mày, nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì hắn vậy mà từ trên thân Lâu Ngạo Thiên cảm nhận được nồng đậm sát ý. Hắn muốn giết tự mình. Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, hắn tự nhiên nhớ kỹ cùng Lâu Ngạo Thiên ước định. Mà lại, hắn cũng rất muốn đánh với Lâu Ngạo Thiên một trận, lẫn nhau xác minh, lẫn nhau trưởng thành. Chỉ là, hắn không nghĩ tới một trận chiến này lại ở chỗ này, mà lại tới như thế đột ngột.
Lâu Ngạo Thiên tuy mạnh, nhưng Tiêu Phàm cũng không e ngại. Thậm chí, hắn hiển lộ ra sát ý, Tiêu Phàm cũng vẻn vẹn cảm thấy bất ngờ mà thôi. Nếu là Lâu Ngạo Thiên không coi là thật, một trận chiến này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mời đi, nhìn thấy Tiêu Phàm thí thần, Lâu Ngạo Thiên cất bước hướng phía quảng trường phần cuối đi đến. Hắn mở ra thủ trưởng, một thanh thanh đồng cổ kiếm hiện lên ở trong tay. Tiêu Phàm gặp qua Lâu Ngạo Thiên kiếm, chuôi kiếm này cùng hắn đã từng chuôi này bề ngoài nhìn qua không có khác nhau chút nào, nhưng lại nhiều hơn một phần túc sát. Tiêu Phàm gật gật đầu, tay cầm Tu La kiếm, đi tới quảng trường bên kia. Ngươi biết không, ngươi vốn là một cái trời sinh kiếm tu, có thể ngươi lại lãng phí tự mình thiên phú, một trận chiến này, có lẽ cũng không có như vậy chờ mong. Lâu Ngạo Thiên khẽ lắc đầu. Ngươi thật sự là Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm híp hai mắt, không xác định hỏi. Theo hắn đối Lâu Ngạo Thiên hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải một cái sẽ nói dạng này nói nhảm người. Qua phía dưới ngươi liền biết rõ có phải hay không. Lâu Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, gần như đồng thời, hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, một đạo mũi kiếm đã đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm không tránh không nhiều, nhẹ nhàng nâng tay, Tu La kiếm ngăn tại trước người. Keng, thanh đồng cổ kiếm hung hăng chạm tại Tu La kiếm phía trên, phát ra bén nhọn chói tai kêu to thanh âm, không gian bốn phía run rẩy kịch liệt, dường như phải tùy thời sụp đổ. Lực lượng khổng lồ đánh vào Tu La kiếm phía trên, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy miệng hổ đau nhức, dường như muốn xé rách. Thân thể của hắn như là nhẹ yến, tung bay mà lên. Hồng hộc, đột nhiên, kiếm khí đầy trời theo thanh đồng cổ kiếm phía trên bắn ra mà ra, vòng qua Tu La kiếm ngăn cản, theo hai bên bắn về phía Tiêu Phàm mặt, cuồn cuộn sát khí dâng trào. Tiêu Phàm thấy thế, tiên lực hội tụ Tu La kiếm, một kiếm giận chém mà ra. Mà thân thể của hắn lại là cấp tốc lui lại. Dù vậy, hắn khuôn mặt vẫn như cũ bị một đạo kiếm khí cắt tổn thương, một luồng hoàng kim máu me tung tóe mà ra. Tiêu Phàm, ta biết rõ ngươi ranh giới cuối cùng không chỉ chừng này, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, ngươi phải biết, đây là sẽ chết người đấy. Lâu Ngạo Thiên con ngươi lạnh lùng tới cực điểm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn cảm giác Lâu Ngạo Thiên thần sắc có chút không đúng. Nhưng là, như vậy lời nói lại xác thực giống như là theo Lâu Ngạo Thiên trong miệng nói ra được. Cái này khiến hắn đối Lâu Ngạo Thiên thân phận đều có chút hoài nghi. Điểm thương khung, Lâu Ngạo Thiên khẽ nói một tiếng, cả người trong nháy mắt cùng thanh đồng cổ kiếm hòa làm một thể, hóa thành một cái tia sáng, nộ bắn mà tới. Tốc độ nhanh chóng, giống hệt thiểm điện. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di né tránh tránh, hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên kiếm đạo rất mạnh, tự nhiên không dám chính diện chống được một kiếm này. Kiếm đạo của hắn đã sớm bị Lâu Ngạo Thiên xa xa kéo ra cự ly. Muốn bằng vào kiếm đạo chiến thắng Lâu Ngạo Thiên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thậm chí, khả năng này so chiến thắng kiếm chủ Tàn Ảnh còn muốn khó khăn. Đương nhiên, nếu là đổi lại kiếm Hồng Trần, vậy liền chưa hẳn. Hắn linh thể hai phần, bản tôn bỏ kiếm đạo, nhưng linh hồn chi thể lại là chủ tu kiếm đạo, mà lại bây giờ cũng không biết rõ đạt đến cảnh giới nào. Có lẽ có thể cùng Lâu Ngạo Thiên một trận chiến. Phù một tiếng, lại một đóa huyết hoa chảy ra. Tiêu Phàm đầu vai bị xỏ xuyên, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Hắn rốt cục ý thức được, Lâu Ngạo Thiên sát ý không vì giả, hắn là thật nghĩ chính giết chết, mà không phải cái gì luận bàn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm trong nháy mắt biến thành Tu La chi thể, thương thế trên người trong chớp mắt phục hồi như cũ. Lần này, hắn không có nhanh chóng thối lui, mà là chủ động cầm kiếm giết ra. Lúc này mới có chút ý tứ, ngươi nhớ kỹ, đây là sẽ chết người đấy, tốt nhất nhận thật một điểm. Lâu Ngạo Thiên cuồng tiếu một tiếng, thanh đồng cổ kiếm rung động, như là một đạo thiểm điện, lần nữa cùng Tiêu Phàm giao chiến cùng một chỗ. Một thoáng thời gian, quảng trường bốn phương khắp nơi đều là khe hở, cuồn cuộn hỗn độn chi khí thoáng hiện, dường như mở ra một cái thế giới mới tinh. Bang bang, trong hư không khắp nơi đều là kiếm minh thanh âm, đinh tai nhức óc, bén nhọn tới cực điểm, bình thường Hỗn Nguyên Tiên Vương đoán chừng đều không thể thừa nhận được. Hỗn Nguyên Tiên Vương, Tiêu Phàm nội tâm rung động, Lâu Ngạo Thiên vậy mà đã đạt đến dạng này cảnh giới. Phải biết, lần trước nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên, hắn còn chỉ là tổ vương cảnh a. Mà lại, hắn tiến vào tiên cấm kiếp mới bao lâu? Tiêu Phàm rất cảm thấy áp lực, nhưng vẫn như cũ không sợ hãi. Lâu Ngạo Thiên giết hay không hắn,
hắn không biết rõ. Nhưng là, hắn xác thực sẽ không giết Lâu Ngạo Thiên, chỉ là thế cuộc trước mắt, hắn muốn sống sót, chí ít nhất định phải đánh bại Lâu Ngạo Thiên. Tốc độ của ngươi quá chậm. Lúc này, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên mở miệng, chém xuống một kiếm Tiêu Phàm một cánh tay, đôi mắt bên trong sát ý càng tăng lên. Tiêu Phàm khi nào nhận qua dạng này tổn thương? Mấu chốt là đối phương còn chỉ là cùng hắn đồng dạng tu vi, đều là Hỗn Nguyên Tiên Vương. Tiêu Phàm áp chế nội tâm rung động, không còn dám thất thần, mà là toàn tâm toàn ý đầu nhập chiến đấu. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Tiêu Phàm versus Lâu Ngạo Thiên ầm ầm, giữa thiên địa, kiếm khí đầy trời gào thét, tràn ngập mỗi một tấc không gian, uy thế kinh khủng đủ để vỡ nát ngàn vạn thế giới. Hai người mặc dù cũng chỉ là Hỗn Nguyên Tiên Vương, nhưng thực lực của hai người cũng không thua Hồng Mông Tiên Vương. Trận chiến đấu này, nhất định là khoáng thế chi chiến. Mở thế giới bên trong, khắp nơi đều là hai người tàn ảnh, hai người theo thế giới đầu này, giết tới thế giới bên kia. Theo thời gian rời đổi, Tiêu Phàm thương thế trên người càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có máu bắn tung tóe. Trái lại Lâu Ngạo Thiên, lại là vẫn như cũ áo trắng như tuyết, không nhiễm mảy may bụi bặm. Hắn này chỗ nào giống như là tại chiến đấu, ngược lại là giống tại nhàn đi ở. Chỉ có lực lượng lại để làm gì, lấy tốc độ của ngươi, căn bản không đụng tới góc áo của ta. Lâu Ngạo Thiên thanh âm bén nhọn, dường như cực kỳ khó chịu. Tiêu Phàm không có trả lời, hắn mặc dù đem thời không na di tránh tu luyện đến cực hạn, có thể trong nháy mắt vượt qua thế giới. Nhưng là, Lâu Ngạo Thiên tốc độ vẫn như cũ so với hắn phải nhanh, thậm chí càng nhanh hơn rất nhiều. Hắn hóa thân tu la chi thể, lực lượng cơ hồ đạt đến đỉnh tiêm Hồng Mông Tiên Vương cấp độ. Nhưng là, tốc độ xác thực hắn nhược điểm. Ngược lại là linh hồn chi thể, tốc độ mới là cường hạng. Oanh, Tiêu Phàm kém chút bị mở ngực mổ bụng, thanh đồng cổ kiếm chạm tại hắn ngực, mưa máu vẩy ra, cả người như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Quá chậm, Lâu Ngạo Thiên tiếng nói lạnh lẽo, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt tỏa lãnh điện. Giống như là một vị chân tiên, mỗi một kiếm chém xuống cũng hung mãnh một trận, đại khí mạnh mẽ. Hiệp 1, Tiêu Phàm thua rất thảm. Luận kiếm nói Lâu Ngạo Thiên có lẽ là hiện nay đệ nhất nhân. Tiêu Phàm cau mày, lực lượng của hắn tất nhiên so Lâu Ngạo Thiên mạnh hơn không ít, nhưng là tốc độ không đủ nhanh, chỉ có lực lượng lại để làm gì. Lực lượng mạnh hơn, liền Lâu Ngạo Thiên góc áo cũng không đụng tới, như thế nào có thể chiến thắng hắn. Lâu Ngạo Thiên không cho Tiêu Phàm ra chiêu cơ hội, lần nữa trùng sát mà tới. Chân trời nổ vang không ngừng, đây là một trận kịch liệt huyết chiến, thiên địa run rẩy, hỗn độn lên tiếng, kiếm khí ngàn tỷ lớp, đem nơi đây bao trùm. Tiêu Phàm thỉnh thoảng cầm kiếm ngăn cản, nhưng mà, vẫn như cũ phí công. Thân thể của hắn bị một lần lại một lần xuyên thủng, một lần lại một lần bay tứ tung ra ngoài, tiên huyết thẩm thấu áo bào đen, nhuộm thành một tầng màu vàng. Cơ hồ trở thành một cái huyết nhân. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, mặc dù mình một lần lại một lần chấn kinh Lâu Ngạo Thiên thân phận, nhưng là xa như vậy không phải Lâu Ngạo Thiên danh giới cuối cùng. Thực tế quá kinh khủng, đây là Tiêu Phàm đã đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương nguyên nhân, thực lực mạnh hơn không ít. Như hắn chỉ là La Thiên Tiên Vương, đoán chừng một trận chiến này liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Vẫn là quá chậm, Lâu Ngạo Thiên nhãn thần chậm rãi trở nên đỏ bừng. Sát khí trên người cơ hồ đã thực chất hóa. Hiển nhiên, hắn đã triệt để phẫn nộ. Trận này số mệnh chi chiến, cũng không có như hắn mong đợi như vậy. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ khó chịu, lão tử tốc độ không được, người nhà cũng không cần như thế đả kích lão tử a. Lão tử chỉ là muốn thử xem kiếm đạo của ngươi mà thôi, mà lại tốc độ vốn cũng không phải là ta tối cường hạng. Giết, Lâu Ngạo Thiên thét dài, toàn bộ mái tóc bay múa. Hắn giờ phút này, dường như đã không còn là một người, mà là một thanh chân chính kiếm. Sát phạt quả đoán, hung mãnh dị thường. Oanh, kịch liệt va chạm mạnh lần nữa phát sinh, hào quang rực rỡ chói mắt, làm người ta kinh ngạc run sợ, kiếm hải vô biên, hung uy vô hạn. Kịch liệt nổ lớn quét sạch cái này mới mở thế giới, kém chút đem hắn hủy diệt. Tiêu Phàm lại một lần bị đánh bay, bất quá hắn rất nhanh ổn định thân hình, con người cũng càng phát ra lạnh lùng bắt đầu. Kiếm đạo, hắn là không bằng Lâu Ngạo Thiên. Nhưng là, hắn bây giờ thủ đoạn mạnh nhất, cũng không phải kiếm đạo. Về phần tiên pháp, Tiêu Phàm ngược lại là muốn sử dụng, nhưng là cuối cùng vẫn từ bỏ. Thi triển tiên pháp,
có gian lận hiểm nghi, nếu là đối địch người, tỉ như trước đó kiếm chủ Tàn Ảnh, Tiêu Phàm cũng không chút nào do dự sử dụng. Nhưng là đối phó Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm có chút chần chờ. Đến một lần hắn không muốn dùng tiên pháp đến chiến thắng Lâu Ngạo Thiên, như thế có chút thắng mà không võ, dù sao, tiên kinh cùng trong đó tiên pháp vốn là hách bản tồn tại. Thứ hai, Tiêu Phàm cũng nghĩ xác minh chính một cái thực lực. Đánh với Lâu Ngạo Thiên một trận, chỉ cần mình kiên trì nổi, tự mình có lẽ có thể có lĩnh ngộ mới. Tiếp tục, Tiêu Phàm liếm liếm khóe miệng tiên huyết, nhãn thần cũng biến thành tà dị bắt đầu. Những năm gần đây, hắn một mực không có gặp gỡ một cái ra dáng đối thủ không phải quá yếu, chính là quá mạnh, căn bản không cách nào làm cho hắn phát huy ra thực lực chân chính tôi luyện tự thân. Loại thực lực này, chính xác phải nói là thiên phú. Càng là tại chiến đấu, vượt có thể kích phát tiềm lực của hắn. Nghĩ trước đây, người khác dùng kiếm pháp giết hắn, hắn vẻn vẹn nhìn một lần, liền hoàn toàn học xong kiếm pháp, hơn nữa có thể phản chế địch nhân. Phải biết, đó cũng không phải là phục chế, mà là chân chính lĩnh ngộ, bằng vào tự mình đột phá. Như ngươi mong muốn, Lâu Ngạo Thiên nhe răng cười một tiếng, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, so với vừa rồi, tốc độ của hắn lại tăng lên một mảng lớn. Oanh, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngực nổ tung, có một loại khai thiên tích địa lực lượng oanh trên người mình, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, bay ngang ra ngoài. Nhưng là, hắn rất nhanh lại ổn định thân hình, không sợ hãi chút nào. Thậm chí, hung ác Lâu Ngạo Thiên khơi dậy máu của hắn tính, thể nội vô tận chiến máu cũng đang thiêu đốt, khí thế lần nữa phóng đại một mảng lớn, che đậy chư thiên. Giờ khắc này, ngoại trừ tiên pháp chưa từng vận dụng bên ngoài, Tiêu Phàm đã hiện ra hắn toàn bộ là thực lực. Nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên đánh tới, Tiêu Phàm đồng dạng nghênh đón tiếp lấy. Hai người kiếm quang chiếu rọi bầu trời, dường như tại khai thiên tích địa, phá hủy nhật nguyệt tinh hà. Kiếm khí quanh quẩn tinh hà, mênh mông vô biên. Nếu là có người ở đây, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Cái này hắn nhà thật sự là hai cái hỗn nguyên tiên vương tại chiến đấu, cho dù là đỉnh tiêm hồng mông tiên vương, cũng bất quá như thế a. Lâu Ngạo Thiên thấy thế, trong con người hào quang càng phát ra hừng hực, cả người thiêu đốt lên màu trắng khí diễm, hoàn toàn cùng thanh đồng cổ kiếm hòa thành một thể. Sáng chói kiếm hoa đâm vào người con mắt cũng không mở ra được, thiên địa tại sụp đổ. Oanh, hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ, lần này, Tiêu Phàm mặc dù lần nữa bị đánh bay, nhưng chỉ vẻn vẹn lui về phía sau mấy bước mà thôi. Hiển nhiên, Tiêu Phàm thiên phú rốt cục đạt được thể hiện. Hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Đây mới là Tiêu Phàm rất cường đại một phương diện, đáng tiếc rất nhiều năm qua, chưa từng gặp gỡ lấy kỳ phùng địch thủ đối thủ. Lúc này mới có chút ý tứ, Lâu Ngạo Thiên thoải mái cười to, cười cực kỳ tùy ý. Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, Lâu Ngạo Thiên trên người khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Hiển nhiên, không chỉ là hắn Tiêu Phàm tại tăng lên, Lâu Ngạo Thiên cũng giống như thế. Bọn hắn đều là cùng một loại người, tuyệt thế vô song tuyệt đại thiên kiêu. Một trận chiến này, ta cũng càng ngày càng chờ mong. Tiêu Phàm cũng không cam chịu yếu thế, liếm liếm khóe miệng tiên huyết, cả người trở nên tà dị không gì sánh được. Hắn đột nhiên phát hiện, tự mình đối bản đã hoang phế kiếm đạo, tựa như đột nhiên lại có một tia hứng thú. Loại cảm giác này, dù là trận đánh lúc trước kiếm chủ cùng với thuộc hạ năm đại kiếm chủ Tàn Ảnh cũng không có. Mặc dù hắn không quan tâm kiếm đạo, nhưng nếu là kiếm đạo có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân, hắn vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Có lẽ kiếm đạo không cách nào vượt qua kiếm hồng trần, có thể đối kinh nghiệm chiến đấu tích lũy, cũng là một loại lớn lao thu hoạch. Giết, hai người đồng thời quát mắng một tiếng, một thoáng thời gian, long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Chương 5342 khoáng thế chi chiến chân trời, tiên quang vô tận, lôi điện cuồng bạo, hừng hực thiểm điện xẹt qua thương khung, chiếu sáng vũ trụ. Như thế uy thế, dù là đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương đều phải sợ hãi. Hai người xuất thủ ngoan lệ, hung mãnh, cũng chiến ra chân hỏa, không giữ lại chút nào. Tiêu Phàm ngay từ đầu rõ ràng ở vào hạ phong, mặc dù Lâu Ngạo Thiên cũng trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là càng ngày càng gần. Tiêu Phàm, người muốn lấy ta làm đá mài đao. Lâu Ngạo Thiên hai mắt ửng đỏ, cau mày, xuất ra thực lực chân chính của ngươi, nếu không, ta sợ sẽ một không xem chừng giết ngươi. Ngươi nếu có thực lực này, cứ việc động thủ. Tiêu Phàm mặt không biểu lộ.
Lâu Ngạo Thiên tuy mạnh, mà lại hắn có được chém giết tổ vương cảnh thực lực, nhưng là, muốn miểu sát Tiêu Phàm, cơ hồ là không thể nào. Điểm ấy tự tin, Tiêu Phàm vẫn phải có. Hắn ngược lại là có thể vận dụng lục đạo luân hồi thiên kinh, nhưng kể từ đó, không khác gian lận. Cho dù đánh bại Lâu Ngạo Thiên lại như thế nào, đối với mình lại không có chỗ tốt gì. Mấu chốt là, hắn cũng sợ một không xem chừng xử lý Lâu Ngạo Thiên. Bất diệt, Lâu Ngạo Thiên gầm thét, một đạo ánh sáng màu vàng óng nở rộ, hướng về phía trước chém giết, một tiếng ầm vang, toàn bộ bầu trời cũng bị trong nháy mắt xé rách, trên bầu trời chỉ có cái kia kim sắc kiếm quang vĩnh hằng. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính khí tức, toàn thân nhói nhói, làn da sụp ra, từng đạo huyết kiếm bay vụt. Nhưng mà, hắn vẫn không có vận dụng lục đạo luân hồi tiên kinh bên trong tiên pháp, cũng không hề dùng đi ngược dòng màn sáng. Mà là tay cầm Tu La kiếm nghịch thiên mà lên, cứng ngắc lấy kia vĩnh hằng bất diệt kiếm quang xông tới. Tuế Nguyệt chi giới, phải trong tay Tu La kiếm không ngừng chém ra, kiếm khí đầy trời tung hoành, tay trái bấm quyết, đánh ra từng đạo thủ ấn, một cái mênh mông vòng xoáy màu xám hiển hiện, che ở trước người hắn. Màu vàng kiếm hoa chậm rãi chôn vùi, cuối cùng triệt để ảm đạm vô quang. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, trên thân da chóc thịt bong, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Mặc dù đỡ được một kiếm này, nhưng này lăng lệ kiếm khí lại là xé mở thời không, xông phá Tuế Nguyệt chi giới trói buộc, chạm tại trên người hắn. Trong mắt của hắn hiện đầy tơ máu, lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước. Hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên rất mạnh, nhưng hiển nhiên, hắn cường đại vẫn như cũ vượt xa tự thân dự kiến. Không phải Tiêu Phàm tự phụ, cùng giai bên trong thiên hạ đã chưa có địch thủ, dù là không sử dụng những cái kia át chủ bài. Cho đến hôm nay, Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, giữa thiên địa vẫn như cũ có như vậy mấy người, có thể cùng mình sóng vai. Lâu Ngạo Thiên chính là một trong số đó. Ngăn lại một kiếm này mặc dù nguy hiểm, nhưng là Tiêu Phàm cũng không phải không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, dường như lại tìm về trước đây cảm giác. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, hắn bể bộn nhiều việc vặt vãnh, không cách nào say mê kiếm đạo. Không tệ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lâu Ngạo Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra không gì sánh được vẻ hưng phấn. Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa nâng lên trong tay, lạnh lùng phun ra hai chữ, cầm kiếm tay lại dường như vô lực rơi xuống. Bất hủ, theo Lâu Ngạo Thiên kiếm trong tay rơi xuống một sát na kia, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, giống như bị một con rắn độc tập trung vào. Loại cảm giác này, hắn đã rất lâu không từng cảm nhận được. Hắn cũng không cho rằng Lâu Ngạo Thiên liền kiếm cũng đề lên không nổi, vượt quá bản năng, nhanh chóng hướng cạnh sườn tránh đi. Ô ô giữa thiên địa phát ra một trận kêu to thanh âm, giống như ác quỷ kêu khóc, bén nhọn chói tai. Cùng lúc đó, chu vi quang mang trong nháy mắt biến mất, dường như tiến vào không rừng tận hắc ám. Không chỉ có quang biến mất, liền âm thanh cũng tất cả đều yên lặng. Giữa thiên địa đưa tay không thấy được năm ngón, hắn chính liền hô hấp cũng nghe không được. Thậm chí, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng đình chỉ lưu động, mà lại không cách nào điều động tiên lực. Đây là như thế nào kinh khủng một kiếm? Một kiếm ra, vạn giới tịch diệt. Tiêu Phàm không có suy nghĩ nhiều, lấy tay vung lên, đi ngược dòng màn sáng trong nháy mắt hiển hiện, hóa thành một cái hình cầu, đem nó bao phủ ở bên trong. Phốc, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngực một trận nhói nhói, cả người cảm giác ngạt thở, ngũ giác lục thức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn dường như tự mình đưa thân vào vô tận hắc ám, vĩnh viễn yên lặng. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên lớn hít khẩu khí, ngay sau đó hai mắt một trận nhói nhói, lờ mờ nhìn thấy, một đạo lăng lệ mũi kiếm hiển hiện, cấp tốc hướng phía hắn mi tâm đâm tới. Hắn lúc này mới kinh hãi phát hiện, đi ngược dòng màn sáng, lại bị một kiếm kia xé toang. Phải biết, cái này thế nhưng là liền tạp thứ hai phân thân cũng không cách nào làm được a, tối đa cũng chỉ là phong cấm mà thôi. Không chỉ có như thế, một kiếm kia còn quán xuyên bộ ngực của hắn, to lớn kiếm miệng nhìn thấy mà giật mình. Từ khi đột phá tổ vương cảnh về sau, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên có cảm giác tử vong. Keng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm cầm kiếm ngăn tại trước người, kia mũi kiếm trọng trọng đâm vào Tu La kiếm kiếm thể phía trên, lực lượng khổng lồ chấn động đến Tiêu Phàm tay phải run lên, Tu La kiếm cũng kém chút rời tay bay ra. Thân thể của hắn càng là như là lưu tinh đồng dạng bay ngược mà ra, ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Phốc, hắn liên tiếp phun ra mấy miệng tiên huyết,
miễn cưỡng ổn định thân hình, có chút lung lay sắp đổ. Nơi xa, Lâu Ngạo Thiên một bộ áo trắng như tuyết, chậm rãi cất bước đi tới, nhãn thần lạnh lùng, không có bất cứ tia cảm tình nào. Ta nói, một không xem chừng sẽ chết người đấy. Lâu Ngạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, toàn thân sát khí bắn ra, những nơi đi qua, hư không không ngừng sụp đổ. Tiêu Phàm lung la lung lay đứng dậy, nhìn chăm chú Lâu Ngạo Thiên, luận kiếm nói thời thế hiện nay, xác thực không người có thể ra ngươi chi phải. Hắn không thể không thừa nhận, cho dù hắn hiện tại một lần nữa nhặt lên kiếm đạo, nhưng muốn vượt qua Lâu Ngạo Thiên, không phải nhất thời hồi lâu có thể làm được. Muốn đánh bại Lâu Ngạo Thiên, bằng vào kiếm đạo là không thể nào làm được. Thế nào, muốn làm thật sao? Lâu Ngạo Thiên mỉm cười. Ai, Tiêu Phàm thở dài, nói ta lúc đầu nghĩ đến, mượn lực của ngươi, để cho ta có chỗ đột phá, hiện tại xem ra, cái này hy vọng muốn vỡ vụn. Đem ngươi tất cả thủ đoạn cũng thi triển đi ra, nếu không, ngươi sẽ chết. Lâu Ngạo Thiên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là cái cuối cùng chết chữ, lại như là hồng lữ chuông lớn, chấn động đến thương khung run rẩy dữ dội. Tạm thời hẳn là không chết được, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lập tức vận chuyển lục đạo luân hồi tiên kinh, thể nội vô tận chiến máu bắt đầu sôi trào. Oanh, cuồng bạo khí tức từ trên thân Tiêu Phàm bạo tán mà ra, thương khung sụp đổ, thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mà lại khí tức không ngừng kéo lên, hai cái hô hấp thời gian liền đạt đến đỉnh phong. Dường như vừa rồi thụ thương căn bản cũng không phải là hắn, mà là có khác người khác. Lâu Ngạo Thiên thấy thế, hai mắt khẽ híp một cái, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, trở nên không gì sánh được hưng phấn. Hô, đột nhiên, Lâu Ngạo Thiên một tiếng nổ uống, hắn thân ảnh bỗng lóe lên, bên người trong nháy mắt có thêm 5 thân ảnh, mỗi người khí tức cũng cùng hắn như đúc đồng dạng. Không chỉ có như thế, hắn kiếm trong tay cũng không có khác nhau chút nào. Duy nhất có thể phân khu bọn hắn, chỉ có trên người bọn họ tán phát nhàn nhạt huỳnh quang, nhan sắc có rất lớn kinh ngạc. Yêu chi đạo, trong đó kia toàn thân tỏa ra màu xám huỳnh quang thân ảnh khẽ nói một tiếng, đột nhiên đạp không mà lên, cả người cùng kiếm trong tay trong nháy mắt hòa làm một thể. Ở sau lưng hắn, hiện lên một mảnh cổ lão vũ trụ, vạn yêu cuồng vũ, kinh khủng đến cực điểm. Một kiếm kia, dường như mang theo vạn yêu chi uy, hướng phía hắn oanh sát mà tới. Chương 5343 thắng bại xúc sinh đạo luân hồi chi lực. Tiêu Phàm cảm nhận được kia thân ảnh màu xám tán phát khí tức, con người bỗng nhiên co rút lại một cái. Hắn ánh mắt xéo qua lườm cái khác 5 thân ảnh một cái, lúc này mới ý thức được, 5 thân ảnh tán phát khí tức, rõ ràng chính là lục đạo luân hồi chi lực mặt khác 5 đạo A. Lâu Ngạo Thiên nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực, khó trách hắn có được giết chết tổ vương cảnh thủ đoạn. Tiêu Phàm biết rõ, Lâu Ngạo Thiên loại thủ đoạn này, đã siêu việt kiếm đạo. Đừng nói kiếm đạo của hắn vốn cũng không như Lâu Ngạo Thiên, chính là kiếm đạo so ra mà vượt hắn, thế nhưng không cách nào ngăn cản ẩn chứa xúc sinh đạo luân hồi chi lực. Thở sâu, Tiêu Phàm không tránh không lùi, thần sắc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Lâu Ngạo Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm đứng tại chỗ một hơi một tí, không khỏi nhíu mày. Tiêu Phàm đây là từ bỏ phản kháng, không có khả năng, lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải một cái cam chịu người. Thế nhưng là, hắn không tin, Tiêu Phàm có thể ngăn lại tự mình một kiếm này. Trừ phi Tiêu Phàm còn có cái khác không muốn người biết át chủ bài. Đang lúc hắn trầm tư thời khắc, Tiêu Phàm trước người, đột nhiên tỏa ra từng đạo sắc thái rực rỡ hào quang, ngưng tụ thành một bộ huyền ảo không gì sánh được trận đồ. Trận đồ không ngừng khuếch trương, hướng phía thiên địa bốn phương lan tràn. Phốc, kiếm mang màu xám bỗng nhiên quán xuyên trận đồ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Lâu Ngạo Thiên lông mày càng phát ra khóa chặt, hắn biết rõ Tiêu Phàm có át chủ bài, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy thất bại. Nhưng bây giờ, lá bài tẩy của hắn vậy mà dễ dàng như vậy liền bị tự mình cho phá, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin. Nhưng mà sau một khắc, những Lâu Ngạo Thiên không gì sánh được kinh hãi sự tình phát sinh. Cái gặp xuyên thấu trận đồ kiếm mang màu xám, tại ở gần Tiêu Phàm 3 thước bên ngoài đột nhiên tốc độ đại giảm, lập tức đâm vào tu la kiếm phía trên. Keng một tiếng, màu xám kiếm quang bay ngược mà quay về, cuối cùng hóa thành màu xám quang điểm biến mất tại giữa thiên địa. Đây là thủ đoạn gì? Trận đồ này rõ ràng rất yếu a, đối với hắn một kiếm này căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể sự thật hoàn toàn tương phản,
Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay đỡ được hắn một kiếm này. Ác quỷ chi đạo, giết! Lâu Ngạo Thiên không cam lòng, lần nữa quát mắng một tiếng, trong đó một thân ảnh trong nháy mắt bị tử sắc ăn mòn, tử hoa tuyệt thế. Trong chớp mắt, một đạo tử sắc kiếm quang thành hình. Tại hắn cách đó không xa, một mảnh màu tím đen thế giới xuất hiện, trong đó vô tận ác quỷ hiển hiện, dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát, kia khí tức cũng làm người ta toàn thân phát lạnh. Lục đạo luân hồi thế giới. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm kia tràn ngập vô tận ác quỷ thế giới, trong lòng khó mà bình tĩnh. Lâu Ngạo Thiên cường đại, lần nữa vượt quá hắn tưởng tượng. Tử sắc kiếm hoa xé rách thương khung, tinh không đại loạn, tản ra hùng vĩ khí thế, chí cao vô thượng. Tiêu Phàm cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, mặc cho một kiếm kia đứng tại trận đồ màn sáng phía trên. Tại đi qua trận đồ màn sáng một sát na kia, mặc dù kiếm mang màu tím tốc độ uy thế không thấy, nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được, nó phía trên ác quỷ nói luân hồi chi lực đã biến mất. Tiêu Phàm cong ngón búng ra, kia tử sắc kiếm hoa như là thực thể, bay ngược mà ra, lần nữa tại hư không nổ tung. Lâu Ngạo Thiên hai mắt nhắm lại, cẩn thận quan sát trận đồ màn sáng. Người vậy mà cũng nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực. Lâu Ngạo Thiên kinh dị không gì sánh được. Hắn không chỉ có nhìn ra điểm này, hơn nữa còn đã nhìn ra, Tiêu Phàm đối lục đạo luân hồi chi lực lĩnh ngộ, ở xa trên hắn. Liền giống với một đứa bé cùng trưởng thành chênh lệch, không là bình thường lớn. Cũng vậy, Tiêu Phàm đáp lại, giờ phút này hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Muốn chiến thắng Lâu Ngạo Thiên, nhất định phải toàn lực ứng phó. Dù là bại lộ lục đạo luân hồi tiên kinh, hắn cũng không thể không chọn lựa như vậy. Bởi vì một khi thất bại, hắn thực sự sẽ chết. Hắn không nghĩ tới giết Lâu Ngạo Thiên, nhưng Lâu Ngạo Thiên giờ phút này tán phát khí tức cùng biểu hiện ra thần sắc, thật giống như một người xa lạ, nhưng hắn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Nếu không, Lâu Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Lại đến, Lâu Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cả người phóng lên tận trời. Cuồng bạo khí tức giống hệt đại dương mênh mông bộc phát, quát lớn thanh âm chấn liệt thiên địa. Cùng lúc đó, mặt khác ba đạo thân ảnh cũng động. Tại kỳ trùng giết thời khắc, hư không lại nhiều hai thân ảnh, đúng là hắn vừa rồi chém giết kia hai đạo. Sáu thân ảnh hợp lực, thế nhưng là hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực, uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lục đạo luân hồi tiên kinh trận văn có lẽ có thể xóa đi trên người bọn họ lục đạo luân hồi chi lực. Nhưng Lâu Ngạo Thiên bản thể xuất thủ, tiên văn trận đồ chưa hẳn ngăn cản được. Giết, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, triệt hồi lục đạo luân hồi tiên kinh trận đồ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu đạo ma ảnh hiển hiện, mỗi một cái cũng tản ra hoảng sợ chi uy. Sáu đạo ma ảnh liên thủ, thực lực hoàn toàn không thua hắn. Có lẽ đơn đả độc đấu không bằng Lâu Ngạo Thiên lục đạo kiếm thể, nhưng là, sáu đạo ma ảnh nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực. Chất lượng trên hoàn toàn không phải Lâu Ngạo Thiên có thể so sánh. Lục đạo chi kiếm, chém. Lâu Ngạo Thiên hét dài một tiếng, kia năm thân ảnh lần nữa cùng hắn dung hợp duy nhất, nhưng hắn khí thế nhảy lên tới cực điểm, có thể so với Hồng Mông Tiên Vương. Tiêu Phàm không cam lòng yếu thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu đạo ma ảnh cũng đồng thời dung hợp làm một, hóa thành một cái mười trượng cự nhân, cầm trong tay lục đạo luân hồi chi lực ngưng tụ thần kiếm, hung hăng nộ trảm mà ra. Một thoáng thời gian, thiên địa biến sắc, vũ trụ sụp đổ. Đáng sợ khí tức, nhưng chư thiên dung chuyển, vạn giới hiển hiện. Oanh, kinh khủng va chạm quét sạch mà ra, bọn hắn mở thế giới sụp đổ, thần uy minh mông cuồn cuộn, giống như một mảnh tiên lực đại dương minh mông vỗ bờ, đánh rách tả tơi cửu thiên. Lục đạo luân hồi chi lực cuồng bạo tới cực điểm, chôn vùi hết thảy. Xa xa nhìn lại, giữa thiên địa chỉ có một cái minh mông vòng xoáy, vĩnh hằng bất diệt. Không biết qua bao lâu, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, sáu đạo vòng xoáy chậm rãi biến mất. Thiên kiếm thần cung trên quảng trường, hai thân ảnh xa xa đối lập. Bọn hắn dường như vẫn đứng ở chỗ này, chưa hề động đậy. Nhưng vừa rồi cuộc chiến đấu kia, nhưng lại chân thực phát sinh. Tiêu Phàm đứng chắp tay, trầm mặc không nói, nhàn nhạt nhìn xem đối diện Lâu Ngạo Thiên. Ngươi thắng, Lâu Ngạo Thiên thần sắc cô đơn, thở sâu. Hiển nhiên hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận kết quả này. Tiêu Phàm vẫn như cũ không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lâu Ngạo Thiên, hắn luôn cảm giác, Lâu Ngạo Thiên cùng lúc trước hắn có chút khác biệt. Bất quá, ta cũng không có thua. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thân thể của hắn quỷ dị biến hóa.
Tiêu Phàm nhãn thần kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâu Ngạo Thiên, cái gặp Lâu Ngạo Thiên thân thể đột nhiên bắt đầu hóa đá, hai chân đã cùng mặt đất hòa làm một thể. Lâu huynh, ngươi, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Lâu Ngạo Thiên hai bước bên ngoài. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi có thể đánh bại ta, để cho ta minh bạch, của ta kiếm đạo, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Lâu Ngạo Thiên không có giải thích cái gì, mà là từ đáy lòng cảm tạ. Tiêu Phàm cau mày, vội vàng nói, ngươi đây là vì sao? Ta như thế nào mới có thể cứu ngươi? Hắn mặc dù may mắn chiến thắng Lâu Ngạo Thiên, nhưng cũng không có nửa phần mừng rỡ, nhất là tại nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện biến hóa, càng là không gì sánh được lo lắng. Ngươi đã cứu ta. Lâu Ngạo Thiên trên mặt nụ cười, chẳng biết tại sao nói một câu nói, ngươi để cho ta cảm nhận được, một con người thực sự cảm giác. Có ý tứ gì? Tiêu Phàm một thời gian có chút không minh bạch, lớn tiếng hỏi. Tân sinh, vô song Lâu Ngạo Thiên trên mặt lấy nụ cười, cũng không giải thích. Tiêu Phàm trơ mắt nhìn xem Lâu Ngạo Thiên thân thể chậm rãi hóa đá, dù là hắn thôi động lục đạo luân hồi chi lực, cũng không cách nào ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp. Hắn mặc dù một mực chờ mong đánh với Lâu Ngạo Thiên một trận, muốn quang minh chính đại đánh bại hắn, nhưng là từ chưa nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến dạng này tình trạng. Bỏ mặc là Lâu Ngạo Thiên thực lực, hay là hắn làm người, Tiêu Phàm cũng 10 điểm thưởng thức. Nhất là tại bây giờ chư thiên đại biến sắp đến, Lâu Ngạo Thiên càng là một đại chiến lực, hắn tin tưởng, có Lâu Ngạo Thiên gia nhập, vạn tộc một phương lại có thể nhiều một phần chiến lực. Chỉ là, trước mắt Lâu Ngạo Thiên thân thể hóa đá, hắn lại không thể thế nhưng. Cái này thế nhưng là tương đương với, vạn tộc thiếu một đại đỉnh cấp chiến lực A. Tiêu Phàm, người đi đi, Lâu Ngạo Thiên thần sắc bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Ta như thế nào mới có thể cứu ngươi? Tiêu Phàm cắn răng nói, hắn lại như thế nào có thể thấy chết không cứu? Nếu như không phải mình đánh bại hắn, kia hắn có phải hay không cũng không cần chết rồi. Yên tâm, ta còn không muốn chết. Lâu Ngạo Thiên cười lắc đầu, ta còn chờ mong cùng ngươi kể vai chiến đấu đây cái gì? Tiêu Phàm còn tưởng rằng tự mình nghe lầm. Giờ phút này, Lâu Ngạo Thiên thân thể đã hóa đá, chậm rãi kéo dài đến cổ. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâu Ngạo Thiên vậy mà nói muốn cùng tự mình kề vai chiến đấu. Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên sẽ không thật chết đi? Không biết, Vô Tận Thần Phủ còn muốn hay không người? Lâu Ngạo Thiên lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm ngốc trệ tại kia, có chút thất thần. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Lâu Ngạo Thiên đầu cũng đã hóa đá, triệt để trở thành một cái thạch nhân. Đương nhiên, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, xem như trả lời Lâu Ngạo Thiên lời nói mới rồi. Hồng hộc, vừa dứt lời, Lâu Ngạo Thiên hóa đá thân thể chỗ, bỗng nhộn nhạo vô cùng vô tận kiếm khí, bầu trời trong nháy mắt bị xé nứt, hỗn độn chi lực cuồn cuộn. Tiêu Phàm trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết máu, nhưng hắn nhưng căn bản không có để ý, mà là nhìn chằm chằm Lâu Ngạo Thiên. Lâu Ngạo Thiên thời khắc này dị dạng, nhưng hắn kinh dị không gì sánh được, một thời gian hoàn toàn không thấy minh bạch có ý tứ gì. Lúc này, lấy Lâu Ngạo Thiên làm trung tâm, tạo thành một cái mênh mông kiếm đạo vòng xoáy, thôn vệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Tiêu Phàm đứng ở đằng xa, cũng cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp. Đột nhiên, Tiêu Phàm trừng lớn lấy Lâu Ngạo Thiên, đầy mắt chấn kinh. Cái gặp đã triệt để hóa đá Lâu Ngạo Thiên, đột nhiên mặt ngoài da đá bắt đầu chậm rãi bong ra từng màng, như là trang giấy bị thiêu đốt thành cho tàn, phiêu tán bốn phương. Một tầng non nớt như là giống như trẻ nít da thịt hiển lộ mà ra, giống như tân sinh. Cái này, Tiêu Phàm sợ ngây người hai mắt, một mặt vẻ khó tin. Là da đá triệt để tiêu tán, Lâu Ngạo Thiên đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Thiếu niên tóc trắng mày trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, kia non nớt khuôn mặt lại là không có chút nào vì sao. Tiêu Phàm vừa định mở miệng, thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, đây là một đôi tinh khiết đến không có chút nào tạp chất con mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại là tràn đầy cảm kích. Nhất làm cho hắn kinh ngạc là, Lâu Ngạo Thiên trên thân vậy mà không có bất luận cái gì tu giả khí tức, nghiễm nhiên chính là một người bình thường. Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, có chút không dám nhận nhau. Đây quả thật là Lâu Ngạo Thiên sao? Lâu Ngạo Thiên một mặt buồn sắc, nói, nhận thức lại một cái, vô song. Vô song, Tiêu Phàm không hiểu, nhưng hắn xác định, đây chính là Lâu Ngạo Thiên giọng nói. Thế nhưng là hắn không dám xác định,
trước mắt vô song, cùng hắn chỗ nhận biết Lâu Ngạo Thiên là quan hệ như thế nào. Đây mới là tên của ta. Lâu Ngạo Thiên gật đầu, không, chuẩn xác mà nói, hắn gọi vô song. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn đang chờ đợi lấy vô song giải thích. Lâu Ngạo Thiên trầm ngâm mấy tức, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Kiếm Thần Cung nói, ngươi không ngại ta kể cho ngươi cái cố sự a? Tiêu Phàm gật đầu. Lâu Ngạo Thiên ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tưởng nhớ, dường như nói mê nói, thái cổ thời đại, vạn giới đại kiếp, một cái kiếm đạo cường giả đối kháng vạn giới đại địch, cuối cùng hy sinh bản thân, cứu vạn giới tu sĩ. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, dường như nghĩ tới điều gì, bất quá hắn không có quấy rầy, nghiêm túc lắng nghe. Kiếm đạo cường giả vẫn lạc thời khắc, nghĩ đến hắn đã từng cùng kiếm linh mở một lần trò đùa, nếu là kiếm linh có thể lựa chọn, phải chăng nghĩ trở thành một người. Lâu Ngạo Thiên dường như lâm vào xa xôi hồi ức, kiếm linh lúc ấy chỉ là đem cái này xem như một trò đùa, trả lời hắn chủ nhân, nếu là có thể, ta muốn nếm thử trở thành một người. Kiếm đạo cường giả biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, trước khi chết, hắn nhưng như cũng nghĩ đến cho vì hắn chinh chiến cả đời kiếm một lần sinh mệnh. Bởi vậy, hắn đem suốt đời lực lượng, còn có hắn tất cả tinh khí thần, toàn bộ rót vào thần kiếm bên trong. Kiếm linh hữu tình, vốn định cùng hắn cùng nhau vẫn lạc, tự hành vỡ nát kiếm thể, có thể hắn cuối cùng chỉ là kiếm linh, cuối cùng bị hắn chủ nhân ngăn lại. Nghe đến đó, Tiêu Phàm trong lòng có chút trầm xuống. Hắn trong tay Tu La kiếm không ngừng rung động, dường như là tại đáp lại Tiêu Phàm. Là kiếm linh tỉnh lại thời khắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình thật trở thành một người, mà lại, kia tàn phá kiếm thể ở trong cơ thể hắn ngủ say. Nói đến đây, Lâu Ngạo Thiên hai mắt đỏ bừng, giọng nói có chút nghẹn ngào, kiếm linh lần thứ nhất cảm nhận được làm người tư vị, nhưng hắn cũng không vui vẻ. Bởi vì, hắn muốn phục sinh hắn chủ nhân. Vì thế, hắn ngày đêm tu luyện, đi khắp đã từng hắn cùng chủ nhân đi qua địa phương, tìm kiếm lấy phục sinh chủ nhân biện pháp. Trời không phụ người có lòng, hắn rốt cuộc tìm được một cái biện pháp. Cái gì biện pháp, Tiêu Phàm nhìn không được vấn đáp, hắn phát hiện sự tình cùng hắn ban đầu suy nghĩ có chút khác biệt. Vô song nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói, trước đây hắn chủ nhân đem tất cả tinh khí thần lưu tại kiếm thể bên trong, vì phòng ngừa kiếm linh chết theo, dùng sau cùng tinh khí thần lưu lại một đạo phong ấn. Theo thực lực của hắn mạnh lên, hắn đã có được phá vỡ đạo phong ấn kia thực lực. Nhưng là, hắn cũng không có làm như thế, bởi vì kiếm linh biết rõ, nếu là chính hắn phá vỡ đạo phong ấn kia, hắn chủ nhân tinh khí thần cũng liền tiêu tán. Muốn phục sinh hắn chủ nhân, liền rốt cuộc không có cơ hội. Cho nên, mặc dù hắn nhất định phải phá vỡ đạo phong ấn này, nhưng không thể tự kiềm chế động thủ, bởi vì hắn nhất định phải toàn lực bảo vệ hắn chủ nhân tinh khí thần, bởi vậy chỉ có thể mượn dùng người khác chi lực. Có lẽ còn có cái khác biện pháp, hắn kỳ thật có thể không cần hy sinh chính mình. Tiêu Phàm ngưng thanh nói. Đúng vậy a, ai bảo hắn ngốc đây. Vô song thở dài, cười khổ nói, hắn lo lắng chủ nhân tinh khí thần sẽ tiêu tán, cho nên một mực dùng tự mình tâm huyết nuôi nấng, hắn chủ nhân tinh khí thần ngược lại là càng ngày càng hùng hậu. Nhưng là, đồng thời đạo phong ấn kia cũng càng ngày càng mạnh, cường đại đến dù là Hồng Mông Tiên Vương cũng không cách nào phá mở. Thẳng đến hắn sắp đột phá Hồng Mông Tiên Vương, mới phát hiện, tự mình ngay từ đầu liền sai, cái này căn bản là một cái tử cục. Mà bây giờ một khi đột phá Hồng Mông Tiên Vương, cái kia phong ấn liền sẽ tự hành tán loạn, hắn chủ nhân cũng sẽ bởi vậy tiêu vong. Cho nên, hắn tìm được ta. Tiêu Phàm ngữ khí trầm trọng, trong lòng mọi loại cảm giác khó chịu. Trở về vô song gật đầu, trong hốc mắt đã sương mù mông lung. Thực lực của ngươi rất mạnh, không để cho hắn thất vọng. Vô song thở sâu, nói, ngươi chiến thắng hắn, là ngươi thắng, mà hắn lại đạt đến mục đích của mình. Cho nên hắn cũng không có thua. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, mà là nhìn chằm chằm vô song. Hắn như thế nào còn không minh bạch, trước mắt vô song, căn bản cũng không phải là cái gì vô song, mà là cái kia trong truyền thuyết người. Chỉ là thế nhân cũng cho là hắn chết rồi, mà lại không cách nào phục sinh, lại là không nghĩ tới hắn sẽ lấy loại phương thức này trùng sinh. Người hẳn là đem hắn kia phần sống sót, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn không phải là không có hoài nghi tới vô song, đây có lẽ là chính hắn bày ra một cái bẫy, chỉ vì mình có thể mượn thể trọng sinh. Nhưng là, đây là Lâu Ngạo Thiên tự nguyện, cho nên hắn tìm không thấy trách tội vô song lý do. Mà lại, vô song thời khắc này tình tự hoàn toàn không giả, không có bất luận cái gì tu vi hắn,
là không thể nào giấu giếm được Tiêu Phàm. Tên của hắn, vốn là gọi là Vô Song. Vô Song mở ra thủ trưởng, một thanh thanh sắc cổ kiếm trống rỗng xuất hiện. Cổ kiếm nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng Tiêu Phàm lại cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp túc sát chi khí. Dù là Tu La kiếm, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Chỉ là, cổ kiếm kiếm thể lại là hiện đầy vết rạn, dường như bất cứ lúc nào đều có thể vỡ nát. Hắn không phải gọi Thái A sao? Tiêu Phàm hỏi. Thái A, Vô Song lắc đầu, kia chỉ là thế nhân cho hắn xưng hô mà thôi, tên của hắn gọi Vô Song, là một thanh Vô Song chi kiếm. Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, hy vọng ngươi hảo hảo thiện đãi hắn. Vô Song không có trả lời, mà là quay người hướng phía Thiên Kiếm Thần Cung đi đến. Khi hắn tới gần Thiên Kiếm Thần Cung đại điện thời khắc, nguyên bản cửa lớn đóng chặt ầm vang mở ra, một cỗ cổ lão tang thương khí tức quét sạch mà ra. Vô Song đi trên bậc thang, đi đến đại điện cửa ra vào, lại đột nhiên ngừng lại thân hình, lát nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn lại là không biết rõ, mặc dù hắn nghĩ đến bảo hộ ta tàn linh, nhưng khi hắn phá vỡ phong ấn thời khắc, ta vẫn như cũ sẽ tiêu tán. Vô Song đột nhiên mỉm cười. Tiêu Phàm nghe vậy, toàn thân chấn động. Một cái người đã chết, không cần thiết nhường người sống chịu tội, hắn trưởng thành, biết rõ như thế nào thiện đãi chính mình. Một đạo kéo dài thanh âm tại hư không quanh quẩn. Oanh, đại điện cánh cửa bỗng nhiên đóng lại, Tiêu Phàm lại là đứng tại chỗ thất thần, nội tâm chấn động không gì sánh nổi, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Kiếm chủ tiền bối, đột nhiên, Tiêu Phàm quát to một tiếng, khi hắn nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện Thiên Kiếm Thần Cung đại điện đã triệt để đóng lại, hoàn toàn mất đi Vô Song bóng dáng. Hắn đi vào đại điện cửa ra vào, lại bị một cỗ vô thượng vĩ lực cho đánh bay ra ngoài. Không tệ, Tiêu Phàm đã đoán được, cái kia chuyện xưa chủ nhân, cũng chính là cái kia kiếm đạo cường giả, không phải người khác, chính là thái cổ thời đại lục đại chí cường một trong kiếm chủ. Mà Lâu Ngạo Thiên, thì là hắn đã từng sử dụng chuôi kiếm này, Thái A cổ kiếm. Không, chuẩn xác mà nói, phải gọi Vô Song chi kiếm. Nguyên bản Tiêu Phàm còn hoài nghi, kiếm chủ cố ý bày ra ván cờ này, mượn Vô Song lực lượng trùng sinh. Nhưng là nếu quả thật như kiếm chủ vừa rồi lời nói, vậy mình thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kiếm chủ chưa hề nghĩ tới trùng sinh, hắn sở dĩ bày ra đạo phong ấn này, chỉ là cho Vô Song hy vọng. Lấy hắn đối Vô Song hiểu rõ, nếu là hắn thật đã chết rồi, Vô Song đoán chừng cũng không sẽ sống xuống dưới. Mà bây giờ, hắn mục đích đạt đến, đó chính là nhường Vô Song chân chính trưởng thành. Vô Song đã là Hỗn Nguyên Tiên Vương, Hồng Mông Tiên Vương đang nhìn, kiếm chủ tàn hồn đã không có tồn tại đi xuống ý nghĩa. Tiêu Phàm thở sâu, hướng về phía Thiên Kiếm Thần Cung đại điện làm một lễ thật sâu. Đôi này chủ tớ tình nghĩa, Tiêu Phàm trong lòng còn có kính sợ. Hai người cũng có tình có nghĩa, một cái muốn cho một cái khác sống sót, mà đổi thành một cái thì muốn cho hắn phục sinh, nếu là đổi lại những người khác, không lẫn nhau tính toán liền đã không tệ. Tiêu Phàm đi đến dọc theo quảng trường, nhìn về phía dưới bậc thang, ánh mắt xuống trên người Diệp Khuynh Thành. Hắn biết rõ, kiếm này dai, hẳn là kiếm chủ dùng để ma luyện Vô Song. Bây giờ Diệp Khuynh Thành cũng coi là đạt được lớn lao cơ duyên. Nếu là khả năng đủ thành công bước lên trăm cấp bậc thang, tất nhiên sẽ không dừng bước tại Hỗn Nguyên Tiên Vương. Đồng dạng, hắn Tiêu Phàm cũng không phải không thu hoạch được gì. Đánh với Lâu Ngạo Thiên một trận, hắn lĩnh ngộ rất nhiều, không chỉ có vững chắc tu vi, liền liền bản nguyên đại đạo cũng không ngừng tăng trưởng, đã nhanh tới gần 9.000 mét cửa ải lớn. Phải biết, hắn vừa mới đột phá bản nguyên đại đạo không bao lâu. Bây giờ, đã có thể giã vọng Hồng Mông Tiên Vương. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm cũng không hiểu mong đợi. Hô, đang lúc Tiêu Phàm thất thần thời khắc, trên quảng trường, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái thông thiên đại trụ. Người trước ly khai, đến lúc đó ta sẽ tiễn hắn đi. Tang thương thanh âm từ Thiên Kiếm Thần Cung bên trong truyền đến. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được Vô Song trong lời nói mỏi mệt. Cái này ngắn thời gian ngắn bên trong, hắn dường như già nua rất nhiều. Mặc dù hắn không biết rõ Thiên Kiếm Thần Cung bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn có thể đoán được, lần sau gặp được Vô Song, có lẽ hắn đã là Hồng Mông Tiên Vương. Tiêu Phàm hướng về phía Thiên Kiếm Thần Cung làm một lễ thật sâu, kiếm chủ làm người, đáng giá hắn kính nể. Thở sâu,
Tiêu Phàm một bước bước vào kiếm đạo cột sáng bên trong. Thời không giới hải phía trên. Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân thời không thôn thiên kình, ánh mắt phức tạp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, kiếm chủ lại đem thiên kiếm thần cung thiết trí tại trong cơ thể của nó, khó trách thiên kiếm thần cung sụp đổ về sau, thế nhân cũng không biết hắn truyền thừa tung tích. Tiêu Phàm không có tiếp tục xuất thủ, lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là toàn lực ứng phó, giết thời không thôn thiên kình không khó. Trầm ngâm một lát, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Lão đại, vừa tới đến thời không giới hải biên giới, một thanh âm vang lên, cái gặp thí thần bay vụt mà tới. Thí thần, người còn chưa đi, Tiêu Phàm kinh ngạc. Lão đại, nhóm chúng ta mau trở lại tiên ma giới, tạp thứ hai phân thân hướng tiên ma giới chuyển vận đại lượng khư tộc, tiên ma giới bây giờ rất nguy hiểm. Thí thần không gì sánh được vội vàng nói. Hắn tại nơi này chờ lấy Tiêu Phàm, không hề nghi ngờ 10 điểm dày vò. Nhưng là hắn lại biết rõ, lấy thực lực của hắn, cho dù trở lại tiên ma giới, tác dụng cũng không lớn. Chỉ có các loại Tiêu Phàm trở về. Chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa nói. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, lôi kéo thí thần cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Sau một nén nhang, tiên ma giới tà thần cổ vực, một đạo quang mang lóe lên, Tiêu Phàm cùng thí thần đồng thời xuất hiện. Oanh, từng tiếng kinh thiên nổ vang từ trên trời tế truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, mảng lớn tinh thần sụp đổ, vô tận tiên quang bành trướng, che mất vô tận tinh hà. Dù là cách nhau rất xa ngắn cự ly, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm nhận được mấy cỗ kinh khủng khí thế tại quấn giao. Bất quá, hắn ánh mắt rất nhanh bị vô tận thần sơn phương hướng hấp dẫn. Nơi đó, đồng dạng hỗn độn chi khí bành trướng, ánh lửa ngút trời, thiên địa một mảnh hỗn độn, thảm liệt tới cực điểm. Thậm chí lờ mờ có thể nghe được vô tận kêu rên thanh âm. Tiêu Phàm ánh mắt âm trầm tới cực điểm, sắc mặt giống như băng xương. Muốn chết, Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng, bỗng nhiên hướng phía vô tận thần phủ phương hướng bay đi. Tự mình quê quán đều sắp bị người cho bưng, cái này khiến hắn làm sao không nộ. Hiện tại, hắn đã không suy nghĩ nữa ẩn giấu thực lực sự tình. Hắn hiện tại, chỉ muốn giết thống khoái. Cường đại đệ nhất phân thân, thượng lão đại, cái này. Thí thần đi theo Tiêu Phàm đến vô tận thần phủ, khi hắn nhìn thấy xa xa chiến trường lúc, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Vô tận thần sơn bên trên, mấy đạo thân ảnh ngay tại kịch liệt va chạm, chiến trời đất mù mịt, hỗn độn chi khí mãnh liệt. Nhưng thí thần vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, hỗn độn khí trong biển thân ảnh. Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tà Vũ bọn người tất cả đều xuất hiện. Mà lại, mỗi người bọn họ đều đã bước vào tiên vương cảnh. Nhưng mà, đó cũng không phải thí thần khiếp sợ địa phương, có cường địch xâm phạm, Diệp Thi Vũ bọn hắn đối chiến địch đến, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là, cùng bọn hắn đối chiến người, vậy mà cùng bọn hắn như đúc đồng dạng. Một thời gian, thí thần căn bản không phân biệt được, đến cùng ai thiệt ai giả. Khư tộc, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, cầm trong tay tu la kiếm không chút do dự liền xông ra ngoài. Một tiếng ầm vang, long trời lở đất, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách, hóa thành đầy trời hắc vụ. Một cái vòng xoáy khổng lồ hiển hiện, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú miệng rộng, một ngụm liền đem kia đầy trời hắc vụ nuốt cái không còn một mảnh. Phu quân, lão tam, Diệp Thi Vũ bọn người nhìn thấy Tiêu Phàm, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiêu Phàm cùng khác một thân ảnh trên thân bồi hồi. Đạo thân ảnh kia, cũng là Tiêu Phàm bộ dáng. Giờ phút này đang bị ba cái khư tộc hỗn nguyên tiên vương vây công. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế, Tiêu Phàm mang theo thí thần mấy người tiến vào tiên cấm kiếp địa, cũng chưa từng nói cho bọn hắn. Bọn hắn một mực thanh kiếm hồng trần trở thành Tiêu Phàm. Tại bọn hắn xem ra, Tiêu Phàm đối chiến ba cái hỗn nguyên tiên vương, đã đầy đủ biến thái. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tiêu Phàm bản thể xuất hiện, mà lại một cái liền đánh chết mấy cái tiên vương cảnh địch nhân. Trong bọn họ tâm nhận lấy rất lớn xung kích. Tiêu Phàm không có làm nhiều giải thích, một tay dẫn theo tu la kiếm vượt ngang hư không, tu la kiếm mỗi một lần chém ra, liền sẽ có một cái khư tộc cường giả vẫn lạc. Một màn này, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng rung động không thôi. Cái này thế nhưng là tiên vương cảnh A, danh xưng bất tử bất diệt. Nhưng tại Tiêu Phàm trước mặt, lại như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản, đầu kia thiết luật triệt để bị Tiêu Phàm dẫm nát. Không biết đến, còn tưởng rằng tự mình bị hoa mắt. Tiêu Phàm như là một tôn cái thế thần ma, những nơi đi qua, kêu thảm liên miên kêu rên.
vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, chết tại hắn trong tay Khư tộc cường giả đếm không hết. Là Tiêu Phàm xông vào kiếm hồng trần chỗ chiến trường, nghiền sát một cái hỗn nguyên tiên vương cảnh Khư tộc về sau, Khư tộc tất cả mọi người rốt cục sợ hãi. Đi, một tiếng nổ uống vang vọng thương khung, tất cả Khư tộc tất cả đều hướng phía trời cao bên ngoài kích xạ mà đi. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện, giống như sói lạc bầy dê, Khư tộc cường giả từng mảnh ngã xuống, đầy trời hắc vụ cuồn cuộn. Không đợi bọn hắn khôi phục, liền bị từng cái vòng xoáy thôn vệ không còn một mảnh. Thẳng đến đuổi tới tinh vực bên ngoài, Tiêu Phàm lúc này mới ngừng lại thân hình, lạnh lùng nhìn vũ trụ chỗ sâu. Nơi đó, truyền đến từng đợt hủy thiên diệt địa ba động, không cần nghĩ cũng biết rõ, đây mới thực sự là chiến trường, bất phàm hỗn nguyên tiên vương cùng hồng mông tiên vương. Tiêu Phàm híp hai mắt, trên thân sát khí mãnh liệt. Phu quân, Diệp Thi Vũ bọn hắn đuổi theo, nhìn thấy Tiêu Phàm hoàn hảo không chút tổn hại, đám người thở dài một hơi. Chỉ là, bọn hắn nghĩ không hiểu. Tiêu Phàm đã có thực lực như vậy, vì sao trước đó có chỗ giữ lại, lấy về phần vô tận thần phủ tử thương thảm trọng. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, mấy đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại trước người hắn, chính là Vạn Nguyên Huyễn Thú cùng Hỗn Độn Tổ Vương mấy người. Các ngươi đến bảo hộ vô tận thần phủ, Tiêu Phàm giọng nói không cho phủ định. Vâng, mấy người cung kính đáp, không ai dám ngỗ nghịch Tiêu Phàm quyết định. Thi Vũ, chuyện nơi đây tạm thời giao cho ngươi, nghi ngờ của các ngươi, thí thần sẽ hướng các ngươi giải thích. Tiêu Phàm nhu hòa cười một tiếng, lập tức lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Diệp Thi Vũ. Đây là, Diệp Thi Vũ không biết vì sao, vừa ý niệm nhìn lướt qua trong túi càn khôn đồ vật, lại là kinh ngạc không thôi. Kia bàng bạc năng lượng, nhưng nàng toàn thân lỗ chân lông thư sướng. Ta đi trước, Tiêu Phàm không có giải thích, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Thật lâu, đám người lúc này mới theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần, vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, đám người coi là mộng ảo một trận. Thí thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thi Vũ nhịn không được hỏi, những người khác ánh mắt cũng tất cả đều rơi xuống thí thần trên thân. Thí thần đắng chát cười một tiếng, nói trước đó, lão đại giấu giếm mọi người, mang theo nhóm chúng ta, tiến về tiên cấm kiếp địa. Cái gì? Đám người toàn thân chấn động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đang lúc thí thần hướng Diệp Thi Vũ bọn người giải thích thời khắc, Tiêu Phàm đã đi tới vũ trụ chỗ sâu. Kia hủy thiên diệt địa trung tâm năng lượng, cách hắn càng ngày càng gần. Hắn đã lờ mờ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh, toàn thân nhuốm máu, cùng nhau vây giết một người, nhưng như cũ chật vật không thôi. Ha ha, một bầy kiến hôi, cũng dám khiêu khích bản tiên, cũng đi chết đi. Sau một lát, gầm lên giận dữ truyền vào Tiêu Phàm trong tai, thanh âm này có chút mấy tức. Một tấm đã lâu khuôn mặt hiện lên ở đầu óc hắn. Tạp, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi. Theo thanh âm kia rơi xuống, một đạo hào quang rừng rực theo vũ trụ chỗ sâu nở rộ, như là ức vạn kiếm quang, xuyên qua bát hoang lục hợp, vũ trụ cũng tại kịch liệt run rẩy. Mấy đạo thân ảnh bay ngược mà ra, thân thể bị kiếm quang xuyên qua, trạng thái kém đến cực điểm. Theo cự ly tới gần, Tiêu Phàm rốt cục thấy rõ kia mấy trương khuôn mặt. Lão nhân coi mộ. Tu La Tổ Ma đều ở trong đó. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Phàm nội tâm càng phát ra kinh hãi bắt đầu. Lão nhân coi mộ cũng tốt, Tu La Tổ Ma cũng được, đều là chư thiên vạn giới quyết định cường giả. Nhưng mà hai người bọn họ tăng thêm mấy cái cường giả liên thủ, vậy mà không có chiếm cứ mảy may ưu thế, đủ để có thể thấy được bọn hắn đối thủ đáng sợ đến cỡ nào. Lão nhân coi mộ, làm sao bây giờ? Một cái cầm trong tay gậy sắt. Toàn thân hất lên hoàng kim chiến giáp nam tử mở miệng, giọng nói trầm thấp. Mặc dù hắn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhưng trên thân cuồng bạo khí tức nhưng không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại càng phát ra cường đại. Không hổ là tạp đệ nhất phân thân, bây giờ khống chế thái ma nhục thân, rất khó đối phó. Lão nhân coi mộ còn chưa mở miệng, bên cạnh Tu La Tổ Ma liền dày đặc khí lạnh nói. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thái ma, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Nhóm chúng ta xác thực tính sai, không nghĩ tới tạp đệ nhất phân thân khống chế thái ma nhục thân như thế cường đại. Lão nhân coi mộ mặt âm trầm, lại không trước đó nụ cười. Mặc cho ai gặp gỡ tạp đệ nhất phân thân đối thủ như vậy, cũng cười không nổi. Bên cạnh đại vô thiên ma, thần vô tận, tử vũ, hoang ma bọn người tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc.
bọn hắn ly khai tiên cấm kiếp địa, tất cả đều tới đây hỗ trợ, có thể đám người thay nhau ra trận, vẫn như cũ tất cả đều bị tạp đệ nhất phân thân đả thương. Nguyên bản bọn hắn nghĩ đến thừa dịp thái ma áp chế tạp đệ nhất phân thân cái này cơ hội, đem tạp đệ nhất phân thân nhất cử diệt đi. Đáng tiếc, kết quả không kể nhân ý. Trừ phi đem tạp đệ nhất phân thân bóc ra, hoặc là hủy đi phụ thân nhục thân, nếu không nhóm chúng ta không có bao nhiêu lớn phần thắng. Đại vô thiên ma mở miệng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Mặc dù thái ma là hắn phụ thân, nhưng là vì diệt sát tạp đệ nhất phân thân, hắn chính liền phụ thân cũng đồng dạng sẽ giết, thế nhưng là, như thế nào mới có thể bóc ra tạp đệ nhất phân thân? Lão nhân coi mộ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng trầm tư. Cường đại đệ nhất phân thân, hạ bóc ra tạp đệ nhất phân thân. Đám người âm thầm lắc đầu, theo thái ma trấn áp tạp đệ nhất phân thân ngày lên, như vậy liền thành gần như không có khả năng làm được sự tình. Trước đây thái ma làm như thế, đoán chừng cũng đã nghĩ đến điểm này. Nếu không phải trước đây không thể thế nhưng, thái ma cũng sẽ không lấy thân trấn áp. Quả nhiên, bây giờ tạp đệ nhất phân thân phản chế thái ma nhục thân, thành vạn giới tai nạn. Một bầy kiến hôi, tự cho là có thể trấn áp bản tiên, thật sự là buồn cười. Tạp đệ nhất phân thân nhe răng cười một tiếng, băng lãnh sát ý bao phủ đám người, nếu không phải bản tiên trước đây người bị thương nặng, các người coi là cái này lão đồ vật có thể trấn áp bản tiên sao? Đám người trầm mặc không nói, tạp đệ nhất phân thân nói là sự thật. Trước đây tạp đệ nhất phân thân bản thân bị trọng thương, đều không thể không nhường thái ma đến trấn áp hắn. Bây giờ tạp đệ nhất phân thân đã khôi phục đỉnh phong, bọn hắn như thế nào có thể địch? Còn lo lắng cái gì? Đã không cách nào tước đoạt, vậy cũng chỉ có thể giết hắn. Đại vô thiên ma ánh mắt lạnh lẽo đến, thái độ kiên quyết. Đám người ánh mắt phức tạp. Giết tạp đệ nhất phân thân, thái ma cũng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn có thể không muốn giết chết thái ma. Thái ma thế nhưng là chư thiên vạn giới anh hùng, bọn hắn căn bản không xuống tay được. Có thể lời này lại là theo đại vô thiên ma trong miệng nói ra được. Đại vô thiên ma thế nhưng là thái ma nhi tử a. Giết hắn, đại vô thiên ma gầm thét, mặt không biểu lộ. Không bằng đám người phản ứng, đại vô thiên ma đã dẫn đầu xông tới, nghịch loạn bát ma đao ma khí trùng thiên, mang theo vô thượng uy thế, chém về phía tạp đệ nhất phân thân. Nghịch tử, người nghĩ giết cha sao? Tạp đệ nhất phân thân cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay nhấc lên, một đạo nghịch thiên kiếm khí bắn ra mà ra, cùng nghịch loạn bát ma đao đụng vào nhau. Kiếm khí, đao quang tứ ngược vũ trụ, vô số tinh thần hóa thành bột mịn, một mảnh tận thế chi cảnh. Đại vô thiên ma bị chấn động đến bay ngược mà ra, mình đầy thương tích, tiên huyết vẩy ra mà ra, vết thương chồng chất. Hắn nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng đôi mắt lại là càng phát ra hung hoành lăng lệ, như là ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, quán xuyên vũ trụ hư không, để cho người ta run rẩy. Các ngươi cả đám đều đang do dự cái gì? Chẳng lẽ các ngươi liền điểm ấy giác ngộ cũng không có sao? Đại vô thiên ma lạnh lùng quét đám người một cái, quát lên, cùng tạp là địch, nếu là liền chết cũng giác ngộ cũng không có, vậy cái này một trận chiến nhóm chúng ta đã thua. Chỉ cần giết tạp đệ nhất phân thân, phụ thân ta sẽ chỉ mừng rỡ. Thoại âm rơi xuống, đại vô thiên ma lần nữa phóng đi, giống như một thanh thiên truy bách luyện tiên kiếm, bộc lộ ra tuyệt thế sắc bén, lần nữa nhào về phía tạp đệ nhất phân thân. Hắn vết thương chằng chịt, nhưng càng đánh càng hăng, chiến ý càng phát ra cường đại. Ở xung quanh, ma khí ngập trời, giống như ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Kia con ngươi, thâm thúy hắc ám, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Giết, lão nhân coi mộ thở sâu, nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo sông tới. Hắn lấy tay vung lên, một cái cối xay khổng lồ phóng lên tận trời, một đen một trắng, dường như có thể mài diệt thế gian vạn vật. Lịch cổ thập đại pháp bảo, mài thế thiên luân, giờ khắc này, lão nhân coi mộ không còn có giữ lại chút nào. Đại vô thiên ma nói rất đúng, từ tạp đối kháng một khắc kia trở đi, mỗi người cũng phải làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Bọn hắn như thế, thái ma đồng dạng cũng là như thế. Đáng tiếc thái ma bị tạp đệ nhất phân thân đoạt xá, không cách nào nói chuyện, bằng không mà nói, đoán chừng đã sớm giận mắng bọn hắn. Giết, đây là... Tay kia cầm gậy sắt chiến giáp nam tử cũng phóng lên tận trời, vô cùng vô tận chiến ý bộc phát, toàn bộ tinh vực cũng trong nháy mắt đổ sụp. Ngay sau đó, Tu La Ma Tổ, Thần Vô Tận, Tử Vũ, Hoang Ma mấy người cũng không chút do dự xuất thủ.
Bọn hắn đã do dự hồi lâu, chẳng những không có giết chết tạp đệ nhất phân thân, ngược lại mỗi người cũng bị thương không nhẹ. Tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng có thể bị tạp đệ nhất phân thân giết chết, đây tuyệt đối không Thái Ma nguyện ý nhìn thấy. Theo lấy thân chấn áp tạp đệ nhất phân thân một khắc kia trở đi, hắn liền đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Ha ha, lúc này mới có chút ý tứ. Tạp đệ nhất phân thân nhìn thấy đám người không giữ lại chút nào xuất thủ, không đến không có e ngại, ngược lại càng phát ra phấn khởi. Hắn xuất thủ đại khai đại hợp, uy thế ngập trời. Tại một trận điên cuồng công kích bên trong, lần lượt từng thân ảnh bay ngược mà ra, vô tận vũ trụ sụp đổ, hóa thành một mảnh tuyệt địa. Tiêu Phàm nhìn phía xa chiến trường, sớm đã trợn mắt hốc mồm. Đại vô thiên ma, lão nhân coi mộ, tu la tổ ma, thần vô tận, tử vũ, hoang ma, cái nào không phải tuyệt đại kinh diễm hạng người, nhưng hôm nay lại bị tạp đệ nhất phân thân đè lên đánh, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Mỗi người bọn họ cũng rất cường đại, cơ hồ cũng là có thể thống trị một thời đại nhân vật. Nhưng mà hôm nay lại tất cả đều thụ trọng thương, tạp đệ nhất phân thân thực lực, biết bao hung hãn. Thật lâu, Tiêu Phàm mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tạp đệ nhất phân thân thực lực, sợ còn tại hắn thứ hai trên phân thân. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, long trời lở đất, ước vạn dặm tinh vực sụp đổ, quay về hỗn độn, đầy trời hỗn độn chi khí loạn xạ. Đại vô thiên ma bọn người lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thân thể tàn phá không chịu nổi, có nửa ngày thân thể vỡ nát, có đầu nổ tung, không có một người duy trì hoàn hảo không chút tổn hại. Các ngươi, đều phải chết. Một tiếng quát chói tai theo hỗn độn khí trong biển truyền ra, ngay sau đó, một đạo lấp lóe xẹt qua thương khung, trong nháy mắt xuất hiện tại tu la tổ ma trước người. Phốc, tu la tổ ma ngực, bị một cái đại thủ xuyên qua, cuồn cuộn ma khí tứ ngược. Tu la tổ ma, một bộ phân thân, cũng dám tới đây. Cho dù ngươi bản tôn ở đây, bản tiên cũng giết không tha. Tạp đệ nhất phân thân cười lạnh không thôi, tay phải chấn động, tu la tổ ma bỗng nhiên nổ tung. Lần nữa hóa thành đầy trời ma khí. Phân thân, Tiêu Phàm nghe vậy, mặc dù sớm đã biết rõ, nhưng nội tâm vẫn như cũ rung động. Trước mắt tu la tổ ma, không phải liền là tự mình tại máu trong u minh nhìn thấy vị kia sao? Hắn quả nhiên thật chỉ là một bộ phân thân. Một bộ phân thân liền có được hồng mông tiên vương thực lực, kia hắn bản tôn đâu? Nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm đối tương lai lại nhiều mấy phần hy vọng. Ma sát, cũng liền tại lúc này. Đại vô thiên ma đi tới gần, bá đạo quyền cương hung hăng đánh tới hướng tạp đệ nhất phân thân. Tạp đệ nhất phân thân không tránh không lùi, đồng dạng một quyền nghênh đón tiếp lấy, so sánh đại vô thiên ma, càng thêm hung mãnh, uy thế nhất thời có một không hai. Oanh một tiếng, đại vô thiên ma cánh tay nổ tung, thân thể bay ngược mà ra, trong miệng phun máu không thôi. Hắn mặt không biểu lộ, há miệng hút vào, tu la tổ ma nổ tung đầy trời ma khí, toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng. Chỉ một lát sau, hắn toàn thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu, so sánh vừa rồi khí thế càng tăng lên. Hắn hai mắt đỏ bừng như máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm tạp đệ nhất phân thân, sát khí hào hùng. Lão nhân coi mộ mấy người kéo lấy chật vật thân thể, đi vào đại vô thiên ma trước người, song song mà đứng, cùng tạp đệ nhất phân thân giằng co. Lấy một địch một, bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ của tạp đệ nhất phân thân. Huống chi. Tu la tổ ma phân thân bị giết, bọn hắn giết một sự giúp đỡ lớn. Chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có cơ hội một trận chiến. Đại vô thiên ma tiền bối, tiếp lấy. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, một đạo máu hắc sắc quang mang hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện đại vô thiên ma trước người, lại là một bộ to lớn quan tài. Chấn thế đồng quan, Tiêu Phàm, đại vô thiên ma xem hướng người tới, trầm giọng nói, nơi này không phải ngươi hẳn là tới. Chuẩn bị ở sau đại ca, thần vô tận mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm đến, cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Tiêu Phàm mặc dù có được hồng mông tiên vương chiến lực, có thể tạp đệ nhất phân thân thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng, căn bản không phải Tiêu Phàm có thể tham dự vào. Không có gặp bọn hắn nhiều người như vậy, cũng bị thương nặng như vậy sao? Bọn hắn không có gặp chính là, cái kia cầm trong tay côn sắt chiến giáp nam tử. Tại nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, ánh mắt có chút lấp lóe. Người này không phải người khác, chính là Đấu Thiên. Tiêu Phàm thời khắc này khuôn mặt mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng Đấu Thiên lại cảm nhận được Tiêu Phàm trên thân tản ra một cỗ đã lâu khí tức. Tiểu tử, người còn chưa có chết,
Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, tạp đệ nhất phân thân đột nhiên híp hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm. Đám người có chút kinh dị, tạp đệ nhất phân thân vậy mà nhận biết Tiêu Phàm. Thần Vô Tận cùng Tử Vũ mấy người không chút do dự tiến lên một bước, đem Tiêu Phàm ngăn ở phía sau. Tạp, lời này hẳn là ta nói mới đúng. Tiêu Phàm đẩy ra Thần Vô Tận cùng Tử Vũ, cùng mấy người song song mà đứng, nhìn tạp đệ nhất phân thân, bất quá, người cũng sắp chết. Ha ha, tạp đệ nhất phân thân ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, dường như nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười, khinh thường nói, bọn hắn cũng không làm gì được bản tiên, chỉ bằng ngươi một cái hỗn nguyên tiên vương. Thoại âm rơi xuống, một cỗ ngập trời sát khí như là lợi kiếm đồng dạng bắn ra mà ra, bay thẳng Tiêu Phàm mà đi. Tiêu Phàm, ngươi lui ra phía sau, cảm nhận được tạp đệ nhất phân thân trên người sát ý, đại vô thiên ma cầm trong tay chấn thế quan tài tiến lên, đồng thời cổ động tiên lực, hóa thành một đấm nổ tung mà ra. Oanh, thương khung sụp đổ, tuyệt thế cường đại khí tức, cương mãnh bá đạo đến cực hạn, vô số tinh thần rơi vỡ, vỡ nát. Tạp, hôm nay người cái này phân thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm không có chút nào e ngại, ngược lại tự tin cười một tiếng. Cũng đi chết đi, tạp đệ nhất phân thân giận dữ mắng mỏ một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới đám người, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Giết, đại vô thiên ma bạo hống, chấn thế quan tài hung hăng ném ra, vô tận tinh không trong nháy mắt nổ tung. Tiêu Phàm nội tâm kinh hãi, đây mới là chấn thế quan tài chính xác sử dụng phương thức sao. Tại hắn trong tay, đoán chừng liền 1% uy lực cũng không có thi triển đi ra a. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, lão nhân coi mộ, đấu thiên, thần vô tận, tử vũ cùng hoang ma 5 người cũng đã giết ra, 6 người đồng thời xuất thủ, lần nữa cùng tạp đệ nhất phân thân kịch chiến cùng một chỗ. Tiêu Phàm cũng không rời đi, mà là híp hai mắt đánh giá chiến trường, tìm kiếm tạp đệ nhất phân thân nhược điểm. Đồng thời, trong đầu tính toán rất nhanh về. Tạp đệ nhất phân thân, cùng tạp thứ hai phân thân chưa biến thành khư tộc trước đó, cho dù thực lực mạnh hơn một chút, phương diện khác hẳn là cũng không có quá lớn xuất nhập. Tiêu Phàm trầm tư, lộ ra buồn bực chi sắc, đã tạp đệ nhất phân thân cũng là điều động bản thể lực lượng, kia như thường tới nói, ta đã phong ấn lục đạo luân hồi phong ấn, tạp đệ nhất phân thân thực lực hẳn là đại giảm mới đúng. Nhưng vì sao tạp đệ nhất phân thân xa so với hắn thứ hai phân thân muốn cường đại đâu? Điểm này, Tiêu Phàm hoàn toàn nghĩ không hiểu. Trước đây thần vô tận bọn hắn đối chiến tạp thứ hai phân thân, cũng vẻn vẹn chỉ là tiên lực hao hết, nơi nào có bây giờ như thế phí sức. Huống chi, hiện tại thực lực tổng hợp còn mạnh hơn một chút. Liền lão nhân coi mộ một cái, liền xa không phải thần vô tận bọn hắn có thể so sánh, phải biết. Cái này lão đồ vật thế nhưng là có thể có dũng khí uy hiếp thương thiên cùng trời xanh tồn tại. Ngoài ra còn có đấu thiên, luận lực bộc phát, hắn cũng không phải tử vũ cùng hoang ma bọn hắn có thể so sánh. Dù sao, trước đây đấu thiên thế nhưng là giết tạp thứ hai phân thân rơi vào trạng thái ngủ say chiến lực chủ yếu. Nhìn thấy đám người một lần lại một lần bị tạp đệ nhất phân thân đánh bay, Tiêu Phàm cau mày, tạp đệ nhất phân thân cùng hắn thứ hai phân thân quả thật có chút khác biệt, đó chính là Thái Ma. Thái Ma thế nhưng là tiên cổ thời đại vạn tộc lục đại cự phách một trong, mà lại hắn đã từng trưởng quản tu la đạo luân hồi chi lực, nhục thân mạnh, tuyệt thế vô song. Đại vô thiên ma lời nói là đúng, chỉ cần hủy Thái Ma nhục thân, tạp đệ nhất phân thân cũng không chân gây cho sợ hãi. Tiêu Phàm âm thầm thở dài. Chỉ là, hủy đi Thái Ma nhục thân, vô cùng có khả năng thật giết Thái Ma. Đây cũng là lão nhân coi mộ bọn hắn do dự nguyên nhân. Các ngươi tránh hết ra, để cho ta tới. Đột nhiên, trên không trung truyền đến đại vô thiên ma gầm thét, cái gặp hắn lấy tay vung lên, bỗng nhiên mở ra chấn thế quan tài. Một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng sinh ra, điên cuồng thôn vệ lấy tạp đệ nhất phân thân, muốn đem hắn kéo vào chấn thế quan tài bên trong. Cùng lúc đó, chấn thế quan tài bên trong phun ra đầy trời vô cực chi khí tại chạm đến Thái Ma thân thể lúc, vậy mà nhường hắn nhục thân bắt đầu hòa tan. Thật sự là nghịch tử, người quả nhiên là nhớ người cha chết a. Tạp đệ nhất phân thân nhe răng cười, hắn ra sức muốn tránh thoát chấn thế quan tài thôn phệ, nhưng mà căn bản làm không được, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm ngưng kết. Chấn thế quan tài bên trong giường như có dũng khí lực lượng quỷ dị, cầm giữ hắn nhục thân. Lão nhân coi mộ bọn người nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạnh như Thái Ma, hắn nhục thân sớm đã đạt đến vĩnh hằng tiên thể cảnh giới. Vậy mà ngăn không được chấn thế quan tài bên trong lực lượng,
cái này sao có thể? Tiêu Phàm cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua vô cực chi khí lực lượng, căn bản không có khả năng hủy đi tiên vương cảnh nhục thân. Vô cực chi khí tất nhiên bá đạo, nhưng đối phó với thánh tổ cảnh đoán chừng đã là cực hạn. Làm sao lại như vậy? Tạp đệ nhất phân thân sắc mặt đại biến, lại không trước đó cao cao tại thượng. Làm sao lại như vậy? Đại vô thiên ma cười lạnh không thôi, dữ tợn nói, người bị phụ thân ta trấn áp, tự cho là một ngày kia có thể đoạt xá hắn nhục thân, có thể ngươi lại không biết rõ, phụ thân ta sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị. Chấn thế quan tài bên trong lực lượng, là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu là ngươi một ngày kia thành công khống chế hắn nhục thân, vậy liền sẽ tính cả hắn nhục thân ở bên trong, toàn bộ hóa thành cho tàn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn không được hít một hơi lạnh, trên mặt hiện lên vẻ kính sợ. Thái ma vậy mà đã sớm làm xong cùng tạp đệ nhất phân thân đồng quy vu tận chuẩn bị. Nói cách khác, thái ma tại thái cổ thời đại, liền đã đem mình làm một người chết, chỉ vì giết chết tạp đệ nhất phân thân. Như thế ý chí, trong thiên hạ lại có mấy người. Hỗn trướng, tạp đệ nhất phân thân gào thét, cảm nhận được thái ma nhục thân không ngừng tan rã, trong cơ thể hắn lực lượng cũng đang không ngừng xói mòn, cái này hắn như thế nào còn có thể bình tĩnh. Một khi thái ma nhục thân hoàn toàn biến mất, hắn cũng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại hắn tự cho là khống chế thái ma nhục thân thời khắc, lại là không biết rõ, thái ma cũng đồng dạng khống chế hắn. Không cần vùng vẫy, ngươi trốn không được rơi. Đại vô thiên ma thần sắc băng lãnh, mặc dù hắn muốn tự tay chôn vùi tự mình phụ thân tính mệnh, nhưng là hắn không có bất cứ chút do dự nào. Cùng tạp là địch, nếu là liền đánh bạc tính mệnh giác ngộ cũng không có, vậy căn bản không có khả năng diệt đi tạp. Tốt, tốt, rất tốt, tạp đệ nhất phân thân mí mắt cuồng loạn, sắc mặt càng phát ra dữ tợn, loại này bị người mưu hại cảm giác, nhưng hắn cực kỳ khó chịu. Cho dù bỏ cỗ này nhục thân lại như thế nào, hôm nay, bản tiên đồng dạng muốn giết các ngươi. Tạp nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Oanh, theo một tiếng kinh thiên nổ vang, thái ma nhục thân bỗng nhiên nổ tung lên. Muốn giết ta, đến A hủy diệt tính năng lượng ba động quét sạch tinh hà, xa xa nhìn lại, như là một mảnh minh mông tinh vân nổ tung, vũ trụ đều đang run rẩy. Hồng mông tiên vương nhục thân uy lực nổ tung, tuyệt thế kinh khủng. Tiêu Phàm bọn người tất cả đều bị cái này lực lượng cuồng bạo tung bay, bị chấn động đến thổ huyết không thôi. Thần vô tận mấy người càng là đầu, thân thể cũng bị nổ mở, nhìn qua cực kỳ thảm thiết. Thảm nhất phải kể tới đại vô thiên ma, cho dù thời khắc mấu chốt có chấn thế quan tài ngăn cản, nhưng hắn vẫn như cũ bị nổ mở nửa người, ngũ tạng lục phủ toàn bộ hóa thành huyết vụ. Sau đó triệt để bị vô tận hỗn loạn chi lực thôn phệ, không thấy bóng dáng. Đại vô thiên ma, lão nhân coi mộ kêu to, tang thương con ngươi nhìn chằm chằm kia vô tận hỗn loạn tinh hải, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn cũng biết rõ, muốn xử lý tạp đệ nhất phân thân, nhất định phải hủy diệt thái ma nhục thân. Nhưng là, thái ma nhục thân vừa diệt, lại thêm đi chân linh bị tạp đệ nhất phân thân áp chế, thái ma đến thời điểm thế nhưng là thật sẽ chết. Đây cũng là lão nhân coi mộ bọn hắn một mực do dự nguyên nhân. Thái ma thế nhưng là vạn tộc anh hùng, bọn hắn lại có thể nào khả năng đối thái ma hạ thủ được đâu. Đại vô thiên ma cũng là biết rõ điểm này, bởi vậy người khác cũng không dám động thủ thời khắc, hắn đứng ra, không muốn để cho lão nhân coi mộ bọn hắn khó xử. Lão nhân coi mộ mấy người cũng là minh bạch điểm này, cho nên cũng không có ngăn cản đại vô thiên ma. Bởi vì không chỉ thái ma, bọn hắn những người này, cũng tất cả đều làm xong hy sinh chuẩn bị. Chỉ là, thái ma cái chết, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là đại vô thiên ma thế nhưng là thái ma con độc nhất, nếu là hắn nhi tử cũng vì vậy mà chết, bọn hắn lại như thế nào tiếp thu được. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, mũi có chút mỏi như. Hắn mặc dù cũng biết rõ, đối chiến tạp không chỉ có sẽ có người chết, mà lại sẽ chết vô số người. Nhưng là hắn cũng không muốn nhìn thấy, đại vô thiên ma chết ở chỗ này, cái này quá tàn nhẫn. Khụ khụ đang lúc đám người lo lắng thời khắc, vô cùng suy yếu tiếng ho khan vang lên, cái gặp một đạo dập nát thân thể, nâng đã mất đi quang trạch chấn thế quan tài theo hỗn độn chi khí bên trong đi ra. Sư tôn, hoang ma vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lệ nóng doanh tròng. Những người khác cũng là kích động không thôi. Hồng hộc, gần như đồng thời, một đạo lợi mang theo hỗn độn chi khí nổ bắn mà ra, thẳng đến đại vô thiên ma mi tâm. Trong chớp nhoáng này,
đại vô thiên ma lông tơ dựng thẳng, một loại tử vong khí tức bao phủ hắn. Ngươi dám, lão nhân coi mộ chợt quát một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại đại vô thiên ma trước người. Hắn một tay nắm lấy đại vô thiên ma, đem hắn đẩy hướng một bên. Nhưng mà, phốc phốc, kia lợi mang trong nháy mắt quán xuyên lão nhân coi mộ xương sọ, tiên huyết phun tung tóe, hắn nửa bên đầu trực tiếp nổ tung, thảm liệt tới cực điểm. Tất cả mọi người đồng thời hướng phía hỗn độn chi khí bên trong nhìn lại, nơi đó, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn mặc dù nhìn qua cực kỳ bình thản, nhưng lại để cho người ta cực kỳ kinh dị, có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Tạp, đấu thiên trong con ngươi tiên quang nổ bắn ra, chiến ý mãnh liệt, cầm trong tay hỗn nguyên côn nộ sát mà ra. Keng, tạp đệ nhất phân thân không nhanh không chậm mở ra thủ trưởng, tiên lực ngưng tụ thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, ngăn tại trước người, lực lượng cuồng bạo phát tiết, chấn động vũ trụ tinh hải. Đấu thiên thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay, tràn đầy thiên cực hắn quán xuyên hắn khôi giáp, hoàng kim máu me tung tóe. Hắn toàn thân cơ thể muốn nứt, toàn bộ nhục thân cũng dường như muốn nổ tung, thân thể lung la lung lay. Các ngươi quá tự cho là đúng. Tạp đệ nhất phân thân ở trên cao nhìn xuống quan sát đám người, sát khí mãnh liệt, coi là tiêu diệt cái này lão bất tử nhục thân, liền có thể đối phó bản tiên sao. Hiện tại tốt, không chỉ có các ngươi phải chết, kia lão bất tử cũng không sống nổi. Lời còn chưa dứt, tạp đệ nhất phân thân giương tay vồ một cái, một đạo lưu quang theo hỗn độn chi khí bên trong bay bắn mà tới, rơi vào hắn trong tay. Thái ma tiền bối, hoang ma bọn người kêu to, hai mắt đỏ bừng như máu, hận không thể đem tạp đệ nhất phân thân ăn sống nuốt tươi. Tạp đệ nhất phân thân một tay bóp lấy thái ma tàn phá nhục thân, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, tay trái có chút dùng sức, thái ma thể nội truyền ra thanh thúy xương vỡ thanh âm. Tạp, bản vương tất sát ngươi. Đại vô thiên ma lấy ra mấy khỏa đan dược nuốt vào, lung la lung lay đứng dậy, sát khí ngút trời. Nói ngoan thoại là vô dụng, tạp đệ nhất phân thân thần sắc đạm mạc, yên tâm, các ngươi đều sẽ chết, chết thật chỉnh tề. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, tạp đệ nhất phân thân cánh tay trái đột nhiên ném đi mà lên, tính cả thái ma thân thể xuất hiện. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một thân ảnh đột nhiên nắm lấy thái ma nhục thân, cấp tốc xuất hiện tại đại vô thiên ma mấy người trước người. Tất cả mọi người trừng lớn lấy hai mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía bên cạnh thân ảnh. Giờ phút này xuất thủ đánh lén tạp đệ nhất phân thân, ngoại trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai đâu. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Tạp đệ nhất phân thân giận tím mặt, bị nhân chảm rơi cánh tay rất bình thường, nhưng là bị một cái hỗn nguyên tiên vương cảnh chém rụng cánh tay, hơn nữa còn cứu hắn muốn giết người, cái này khiến hắn làm sao không nộ. Tạp, nói ngoan thoại là vô dụng. Tiêu Phàm bắt trước tạp đệ nhất phân thân giọng nói, cười lạnh nói, đã mất đi thái ma tiền bối nhục thân ngươi, lại có thể giết được ai. Ha ha, tiểu tử, ngươi làm không tệ, giải quyết chúng ta nan đề. Lão nhân coi mộ cuồng thiếu không thôi, đột nhiên cầm trong tay ma thế luân bàn thiên bàn giết ra. Đã mất đi thái ma nhục thân tạp đệ nhất phân thân, bọn hắn căn bản không sợ. Hắn thực lực, sợ là còn không bằng thôn phệ vô tận khư tộc tạp thứ hai phân thân đây từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không phải là không có thủ đoạn đối phó khống chế thái ma nhục thân tạp đệ nhất phân thân. Mà là không cách nào cam đoan thái ma có thể sống sót. Nếu không, cho dù không cần chấn thế quan tài bên trong chuẩn bị ở sau, bọn hắn cũng có thủ đoạn khác đối phó tạp đệ nhất phân thân. Ha ha, tạp, người cái này phân thân, bản vương diệt định. Đấu thiên giơ lên hỗn nguyên côn, hung hăng rơi đập mà xuống. Chân trời điện thiểm lôi minh, đấu chi tiên lực cuồn cuộn, sau lưng đấu thiên, hiện lên một tôn vạn trượng hoàng kim hư ảnh, đồng dạng cầm trong tay tiên côn. Nộ nện mà xuống. Đang bị lão nhân coi mộ cuốn lấy tạp đệ nhất phân thân, cảm nhận được kia lực lượng hủy thiên diệt địa, sắc mặt biến hóa. Hô, lúc này, lão nhân coi mộ đột nhiên lách mình lui sang một bên, cùng đấu thiên phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Oanh, côn lạc thiên sụp đổ, tạp đệ nhất phân thân bị hung hăng đánh bay ra ngoài, hắn trong tay tiên lực chi kiếm nổ tung, nửa ngày thân thể sụp đổ, hóa thành đầy trời sương mù. Giết, hoang ma! Thần vô tận, tử vũ mấy người cũng không do dự nữa, tất cả đều đánh chó mù đường. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tạp đệ nhất phân thân cũng không phải thật sự là vô địch, chỉ là hắn bắt lấy đám người nhược điểm, khiến cho đám người không cách nào phát huy ra toàn lực. Đồng thời,
hắn khống chế thái ma nhục thân, này lên kia xuống, khó trách lão nhân coi mộ cùng đấu thiên bọn hắn thật lâu không cách nào cầm xuống trận chiến đấu này. Nhưng theo thái ma bị giải cứu, trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Danh con, đều là ngươi, bản tiên trước chém ngươi. Tạp đệ nhất phân thân bị một lần lại một lần đánh bay, đột nhiên, hắn ánh mắt xuống trên người Tiêu Phàm, tất cả lửa giận dâng lên mà ra, trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Muốn giết ta, đến a, Tiêu Phàm vui mừng không sợ, ngược lại ngoắc ngoắc ngón tay, mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Tiêu Phàm chân chính thực lực Tiêu Phàm, đi ra. Lão nhân coi mộ giống to, lúc này mấy người bọn họ vây công tạp đệ nhất phân thân, không bao lâu liền có thể đem triệt để xử lý. Thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà cái này thời điểm ra khiêu khích tạp đệ nhất phân thân. Đây không phải muốn chết sao? Dù là tạp đệ nhất phân thân hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng có niềm tin rất lớn kéo lên một hai cái đệm lưng. Chủ yếu nhất là, tạp đệ nhất phân thân hướng về phía Tiêu Phàm sát khí ngút trời, vạn nhất hắn quyết tâm muốn Tiêu Phàm chết, bọn hắn có thể chưa hẳn bảo vệ được. Chết, ai ngờ, Tiêu Phàm dường như không nghe thấy lão nhân coi mộ. Ngược lại cầm trong tay tu la kiếm đạp không mà lên, một kiếm hung hăng chém về phía tạp đệ nhất phân thân. Muốn chết, tạp đệ nhất phân thân mắt như chuông đồng, cuồn cuộn sát khí mãnh liệt, tiên lực giống như mưa to gió lớn, đánh bay lão nhân coi mộ mấy người, cấp tốc hướng phía Tiêu Phàm đánh tới. Không được, đại vô thiên ma đám người sắc mặt khẽ biến. Tạp đệ nhất phân thân cho dù là chó cùng rứt dậu, cũng vẫn như cũ cường hoành không gì sánh được, vậy mà tránh thoát bọn hắn áp chế. Đáng tiếc, tạp đệ nhất phân thân tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền tới đến Tiêu Phàm trước người, trong tay một thanh tiên lực chi kiếm hiển hiện, hung hăng chém xuống. Oanh, không đợi mấy người động thủ, Tiêu Phàm đã cùng tạp đệ nhất phân thân đụng vào nhau, cuồn cuộn tiên lực như là tiên kiếm đồng dạng bắn ra, xuyên qua tinh không. Nhưng mà, đám người suy nghĩ một màn cũng không phát sinh, Tiêu Phàm cũng không có bị đánh bay, ngược lại cùng tạp đệ nhất phân thân ngắn ngủi giằng co. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm cùng tạp đệ nhất phân thân chỗ tinh không, triệt để hóa thành hỗn độn chi hải, cuồn cuộn hỗn loạn chi lực gào thét. Nhanh, xử lý hắn. Đấu Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh biến mất, sách ngược lấy hỗn nguyên côn cấp tốc xông vào hỗn độn chi hải bên trong, Thần Vô Tận, Tử Vũ mấy người cũng không chút do dự. Bọn hắn đối Tiêu Phàm thực lực tất cả hiểu, hắn mặc dù có được Hồng Mông Tiên Vương chiến lực, nhưng cùng tạp đệ nhất phân thân so sánh, vẫn như cũ không cùng một đẳng cấp. Bằng không mà nói, mấy người bọn họ cũng không hội chiến khổ cực như vậy. Hỗn độn khí biển chỗ sâu nhất. Tiêu Phàm nắm chặt tu la kiếm, ngạnh kháng tạp đệ nhất phân thân tiên lực chi kiếm, vô cùng vô tận kiếm mang hóa thành lấp lóe, che kín thương khung, giống như tràn đầy thiên lôi rắn múa. Nơi này, triệt để quy về hỗn độn. Tiểu tử, người còn non lắm, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu khích bản tiên. Tạp đệ nhất phân thân nhe răng cười, hai tay tiên lực cuồn cuộn. Khí tức trong nháy mắt bạo tăng. Đột nhiên, tạp đệ nhất phân thân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, trong nháy mắt, dường như tất cả lực lượng cũng bị rút sạch. Đây là có chuyện gì? Tạp đệ nhất phân thân không gì sánh được kinh hãi, một sát na này, như có người đem tự mình tiên lực cho cướp đoạt. Danh con, là ngươi. Rất nhanh, tạp đệ nhất phân thân phát hiện Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, vừa sợ vừa giận giống to. Hắn nghĩ không hiểu, cái này tiểu tử là làm được bằng cách nào. Chết đi, tạp, Tiêu Phàm kiếm trong tay nhấc lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua tạp đệ nhất phân thân thân thể, vô tận kiếm khí gào thét, xoắn nát hết thảy. Hô, gần như đồng thời, tạp đệ nhất phân thân xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, há mồm thở dốc, sắc mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên, mới vừa rồi bị Tiêu Phàm một kiếm chém trúng, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Tước đoạt tiên lực. Tạp đệ nhất phân thân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả. Phốc, vừa dứt lời, Tiêu Phàm tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện lần nữa tại trước người hắn, tu la kiếm giống như một đạo thiểm điện, quán xuyên tạp đệ nhất phân thân lồng ngực. Tạp đệ nhất phân thân trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Hắn cúi đầu chính nhìn xem ngực, cái này tiểu tử thật sự là Hỗn Nguyên Tiên Vương. Mặc dù mình thực lực không tại đỉnh phong, thậm chí chỉ có thể phát huy ra không đến một nửa lực lượng, thế nhưng không phải một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương có thể chiến thắng đi. Cút, tạp đệ nhất phân thân gào thét, một trường hung hăng chụp về phía Tiêu Phàm ngực. Tiêu Phàm không có bất luận cái gì chần chờ, đánh trả một trường,
thân thể như là nhẹ yến đồng dạng bay ngược mà ra. Bất quá, hắn vẻn vẹn lui về phía sau mấy bước, lần nữa như là sấm chớp đồng dạng đánh tới, tay trái kết một cái huyền diệu thủ ấn. Phốc, tạp đệ nhất phân thân phun miệng một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Chết, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, kiếm khí như mưa, trong nháy mắt đem tạp đệ nhất phân thân đánh thành cái sàng. Đại ca, lúc này, nơi xa chạy tới Thần Vô Tận vừa mới bắt gặp một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nguyên bản hắn còn lo lắng Tiêu Phàm tại tạp đệ nhất phân thân trong tay thiệt thòi lớn, nhưng trước mắt một màn, lại triệt để lật đổ ý nghĩ của hắn. Tiêu Phàm vậy mà thương tổn tới tạp đệ nhất phân thân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được. Phải biết, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, cũng thời gian ngắn bên trong làm không rơi tạp đệ nhất phân thân, có thể Tiêu Phàm cùng hắn đơn đả độc đấu, vậy mà làm hắn bị thương nặng. Hô hô, gần như đồng thời, lại có mấy thân ảnh đuổi tới, lão nhân coi mộ mấy người nhìn thấy tạp trên người vết kiếm, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Xem ra nhóm chúng ta lo lắng vô ích, Đại Vô Thiên Ma nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi cho bản tiên chờ lấy. Tạp đệ nhất phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tay vung lên, hư không trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Hoang ma gầm thét, lách mình xông tới. Lão nhân coi mộ bọn người thấy thế, cũng tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn liều chết chém giết, nếu là còn nhường tạp đệ nhất phân thân chạy trốn, về sau nếu là lại ngóc đầu trở lại, còn đến mức nào? Ngươi trốn được sao? Khi mọi người tất cả đều xông đi lên thời khắc, Tiêu Phàm lại là đứng tại chỗ, một hơi một tí. Tiên pháp, luân hồi phong cấm. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo huyền diệu năng lượng ba động trong nháy mắt từ trên người hắn dập dờn mà đến, một thoáng thời gian, toàn bộ hỗn độn chi hải dường như trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tạp đệ nhất phân thân vừa mới một cước bước vào hư vô trong cái khe, cứ thế mà ngừng lại thân hình. Không chỉ có tạp đệ nhất phân thân, lão nhân coi mộ, Đại Vô Thiên Ma mấy người cũng tất cả đều dừng ở hư không, ánh mắt lộ ra không gì sánh được vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều là Hồng Mông Tiên Vương A, lại bị một loại lực lượng cho thời gian ngắn áp chế. Nếu không phải bản thân cảm thụ, bọn hắn tuyệt đối không tin trên đời có khủng bố như thế vĩ lực. Bất quá, lấy đám người thực lực, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian liền khôi phục tự do, đám người chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Phốc, lúc này, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tạp đệ nhất phân thân theo hư vô trong cái khe bay ngược mà ra, ngực một đạo vết kiếm, theo đầu vai vượt ngang bên hông. Hắn bạch bào đã sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ, hết sức màu đỏ tươi. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tề tụ trên người Tiêu Phàm, một kiếm kia kém chút bổ ra tạp đệ nhất phân thân, ngoại trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai? Tất cả mọi người lúc này mới minh bạch. Bọn hắn tất cả đều xem thường Tiêu Phàm. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Tạp, người cái này phân thân trốn không thoát. Tiêu Phàm nhe răng cười, một bộ ăn chắc tạp đệ nhất phân thân bộ dáng. Giờ này khắc này, hắn cũng không tại giữ lại. Tiên pháp, luân hồi phong cấm, xa so với hắn tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn là tạp đệ nhất phân thân khắc tinh. Dù là lần trước đối mặt tạp thứ hai phân thân, còn chưa nắm giữ loại này tiên pháp hắn. Cũng không thể không giữ lại thực lực, bởi vì luân hồi trưởng khống, vẻn vẹn chỉ có thể áp chế tạp, lại không thể đem hắn lưu lại. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm rốt cục lộ ra hắn giữ tợn răng nanh, không chút nào giữ lại xuất thủ. Đồ tiên tiên pháp, tạp đệ nhất phân thân đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, lạnh giọng nói ta đã sớm nên nghĩ đến. Đáng tiếc đã chậm, Tiêu Phàm cười lạnh, bất quá, ta cũng không nghĩ tới, người cỗ này phân thân. Lại có chân chính huyết nhục chi khu, xem ra, ngươi cũng không có tưởng tượng mạnh. Ngươi cho rằng ăn chắc bản tiên rồi. Tạp đệ nhất phân thân nhe răng trợn mắt, trong mắt lóe lên một vòng kiệt ngạo bất tuần chi sắc. Đám người nghe vậy, hơi sững sờ, chẳng lẽ tạp đệ nhất phân thân còn có bọn hắn không biết đến át chủ bài. Giết hắn, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, dẫn đầu giết ra. Tạp thủ đoạn, hắn không thể không chỉnh trọng đối đãi, dù là hắn chỉ là một bộ phân thân. Phải biết, chính là tạp ba bộ phân thân, hao hết ba cái thời đại người, mới đem hắn triệt để phong ấn. Chỉ cần có thể lưu lại tạp đệ nhất phân thân, dù là đánh đổi khá nhiều, hắn cũng sẽ không chần chờ. Lão nhân coi mộ mấy người nghe vậy, đồng thời xuất thủ,
theo tứ phía bốn phương tám hướng phong bế tạp đệ nhất phân thân đường lui. Tiêu Phàm lần nữa thi triển tiên pháp, luân hồi trưởng khống, tạp đệ nhất phân thân thể nội tiên lực trong nháy mắt bị lược đoạt hơn phân nửa, trên người khí tức lần nữa rơi xuống không ít. Từ khi Tiêu Phàm ra cố lục đạo luân hồi phong ấn, tạp phân thân đã không cách nào không hề cố kỵ điều động lên bản thể lực lượng. Nếu không, muốn giết chết tạp phân thân, cực kỳ khó khăn. Ầm ầm, cuồng bạo công kích che mất thương khung, tạp đệ nhất phân thân thân thể một lần lại một lần nổ tung, suy yếu tới cực điểm, bất cứ lúc nào đều có thể tan thành mây khói. Phốc, cũng liền tại tạp đệ nhất phân thân sắp hủy diệt thời khắc, hư không bên trong, đột nhiên mấy đạo lợi mang gào thét mà tới, đồng thời hướng phía đám người chém tới. Xem chừng, đại vô thiên ma giống to, không thể không bỏ qua giết chết tạp đệ nhất phân thân, bước ra ngăn cản kia không hiểu xuất hiện lợi mang. Ầm ầm, đám người cùng nhau không còn chút sức lực nào, hiểm mà hiểm chi tránh thoát kia đoạt mệnh chi quang. Nhưng mà, cái này lại cho tạp đệ nhất phân thân cơ hội, hắn thừa cơ rời khỏi đám người vòng vây, cấp tốc hướng phía nơi xa kích xạ mà đi. Tạp, trốn chỗ nào? Đại vô thiên ma cuồng hống. Hắn phụ thân bởi vì tạp đệ nhất phân thân, kém chút triệt để vẫn lạc, nếu để cho hắn cứ như vậy ly khai, kia thái ma nỗ lực, chẳng phải là uổng phí rồi. Chỉ là, không đợi bọn hắn phóng ra bước chân, một thân ảnh theo trong hư không lóe ra, trong nháy mắt ngăn cản mấy người đường đi. Nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, lão nhân coi mộ mấy người sắc mặt biến hóa, lông mày cũng vặn thành chữ xuyên. Thứ hai phân thân, thần vô tận kinh ngạc nhìn xem đối diện bóng người. Kinh hô không thôi. Thứ hai phân thân, đám người cũng cực kỳ không bình tĩnh, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tạp thứ hai phân thân vậy mà lại gấp rút tiếp viện đệ nhất phân thân. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, 33 cỗ phân thân vốn là một thể, hắn lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn xem hắn đệ nhất phân thân vẫn lạc đây đối thủ của các ngươi, là ta. Tạp thứ hai phân thân nhếch miệng cười một tiếng, ngoạn vị nhìn xem lão nhân coi mộ bọn người. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt chia ra làm sáu, ngăn cản đám người đường đi. Lão nhân coi mộ mấy người ép một chút nghiến răng, tạp thứ hai phân thân xuất hiện, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Mấu chốt là, tạp thứ hai phân thân nhưng so với đệ nhất phân thân muốn khó chơi nhiều. Dù sao, hắn thế nhưng là khư thú A, hơn nữa còn là trong truyền thuyết tiên khư thú. Oanh, không đợi lão nhân coi mộ mấy người trở về qua thần đến. Nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang, lại là nhìn thấy một thân ảnh theo tinh không chỗ sâu kích xạ mà tới. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời khắc, đám người không gì sánh được kinh ngạc. Thân ảnh kia không phải là vừa rồi chạy trốn tạp đệ nhất phân thân sao, hắn tại sao lại trở về rồi? Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái gặp một thân ảnh tại bọn hắn trong mắt nhanh chóng biến lớn, lại là gặp được một tôn cao lớn hung mãnh tu la xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Tiêu Phàm, cảm nhận được tu la thân bên trên tán phát khí tức, đám người kinh hãi không thôi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, là tạp thứ hai phân thân xuất hiện một sát na kia, Tiêu Phàm sớm đã biến mất tại chỗ trống. Tạp, ta nói người cái này phân thân chạy không thoát, người còn không tin. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đối tạp thứ hai phân thân nhìn như không thấy, trực tiếp hướng phía tạp đệ nhất phân thân đạp không mà đi. Tạp thứ hai phân thân tạm thời hắn không muốn quản. Nhưng là hắn đệ nhất phân thân phải chết. Cái này thế nhưng là chém giết tạp đệ nhất phân thân tốt nhất cơ hội, nếu là bỏ qua, về sau khả năng liền rốt cuộc không có. Lại là ngươi, tạp thứ hai phân thân lạnh băng băng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dường như muốn nuốt sống người ta. Lần trước tại Tiêu Phàm trong tay bị thiệt lớn hắn, nằm mộng cũng muốn giết chết Tiêu Phàm, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, hắn như thế nào bình tĩnh. Thứ hai phân thân đúng không, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm một bên điên cuồng công kích tạp đệ nhất phân thân, một bên cùng tạp thứ hai phân thân chào hỏi, hoàn toàn không thấy hắn đối thủ là tạp đệ nhất phân thân. Tạp đệ nhất phân thân sắc mặt khó coi, hắn dù sao cũng là đệ nhất phân thân, lại bị người làm như không thấy. Tiểu tử, lần này ai cũng bảo hộ không được ngươi. Tạp thứ hai phân thân hừ lạnh một tiếng, lách mình liền hướng phía Tiêu Phàm phóng đi. Ngươi đem mấy người lão phu làm bài trí hay sao? Lão nhân coi mộ cười lạnh. Cùng đại vô thiên ma, đấu thiên đồng thời xuất thủ, gắt gao đem tạp thứ hai phân thân vây quanh ở trung ương. Hoàng ma, thần vô tận, tử vũ ba người thì là nhào về phía tạp đệ nhất phân thân. Bọn hắn mặc dù nhìn thấy Tiêu Phàm áp chế tạp đệ nhất phân thân,
nhưng là, Tiêu Phàm cuối cùng chỉ là Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh, cũng không muốn hắn bị tạp đệ nhất phân thân ám toán. Ha ha, người cái này phân thân đã tự xưng là tiên, kia nhóm chúng ta hôm nay liền đồ tiên. Tiêu Phàm phóng khoáng cười lớn một tiếng, luân hồi trưởng khống lần nữa thi triển, tạp đệ nhất phân thân thể nội tiên lực trong nháy mắt bị lược đoạt hơn phân nửa. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, có chút đứng không vững. Chém, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, Tu La kiếm hung hăng chém xuống, tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, trực tiếp đem tạp đệ nhất phân thân cho xé thành mảnh nhỏ. Không bằng tạp đệ nhất phân thân khôi phục, Hoàng Ma ba người đồng thời xuất thủ, kinh khủng tiên lực nở rộ, như là đại dương mênh mông đồng dạng bành trướng hung mãnh. Tạp đệ nhất phân thân nhục thân mảnh vỡ một lần lại một lần bị ma diệt. Hỗn trướng, phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng thương khung, có thể nghĩ tạp đệ nhất phân thân như thế nào phẫn nộ, các ngươi coi là giết chết được bản tiên sao? Đợi bản tiên khôi phục, các ngươi đều phải chết, ngươi còn có cơ hội khôi phục sao? Tiêu Phàm cười lạnh, người khác giết bất tử tạp đệ nhất phân thân, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, sáu thải quang mang nở rộ, hóa thành một cái sao sáu cánh mang xung điện, khốn phong bốn phương, điên cuồng luyện hóa tạp đệ nhất phân thân hết thảy. Tạp đệ nhất phân thân phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Sau một lát, tạp đệ nhất phân thân âm thanh hoàn toàn biến mất. Chết rồi, Hoang Ma mấy người thu tay lại, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, kinh ngạc nhìn chằm chằm kia phiến yên tĩnh im ắng hư không. Thần Vô Tận cùng Tử Vũ cũng cực kỳ không bình tĩnh, kia thế nhưng là tạp đệ nhất phân thân a, thật bị giết chết. Chết rồi, liền sợi lông đều không thừa hạ. Tiêu Phàm sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhiều lần thôi động tiên pháp, đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Bất quá, chỉ cần giết chết tạp đệ nhất phân thân, cái này có coi là cái gì đây? Các ngươi giết số một, tạp thứ hai phân thân vừa sợ vừa giận, giữ tợn lấy khuôn mặt, toàn lực trấn khai lão nhân coi mộ ba người. Gào thét không thôi, chết hết cho ta đi. Lại đến thiên giới ngăn lại hắn. Tạp thứ hai phân thân bạo khởi, lão nhân coi mộ ba người chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Bọn hắn đã coi như là đứng tại chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh cao nhất, có thể tạp căn bản chính là cái biến thái, không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Dù là hắn phân thân, cũng giống như thế. Luân hồi trưởng khống, cũng liền vào lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, hai tay kết ấn. Đáng sợ năng lượng ba động quét sạch mà ra. Tạp thứ hai phân thân trong nháy mắt cảm giác lực lượng trong cơ thể sói mòn, sắc mặt đại biến. Oanh, gần như đồng thời, lão nhân coi mộ mấy người toàn lực xuất thủ phía dưới, trực tiếp vỡ nát tạp thứ hai phân thân. Bất quá, tạp thứ hai phân thân phản ứng cực nhanh, đầy trời sương mù giống như sông lớn cuốn ngược, trong nháy mắt rời khỏi mấy vạn dặm, lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Tiên kinh. Tạp thứ hai phân thân nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết rõ Tiêu Phàm tu luyện tiên kinh, thậm chí biết rõ hắn tu luyện chính là lục đạo luân hồi kinh. Nhưng là, lục đạo luân hồi kinh bên trong tiên pháp, lại là vượt quá hắn tưởng tượng cường đại. Tự mình cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo không phải liền là tiên lực có thể liên tục không ngừng được bổ sung sao. Có thể cái này tiểu tử thủ đoạn, hoàn toàn là khắc chế tự mình a. Hắn nghĩ không hiểu. Vì sao lần trước Tiêu Phàm không thi triển loại thủ đoạn này, bằng không, lần trước tự mình chưa hẳn có thể trốn được. Đệ nhất phân thân chết rồi, hiện tại tới phiên ngươi. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, tỏa ra hung quang. Tạp thứ hai phân thân nheo mắt, mặc dù hắn cực kỳ coi nhẹ Tiêu Phàm, nhưng là đối hắn thủ đoạn lại là vô cùng kiêng kỵ. Nhất là cái này tiểu tử, còn có thể khắc chế khư tộc. Tăng thêm hắn tu luyện tiên pháp, hoàn toàn chính là mình khắc tinh A. Hô, đột nhiên, tạp thứ hai phân thân thân hình khẽ động, một trưởng chấn khai đại vô thiên ma, sau đó cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, hắn lấy tay vung lên, hư không vỡ ra một đường vết rách, sau đó đầu cũng sẽ không vọt vào. Cái này một hệ liệt động tác giống như nước chảy mây trôi. Tiêu Phàm mấy người tất cả đều thấy choáng mắt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tạp thứ hai phân thân, hù chạy, Tử Vũ trừng mắt nhìn. Lộ ra vẻ không thể tin. Tạp là người phương nào? Kia thế nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân a. Hắn ngạo khí đâu, hắn không nên cho dù chiến tử, cũng không có chạy trốn sao? Tạp cũng biết rõ sợ hãi. Đại vô thiên ma khóe miệng hơi rút ra, lão tử cũng làm tốt liều mạng chuẩn bị, người vậy mà chạy trốn. Hắn là đang sợ sư tôn, một mực trầm mặc không nói,
chiến ý mãnh liệt đấu thiên cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười. Sư tôn, đám người không hiểu, lập tức không gì sánh được kinh ngạc, đấu thiên lại còn có sư tôn. Tại mấy người kinh nghi trong ánh mắt, đấu thiên bỗng quỳ sát tại Tiêu Phàm trước người, đấu thiên, bái kiến sư tôn. Cái này, thần vô tận cùng tử vũ bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt. Vừa rồi nghe được đấu thiên, bọn hắn còn tưởng rằng hắn sư tôn là một cái nào đó cao nhân. Có thể bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này cao nhân lại là Tiêu Phàm. Đấu thiên, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm đỡ dậy đấu thiên, cười cười. Trước đây thu đấu thiên làm đồ đệ, hắn vẫn thật không nghĩ tới, hắn chính là trong truyền thuyết sáng lập đấu chiến thánh tộc đấu thiên. Mà lại, ngay lúc đó đấu thiên cũng không phải gọi cái tên này. Giờ phút này, lão nhân coi mộ sắc mặt của bọn hắn phải nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, Tiêu Phàm cùng đấu thiên quan hệ, bọn hắn ai cũng không biết rõ. Đồ nhi không có nhường sư tôn mất mặt a. Đấu thiên nhe răng cười một tiếng. Mất mặt, Tiêu Phàm một trận xấu hổ, nhìn hằm hằm đấu thiên nói, ngươi là đang giễu cợt ta đi. Đấu thiên cười cười, không có ý tứ gãi gãi đầu. Đấu thiên, ngươi như cùng Tiêu Phàm liều chết chém giết, thật đúng là không nhất định đánh thắng được hắn. Lão nhân coi mộ đột nhiên mở miệng nói. Lão đồ vật, ngươi là đang khích bác thầy trò chúng ta quan hệ sao? Tiêu Phàm mở chừng hai mắt. Tốt, tạp đệ nhất phân thân chết rồi, nhiệm vụ lần này xem như viên mãn thành công, chỉ là đáng tiếc, nhưng tạp thứ hai phân thân chạy trốn. Đại vô thiên ma thở sâu, kéo về đám người suy nghĩ. Đám người thần sắc cứng lại. Đúng vậy a, hiện tại chết chỉ là tạp đệ nhất phân thân mà thôi, lại có cái gì có thể mừng thầm đây này? Phải biết, tương lai bọn hắn phải đối mặt, còn có tạp bản tôn. So với hắn phân thân, đó mới là đáng sợ nhất. Đã tất cả mọi người ở chỗ này, vậy liền thẳng tiến không lùi, xử lý trước tạp đệ tam phân thân lại nói. Đại vô thiên ma thần sắc lạnh lẽo, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm tinh không chỗ sâu. Đi, xử lý tạp đệ tam phân thân, lấy thái nhất bọn hắn thực lực, chưa hẳn chịu nổi, nhóm chúng ta cũng khinh thường tạp phân thân. Lần này nếu không phải đại ca đến, trận chiến này tất nhiên càng thêm gian nan, tạp đệ nhất phân thân nhóm chúng ta cũng chưa chắc giết chết được. Đám người ngươi một lời, ta một câu, dường như đánh gà huyết nhất, hào tình vạn trường. Đại vô thiên ma tiền bối, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng kêu lên, ngươi lưu tại tiên ma giới, cứu chữa thái ma tiền bối, đối phó tạp đệ tam phân thân sự tình, giao cho nhóm chúng ta. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đại vô thiên ma không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ngươi tiểu tử, thật muốn cha ngươi chết sao? Không chờ hắn nói xong, lão nhân coi mộ một bàn tay đập vào đại vô thiên ma trên bờ vai, trầm giọng nói, thật sự coi chính mình cánh cứng cáp rồi, chính liền cha cũng mặc kệ. Đại vô thiên ma trầm mặc không nói. Thái ma tiền bối, thế nhưng là ta vạn tộc tối cao chiến lực một trong, tạp bản tôn xuất hiện trước, cần phải chữa khỏi hắn, hắn thế nhưng là có thể đơn đấu tạp phân thân tồn tại. Đấu thiên cũng trịnh trọng nói. Chính ngươi ngẫm lại đi, lão nhân coi mộ để lại một câu nói, liền dẫn đám người biến mất tại nguyên chỗ. Đại vô thiên ma nhìn qua mấy người rời đi phương hướng, thật lâu thất thần. Từ khi hắn đem giết chết tạp định vì mục tiêu của mình, liền sớm đã đem tự mình sinh tử không để ý. Là thái ma lấy thân trấn áp tạp đệ nhất phân thân lúc, hắn chưa hề nghĩ tới tự mình phụ thân còn sẽ có còn sống một ngày. Lấy về phần hắn hiện tại, đều đã đem tự mình phụ thân quên hết đi. Hồi tưởng lại cái kia một mực vì chính mình che gió che mưa thân ảnh, chẳng biết tại sao, đại vô thiên ma hai mắt có chút phiếm hồng. Trầm ngâm thật lâu, đại vô thiên ma vẫn là từ bỏ đuổi kịp lão nhân coi mộ bọn hắn bước chân, hướng phía tiên ma giới bay lượn mà đi. Một phương khác, lão nhân coi mộ mang theo Tiêu Phàm một nhóm vượt ngang tinh hà. Mấy ngày sau, một cái mênh mông thế giới xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Thiên giới, ta lại tới. Tiêu Phàm híp mắt nhìn qua xa xa tinh thần, ánh mắt u lãnh. Lần thứ nhất, hắn chui vào thiên giới đại náo một phen, cuối cùng không thể không đào tẩu, mà lại kém chút đem tính mệnh ở lại nơi đó. Lần thứ hai, vì cứu hoang ma, hắn một mình xâm nhập nơi này, cùng đại thần thiên chém giết một phen, đã không rơi vào thế hạ phong. Mà lần này, hắn đã đột phá hỗn nguyên tiên vương, có được cùng hồng mông tiên vương một trận chiến thực lực. Chỉ là ngẫm lại. Cảm giác giống như mộng ảo. Thế giới biến hóa quá nhanh, may mắn chính là, hắn còn có thể theo kịp bước chân. Theo lý mà nói, tạp đệ tam phân thân đã thức tỉnh,
cùng thái nhất ma tổ bọn hắn đối mặt mới đúng, tại sao không có nửa điểm động tĩnh? Đấu Thiên sắc bén con mắt màu vàng óng quét mắt bốn phương, cau mày. Những người khác tự nhiên cũng cảm giác có chút không thích hợp, đừng nói tạp đệ tam phân thân thức tỉnh sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, chính là thái nhất ma tổ bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn mới đúng a. Nhưng bây giờ thiên giới, quá bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Có thể hay không liên hệ đến thái nhất ma tổ bọn hắn? Tiêu Phàm thở sâu hỏi.